Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Nghị Vân. Tập 151. Trong cơ thể hết thảy khôi phục bình tĩnh. Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt, không có người nhìn đến, hắn hai tròng mắt chung một đen một trắng. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn xem chính mình cánh tay trái, càn khôn hồ đồ án như cũ tồn tại, nhưng giờ phút này lại cảm giác rốt cuộc có một loại huyết mạch liên hệ mãnh liệt. Trước kia cũng có liên hệ cảm giác, nhưng tuyệt đối không có giờ phút này như vậy mãnh liệt. Lúc này Dương Nghị Vân minh bạch, càn khôn hồ mới chân chính thuộc về hắn. Cứ việc tin tức lượng khổng lồ, Dương Nghị Vân cũng biết một chốc một lát tiêu hóa không được. Lúc này cũng không có thời gian đi nghĩ nhiều. Bởi vì hắn vừa mở mắt, liền phát hiện, thời gian chỉ là đi qua trong nháy mắt mà thôi. Còn có thể nhìn đến dư quang trung yêu ma thoát đi hiện trường thân ảnh. Giờ khắc này Dương Nghị Vân nội tâm bình tĩnh đáng sợ. Hắn trong ngoài thương hoàn toàn khôi phục, già nua dung nhan cũng khôi phục lại đây. Trong cơ thể đan điền âm dương mệnh tinh cùng chín đại phụ tinh bạo phá, hấp thu càn khôn hồ nội hình cầu lực lượng lúc sau cửu cửu quy nhất hóa thành một viên song hắc bạch nội đan, hoặc là nói gọi là càn khôn đan càng vì rán rán. Lúc này trong cơ thể lực lượng hoàn toàn thăng hoa một cấp bậc, có một lần biến chất, bị càn khôn hồ lực lượng lễ rửa tội một lần. Đan điền biến hóa ít nhất thật lớn, không có đổi bại, mà là biến hảo. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh có tu thần đạo cơ sở. Hơn nữa mở mắt ra sau, Dương Nghị Vân bỗng nhiên cảm thụ tựa hồ đỉnh đầu phía trên có thứ gì ở bao phủ, loại cảm giác này có chút bực mình cùng áp lực, chính là hắn cái đầu đột nhiên bạo trướng, ở lúc sau một chút nhìn thẳng nóc nhà giống nhau. Cần thiết muốn đỉnh phá nóc nhà, hắn mới có thể duỗi thân khai cái đầu. Đương nhiên này chỉ là một loại vô hình cảm giác, bất quá Dương Nghị Vân lại cảm thấy chân thật tồn tại. Trong óc linh quang chợt lóe, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Minh bạch loại này vô hình cảm giác đến từ nơi nào? Phi thăng tiếp dẫn. Bốn chữ xuất hiện ở trong óc, hắn một chút thanh minh. Ngẫm lại cũng đúng, hắn tu vi bản thân liền đạt tới phi thăng cảnh đại đỉnh, hơn nữa như cũ thời gian không ngắn. Tuy rằng lần này vì tìm nhi tử cứu nhi tử bị thương nặng, nhưng lại là không có rất tu vi. Nói đến cùng chỉ là bị thương. Phía trước cũng đã trải qua sinh tử, hắn càng là ở tự bạo thời điểm buông sinh tử, theo sau càn khôn hồ bùng nổ đem hắn từ tự bạo kề cận cái chết cứu tới, chính thức lịch sống hay chết, tâm cảnh thượng tự nhiên mà vậy sinh ra biến hóa. Tại đây loại trạng thái hạ, với hắn mà nói chính là nhân sinh cảm thấy ngộ, đột phá tâm cảnh, cho nên tiếp dẫn ánh sáng xuất hiện đúng là bình thường. Dương Nghị Vân biết hắn khoảng cách phi thăng tiên giới thời gian không xa. Bất quá hiện tại, hắn đem cái này ý niệm tung ra sau đầu, xoay người theo dõi yêu ma. Lúc này yêu ma cũng ngừng ở nơi xa, bởi vì hắn đồng dạng phát hiện Dương Nghị Vân trên người kim quang hiện lên lúc sau, cư nhiên ảm đạm không việc gì, hơn nữa khôi phục tuổi trẻ bộ dạng. Lại là không có tự bảo. Lúc này yêu ma phản ứng đầu tiên là, tiểu tử này chơi trá. Ngay sau đó yêu ma khí phóng lên cao, bạo nộ rồi lên nói, tiểu tử ngươi dám trêu đùa bổn tọa, tìm chết. Dứt lời chi gian mang theo che trời ma khí hướng về Dương Nghị Vân vọt lại đây. Ha ha! Dương Nghị Vân cười lạnh lên, hắn tự nhiên sẽ không nói cho yêu ma càn khôn hồ. Tự bạo hắn chính là nghiêm túc. Nhưng ai làm hắn có thần bí vô cùng càn khôn hồ chí bảo đâu? Muốn chết đều là không dễ dàng. Nhìn yêu ma vọt lại đây. Dương Nghị Vân nói, tới vừa lúc, tiểu gia bị ngươi nhục nhã đánh lâu như vậy, cũng nên đến phiên tiểu gia ta. Định. Trong lòng vừa động liền vận dụng pháp tác đạo thuật đi định yêu ma. Mắt thấy phi pháp mà đến yêu ma ở giữa không trung tức khắc chấn động, Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ, bỗng nhiên nhảy dựng lên, cũng chủ động xuất kích. Bất quá liền ở hắn tiến lên thời điểm, nguyên bản bị định trụ yêu ma cư nhiên nổi giận gầm lên một tiếng lại một lần động. Hàm răng liền không có định trụ một tức thời gian. Tiểu tử bổn tọa chính là ma giới tôn vương, cứ việc là ma hồn chi hình, nhưng cũng không phải ngươi một kiếp nho nhỏ con kiến là có thể đối bổn tọa thi triển pháp tắc đạo thuật, cấp bổn tọa chết tới. Yêu ma ở giống giận chung, toàn thân lại một lần đi ra vô số yêu ma khí biến ảo thân ảnh, hướng về Dương Nghị Vân cuốn tịch mà đến. Hừ! Dương Nghị Vân giờ phút này không biết chính mình trong cơ thể biến hóa lúc sau càn khôn đan nội lực lượng như thế nào. Nhưng cảm giác thượng dù sao so với trước kia cường đại rồi không biết nhiều ít. Giờ khắc này đối mặt yêu ma ngập trời biến ảo yêu ma sinh linh, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Gần nhất là nhi tử đã bị hoa sen đen cứu, đã không có bất luận cái gì băn khoăn. Thứ hai trên người hắn thương thế cũng đã tất cả khôi phục,
trong cơ thể có cường đại đến muốn phát tiết ra tới lực lượng. Cho nên khí định thần nhàn. Ngay sau đó chậm rãi há mồm, Kim Cương Chí Tôn, Trường Sinh Chí Tôn, Đấu Chuyển Chí Tôn, Đốt Thiên Chí Tôn, Lôi Đỉnh Chí Tôn, cho ta phá. Hắn cảm giác trong cơ thể lực lượng vô cùng tràn đầy, nghĩ thi triển lão nhân truyền xuống thần thông, một cái tiếp theo một cái thi triển, một hơi lại là thi triển ra tới năm đại chí tôn thần thông. Thậm chí còn có thừa lực. Hơn nữa lúc này đây thi triển chí tôn thần thông, dùng chính là biến dị lúc sau đan điền nội đan lực lượng, cảm giác chung so với trước kia uy lực còn phải cường đại gấp đôi không ngừng. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ầm 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 oanh. Thật lớn ầm vang tiếng vang triệt ở toàn bộ thế giới ngầm. Yêu ma khí che trời tràn ngập toàn bộ thế giới ngầm, nhưng Dương Nghị Vân năm đại chí tôn thần thông cũng không phải ăn chay. Chín đại kim sắc dấu tay, xoay tròn năng lượng gió lốc, vàng sẫm sắc ngọn lửa biển lửa, nổ vang chung lôi điện lập lòe. Trong nháy mắt ở yêu ma khí chung xuyên qua. Quấy phong vân. Giống giống giống. Nổ vang cùng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc, thật lớn cung điện hồn nhiên sập, mặt đất răng rắc sát cái khe rậm rạp xuất hiện, mấy ngàn mét ở ngoài dung nham hà nhấc lên bọt sóng. Chút ra mà đến. Ầm ầm ầm. Bốn phía không khí cũng bắt đầu vặn vẹo lên, thế giới ngầm vốn chính là một chỗ lực lượng chống đỡ không gian, nhưng lại ở thời điểm này hoàn toàn tan vỡ. Có thể thấy được hai người này sinh ác độc chém giết, lần này đều rất cường liệt. Cao thủ quyết đấu, ngay lập tức phía trước thường thường là có thể phân ra thắng bại. Dương Nghị Vân cùng yêu Thượng Hải bao phủ ở ngập trời yêu ma khí chung, hắn không có nhìn đến yêu ma thân ảnh. Nhưng lại từ thảm thiết gầm rú xuôi tai đến ra tới, lúc này đây yêu ma bị hắn cấp bị thương nặng. Rời đi thân thể, yêu ma chính là nguyên thần trạng thái, bị thương nặng một chút, đều sẽ làm hắn có chịu. Trong nháy mắt yêu ma khí dần dần tan đi. Liền ở Dương Nghị Vân tìm kiếm yêu ma thân ảnh thời điểm, trong tai nghe được một tiếng, ong. Dương Nghị Vân trong lòng cả kinh, bỗng nhiên quay đầu lại là thấy được hoa sen đen tản mát ra đen nhánh quang mang. A. À. Hét thảm một tiếng cũng ngay sau đó vang lên. Dương Nghị Vân nhìn đến đúng là yêu ma. Giờ phút này hắn cười lạnh một cái lắc mình qua đi, tự nói, tìm chết. Yêu ma đi động hoa sen đen, tự nhiên còn nghĩ muốn đánh nhi tử Dương Nguyên Thanh chủ ý, nhưng nhi tử Dương Nguyên Thanh hiện tại bị hoa sen đen đặt ở đài sen trong vòng, há có thể làm yêu ma động một chút. Lại nói, hoa sen đen cũng không phải dễ chọc. Hồng hoang đệ nhất liên niết bàn không phải đơn giản như vậy năng động. Không hề nghi ngờ, hoa sen đen cho yêu ma một kích, làm yêu ma ăn một mệt. Dương Nghị Vân lắc mình mà đi, trong tay ngân quang chợt lóe, cách thật xa liền đối yêu ma bổ ra nhất kiếm. Chảm! A, à, giống! Lại là hét thảm một tiếng. Ngay sau đó yêu ma bị Dương Nghị Vân nhất kiếm bổ trúng. Ngay sau đó, chật vật mà chạy, hóa thành một đạo cho đen quang mang chạy trốn rồi đi ra ngoài. Hoa sen đen nhưng có việc. Dương Nghị Vân đi vào hoa sen đen trước người hỏi. Không ngại. Hảo, lên đường mà, ta đuổi theo yêu ma. Dương Nghị Vân nói chuyện, thẳng đến chạy trốn yêu ma đuổi theo. Mặc kệ yêu ma là cái gì chó má ma giới tôn vương, nhưng hắn trước sau đều là bị trấn áp tại hạ giới yêu ma chi hồn mà thôi. Phản kích lúc sau, đã thu bị thương nặng, Dương Nghị Vân há có thể làm hắn đào tẩu. Thân hình triển khai, cầm trong tay đồ long kiếm. Dương Nghị Vân thần thức triển khai gắt gao tỏa định yêu ma mà đi. Hắn hiện tại lực lượng tăng nhiều, liền tính là không sử dụng pháp tắc chi lực, chỉ dựa vào trong cơ thể biến dị lực lượng, đều có thể đem yêu ma thu thập rớt. Một đường đuổi theo, lại là phát hiện này ma đầu quả nhiên có điểm bất phàm, lăng là bảo trì mười mấy mét khoảng cách không đuổi không kịp. Này ma đầu một đường chạy như bay mà đi, thẳng vào lục địa mà thượng. Dương Nghị Vân cũng không nóng nảy. Hắn đã câu thông nghé con bọn họ ở lục địa xuất khẩu chặn lại. Lúc này đây nếu là làm yêu ma đào tẩu, hắn liền tìm đậu hủ khối đâm chết. Ma hồn lên đường, giống vậy nguyên thần ngao du, phi thường cực nhanh. Mà Dương Nghị Vân liều mạng truy không đuổi theo, lại là có thân thể ràng buộc, nếu quả hai người đều là thân thể, Dương Nghị Vân tin tưởng đã sớm đuổi theo yêu ma. Dù sao tốc độ đều ở cực hạn. Mỗi một khắc Dương Nghị Vân bỗng nhiên phát lực, nhảy mà thượng. Oanh! Hắn cùng yêu ma kém 10 mét khoảng cách từ ngầm đi lên tới rồi mặt đất. A! À, hét thảm một tiếng, yêu ma trực tiếp ngã trên mặt đất. Dương Nghị Vân nhất kiếm bay đi đem chi yêu ma nhất kiếm đinh ở trên mặt đất. Trên mặt đất tử hoàng cùng nghé con chờ đã sớm bày ra đại trận chờ yêu ma ra tới, vừa lên tới chính là một kích. Yêu ma căn bản là trốn không thoát.
A. À, Dương Nghị Vân theo sát nhất kiếm đóng đinh yêu ma ma hồn, cường đại thần hồn bao phủ dưới, hơn nữ yêu ma dưới mặt đất bị thương nặng, lần này hoàn toàn bị té nhào. Phát ra tiếng kêu thảm thiết. Yêu ma khí cuồn cuộn thấy không rõ yêu ma bản thể ma hồn, nhưng Dương Nghị Vân thần hồn trấn áp ở đồ long kiếm thượng, yêu ma căn bản liền không thể động đậy. Dương Nghị Vân trong lòng nhất định, thúc dục thủy chi căn nguyên lực lượng cùng càn khôn nội đan chi lực, vung tay lên đối với cuồn cuộn yêu ma khí đánh qua đi. Ầm vang a, ầm vang chung hét thảm một tiếng cũng hoàn toàn mà ngăn. Ngay sau đó yêu ma khí tan đi. Một viên nắm tay đại băng cầu xuất hiện tại chỗ. Dương Nghị Vân vung tay lên thu hồi đồ long kiếm cùng băng cầu. Lòng bàn tay phía trên, băng cầu trong vòng, một người đầu lang thân quái vật ở rít gào dãy giụa. Dương Nghị Vân một cái tay khác thúc dục lực lượng, liên tiếp đánh hạ hơn 1000 nói phong ấn mới dừng tay. Hô! Đến tận đây Dương Nghị Vân tặng một mồm to khí. Lúc này mới nhìn chằm chằm bị phong ấn tại băng cầu nội yêu ma mở miệng nói, ta nói rồi sẽ làm sống không bằng chết, yên tâm sẽ không làm ngươi hồn phi phách tán. Ta ở băng cầu trong vòng hạ 1000 đạo phong ấn, mỗi một đạo phong ấn thượng một đạo nguyên thần chi hỏa, mỗi một đạo phong ấn đốt cháy ngươi 100 năm, 1000 đạo phong ấn thiêu đốt ngươi nguyên thần, đến lúc đó ngươi còn bất tử lại nghỉ. A a a. Băng cầu trong vòng yêu ma kêu thảm thiết. Một đóa màu lam ngọn lửa ở đốt cháy yêu ma. Giết ta, giết ta. Yêu ma giống giận. Không hề nghi ngờ đây là thế gian khổ hình. Đốt cháy nguyên thần trực tiếp đốt cháy chính là căn nguyên. Giết ngươi, quá tiện nghi ngươi, đây là bắt ta nhi đại giới, chậm rãi hưởng thụ đi. Dương Nghị Vân nói chuyện đem băng cầu ném cho thử vương nói, trở về treo sơn môn, làm cho cả tu giả giới nhìn xem, bắt ta thân nhân, giết ta vân môn đệ tử kết cục. Là, thánh chủ, yêu ma kêu thảm thiết chấn động nhân tâm, liền tính là Dương Nghị Vân này đó thủ hạ đều nghe ra đầu tê dại. Không có biện pháp nguyên thần chịu hình mới là trên đời này nhất khủng bố hình phạt. Ngay sau đó hoa sen đen bay vọt mà đến, hoa sen nở rộ, hôn mê trung Dương Nguyên Thanh xuất hiện. Dương Nghị Vân vung tay lên nhi tử ôm vào trong ngực, nhìn nhìn phía chân trời nói, trở về núi. Vân môn tiên cảnh. Dương Nghị Vân cứu trở về nhi tử đệ thập năm. Toàn bộ vân môn răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm, thậm chí còn đối toàn bộ tu chân giới tới nói đều là rầm rộ. Bởi vì hôm nay là vân môn tiên cảnh chi chủ Dương Nghị Vân phi thăng tiên giới nhật tử. 10 năm trước Dương Nghị Vân tự yêu ma trong tay cứu nhi tử, phản hồi vân môn, làm người đem yêu ma chi hồn treo ở vân môn sơn môn, môi mỗi ngày tay nguyên thần chi hỏa đốt cháy khổ hình, kêu thảm thiết tiếng động đều có thể truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Cho toàn bộ tu chân giới cảnh kỳ. Vân môn người không được trêu chọc. Đồng thời đem vân môn địa vị đẩy hướng về phía đỉnh. Toàn bộ vân môn tiên cảnh trở thành danh xứng với thực siêu Việt thánh địa phía trên siêu nhiên tồn tại thế lực. Dương Nghị Vân từ 10 năm trước trở về, liền vẫn luôn đãi ở vân môn cùng người nhà bằng hữu cùng Trung Thiên Luân. Hắn tiếp dẫn hiểu được 10 năm trước liền cảm nhận được, chẳng qua hắn vẫn luôn ở áp chế, hắn tưởng nhiều bồi bồi người nhà bằng hữu, thế cho nên áp chế 10 năm. 10 năm thời gian là hắn có thể áp chế phi thăng lớn nhất thời gian. Với hắn mà nói cũng đủ, sớm hay muộn là đều phải rời đi. Hắn có thể cho người nhà bằng hữu làm đều đã làm. Sáng tạo tu chân giới đệ nhất thế lực, sáng tạo nhất tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh, dư lại lộ yêu cầu chính bọn họ đi đi rồi. Tu chân chi lộ là vô tình chi lộ, những lời này có đôi khi cũng là chính xác. Mỗi người đều phải dựa vào chính mình mới có thể trưởng thành, có chút phương diện hắn có thể hỗ trợ, nhưng có chút phương diện hắn không thể giúp. Liền tỷ như thiên kiếp cùng ngộ đạo phi thăng, đây là người ngoài vô pháp trợ giúp, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể dựa vào chính mình mới được. Nên làm Dương Nghị Vân đều làm. Dư lại toàn dựa chính bọn họ. 10 năm chung hắn làm bạn mỗi một nữ nhân, mỗi một cái hài tử, mỗi một người thân, bằng hữu, triệu kiến vân môn cao tầng đại yêu, công đạo rất nhiều việc, làm nên làm sở hữu. Lần này phi thăng tiên giới, Dương Nghị Vân hạ lệnh mời toàn bộ tu chân giới thế lực tiến đến quan khán. Gần nhất cũng coi như là cấp gần vạn năm đều không có tu chân giới tu sĩ chân chính cử hà phi thăng cấp một cái tham khảo. Làm đại gia quan sát xem như kết một phần thiện duyên. Thứ hai còn lại là một phần kinh sợ, hắn muốn cho mọi người biết vân môn mặc dù hắn rời đi, kia cũng chỉ là đi tiên giới, vân môn ngày sau sẽ ở tiên giới có chỗ dựa, bất luận cái gì tương đối vân môn đệ tử bất lợi tu sĩ cùng thế lực, đều đến ước lượng ước lượng. Tam tới hắn phải làm vài món đại sự.
xem như trước khi rời đi cấp Vân Môn lớn mạnh vài phần thế lực, hoặc là nói tìm mấy cái minh hữu. Vân Môn đại điện quảng trường hôm nay hội tụ toàn bộ Vân Môn cao tầng. Dương Nghị Vân một tiếng trang phục lộng lẫy xuất hiện. Tham gia thánh chủ. Tiếng sấm thanh âm vang vọng ở nhưng cất chứa mấy chục vạn người Vân Môn quảng trường. Nên công đạo nên làm đều làm, Dương Nghị Vân vừa lên tới liền tuyên bố kết quả. Vân Môn đại đệ tử Độc Cô Hối ở đâu? Dương Nghị Vân chậm rãi mở miệng. Độc Cô Hối bước ra khỏi hàng tiến lên, đệ tử Độc Cô Hối bái kiến sư phụ. A Hối, ngươi là vi sư đại đệ tử, càng là Vân Môn đại đệ tử, hôm nay khởi vi sư mệnh ngươi gánh vác khởi Vân Môn gánh nặng chức trách, bảo hộ ta Vân Môn mỗi một cái đệ tử môn nhân, nhưng có tin tưởng. Dương Nghị Vân lời này vừa nói ra rất nhiều người kinh ngạc, nhưng cũng ở trong dự liệu, tới gần Dương Nghị Vân bị rời khỏi sau, Vân Môn vẫn là yêu cầu một người tới thống lĩnh, mà Độc Cô Hối còn lại là hắn đại đệ tử, càng là toàn bộ Vân Môn đệ tử đại sư huynh. Độc Cô Hối cũng là đi theo Dương Nghị Vân từ địa cầu mà đến, thời gian dài nhất một cái đệ tử, tu luyện thời gian tính lên cùng Dương Nghị Vân không sai biệt nhiều, tuy rằng không có Dương Nghị Vân cái này sư phụ tu luyện như vậy biến thái, hiện giờ lại cũng là độ kiếp hậu kỳ tu vi, đảm nhiệm Vân Môn môn chủ chức phụ, luận tu vi có lẽ ở Vân Môn rất nhiều môn nhân chung không coi là cái gì. Chính là Độc Cô Hối tính tư lịch là lão tư cách. Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không như vậy đi suy xét. Muốn nói tu vi cao thâm Vân Môn có rất nhiều cao thủ, không cần môn chủ đi dốc sức làm, hắn yêu cầu cấp Vân Môn tuyển ra một cái có thể làm rất nhiều Vân Môn đệ tử nhận đồng cùng tôn kính môn chủ, như thế mới có thể ông định Vân Môn. Không hề cho rằng Độc Cô Hối chính là nhất chọn người thích hợp, hắn cái thứ nhất đại đệ tử, tu vi cũng coi như cũng đủ, cùng Vân Môn rất nhiều trưởng lão cũng nhận thức sớm, lẫn nhau chi gian từng có phối hợp làm việc, Vân Môn những cái đó cao thủ đều đem Độc Cô Hối đương vãn bối xem. Ngày sau làm việc chỉ biết duy trì, mà không phải phản đối. Mặt khác từ Vân Môn thành lập tới nay, mặc kệ là địa cầu Vân Môn, vẫn là Sơn Hải giới Vân Môn, đến bây giờ tu chân giới Vân Môn, tuyển nhận tân đệ tử, đều từng có Độc Cô Hối cái này đại đệ tử dạy dỗ. Còn có chính là chính mình mấy cái hài tử đều đối cái này đại sư huynh tôn kính, chỉ cần mấy cái nhãi danh đối Độc Cô Hối tôn kính, ngày sau liền sẽ không tồn tại không phục quản giáo việc. Quan trọng nhất chính là, Độc Cô Hối những năm gần đây thành thục ổn trọng, cũng tham dự Vân Môn quản lý, đương nhiên đây là Dương Nghị Vân cố ý vì này, rất sớm liền có tính toán. Hiện giờ xem như thuận lý thành chương. Đương nhiên nguyên lai ở địa cầu thời điểm là nhị đệ tử Vương Tông Nhân thống lĩnh Vân Môn, nhưng khi đó là môn phái nhỏ, mà hiện tại tu chân giới Vân Môn chính là siêu nhiên toàn bộ tu giả giới thế lực, xa xa đều phải vượt qua thánh địa. Ở đại sân khấu hoàn cảnh trung hạ, muốn giảng quy củ, không thể sằng bậy. Có đôi khi vẫn là muốn đem chính thống chi đạo, này liên quan đến toàn bộ tu chân giới hoàn cảnh chung, cũng nhìn quanh Vân Môn ngày sau xa xăm truyền thừa vấn đề, Dương Nghị Vân không dám đại ý. Độc Cô Hối kỳ thật đều không có trong lòng chuẩn bị, ở hắn xem ra sư phụ phi thăng lúc sau Vân Môn môn chủ lý nên là sư đệ bao quanh toàn bộ sư phụ đại nhi tử tới đón quản, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là hắn. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ, ngay sau đó ở trước mắt bao người. Độc Cô Hối có chút khó xử mở miệng nói, sư phụ ta cảm thấy môn chủ hẳn là có sư đệ đoàn. Làm càn Dương Nghị Vân nhất hiểu biết cái này đại đệ tử, biết hắn trong lòng tưởng cái gì, trực tiếp trầm giọng đánh gãy Độc Cô Hối nói, ngươi là ở nghi ngờ vi sư quyết định. Vẫn là nói ngươi liền điểm này đảm đương đều không có. Độc Cô Hối bị khiếp sợ, nghe được sư phụ nói chuyện vội vàng ôm quyền nói, đệ tử cần tuân sư mệnh, ngày sau chắc chắn tan xương nát thịt chu hộ ta Vân Môn. Độc Cô Hối minh bạch sư phụ Dương Nghị Vân ý tứ. Giờ phút này minh bạch sư phụ dụng ý, hắn đã không phải năm đó cái kia vô tâm không phổi Vân Môn đại đệ tử. Nhị đệ tử Vương Tông Nhân, tam đệ tử Võ Kiếm ở đâu? Dương Nghị Vân tiếp tục. Đệ tử ở, Vương Tông Nhân cùng Võ Kiếm tiến lên. Vương Tông Nhân Vân Môn truyền thừa việc, Võ Kiếm trưởng quản Vân Môn hình phạt việc, bất luận kẻ nào xúc phạm Vân Môn môn quy, đều có thể phạt chi. Cần tuân sư mệnh. Nghe con, Tiểu Phượng Hoàng, Điêu Nhi, Vân Lôi Thú, toàn vì Vân Môn hộ pháp thần thú, mọi người Vân Môn đệ tử cần kính chi, không được có lầm. Dư giả trưởng lão từ từ, bất biến, các tư này chức, võng ngươi chờ ngày sau hảo sinh giữ gìn ta Vân Môn truyền thừa, không được vi phạm pháp lệnh, xúc phạm Vân Môn hình phạt tổn hại Vân Môn ích lợi việc, như có chi, dù cho ta ở tiên giới cũng định trảm không buông tha. Tứ đại yêu soái thống ngự Vân Môn yêu tu, trấn thủ ta Vân Môn tứ phương. Vân Môn yêu tu chính là ta Vân Môn to lớn công thần, sở hữu Vân Môn đệ tử bao gồm Dương gia con cháu,
hẳn là tôn kính, phàm là có chủng tộc kỳ thị giả, đương chu chi, này một cái ký lục ở vân môn môn quy chung. Ta phi thăng tiên giới lúc sau, hy vọng ngươi chờ trên dưới một lòng, chu hộ ta vân môn truyền thừa, ngày nào đó tiên giới chúng ta sẽ tự gặp nhau, ngươi chờ có từng rõ ràng. Dương Nghị Vân ánh mắt nhìn quét mọi người. Ta chờ cần tuân thánh chủ chi mệnh. Đến tận đây vân môn việc Dương Nghị Vân công đạo xong. Mà hắn nữ nhân cùng hài tử Dương Nghị Vân cái gì đều không có an bài, bởi vì Dương gia người ở vân môn vốn chính là chí cao vô thượng tồn tại, đến toàn bộ vân môn trên dưới tôn kính bảo hộ. Đương nhiên Dương Nghị Vân phi thăng hết sức công đạo nghé con cùng tiểu phượng hoàng từ từ thần thú, chính là bảo hộ nội viện lực lượng, lại nói nữ nhân chung còn có mai tỷ cái này chân long tồn tại, nàng dẫn dắt chân long lực lượng chính là vân môn người nhà bảo hộ lực lượng. Dù sao nên công đạo Dương Nghị Vân đều công đạo. Cũng nên là thời điểm phi thăng, áp chế 10 năm đã tới rồi cực hạn. Quả đen chúng ta đi rồi. Hoa ha ha, rốt cuộc phải rời khỏi cái này đáng chết tu chân giới, lão tử đều ở chỗ này hô hấp đều không thông thuận, nhanh lên đi. Thần ma chim bay rơi xuống Dương Nghị Vân trên vai. Nguyên bản Dương Nghị Vân tính toán chính là, phi thăng hết sức đem một đám nữ nhân hài tử bọn người cất vào càn khôn hồ mang đi tiên giới, nhưng là bởi vì quả đen một câu làm Dương Nghị Vân đánh mất cái này ý niệm. Nhớ rõ lúc ấy hắn hỏi thần ma điểu, quả đen ta đi thời điểm có thể hay không đem người nhà bằng hữu đều mang đi tiên giới. Thần ma điểu còn lại là cười lạnh nói, ngươi nếu là không nghĩ bọn họ chết mau, tốt nhất đừng mang. Lời này nói như thế nào? Dương Nghị Vân hỏi. Ngươi cái nhược kê kiến thức đoàn, tu giả giới cùng tiên giới hoàn toàn là hai cái bất đồng giao diện, pháp tắc đại đạo đều là không giống nhau, tiên giới pháp tắc càng vì ổn định kiên cố, biết vì cái gì phải có phi thăng cái này phân đoạn sao? Thần ma điểu hỏi. Dương Nghị Vân lắc đầu, hắn đối tiên giới cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, trước kia chỉ là đơn giản nghe qua một ít, có rất nhiều đồ vật cũng không biết. Thần ma điểu nói, hai cái giao diện trình tự không giống nhau, lực lượng bất đồng, tu chân giới phi thăng tiên giới, sẽ có tiếp dẫn ánh sáng, đem chi mang tiến tiên giới môn hộ tiếp dẫn chỉ, lấy tiên giới nhất thuần tịnh lực lượng lễ rửa tội, thân thể cùng nguyên thần, như thế chính là một lần nữa thoát thai hoán cốt. Càng đủ càng tốt thích ứng tiên giới lực lượng cùng hoàn cảnh từ từ. Có thể tu luyện tiên giới công pháp, càng đủ làm càng nhiều rất nhiều. Nếu là không có tiếp dẫn lực lượng lễ rửa tội, trực tiếp đi tiên giới, đều có thể bị tiên giới uy áp cấp áp chết, càng miễn bàn tu luyện, liền tính hóa đại giới thích ứng xuống dưới, ngày sau cũng rất khó ở tiên giới sinh tồn. Cho nên tiểu cái tiểu hỗn đản mang theo người nhà bằng hữu trực tiếp đi tiên giới, mà không có trải qua đi bước một tu luyện hiểu được đến phi thăng cùng tiếp dẫn. Đó là ở hại các nàng, hiện tại đã hiểu đi. Nghe xong thần bí điều giảng thuật, Dương Nghị Vân cũng biết là chính mình tưởng đơn giản, lộ trung quy vẫn là yêu cầu chính mình đi ra mới kiên định. Hắn có thể bảo hộ đại gia nhất thời, lại là bảo hộ không được vĩnh viễn. Hơn nữa từ 10 năm trước càn khôn hồ chi linh xuất hiện giảng thuật những cái đó tin tức sau, Dương Nghị Vân liền biết sau này hắn khả năng sẽ đi lên một cái không biết con đường. Xa không nói, đơn nói từ tiến vào tiên giới bắt đầu. Người khác đều là tu tiên đạo, mà hắn còn lại là trực tiếp tu thần đạo, này bản thân chính là dị loại. Còn có càn khôn hồ chi linh nói chuyện, hắn nếu là ở vạn năm trong vòng tu luyện không đến xé trời trình tự, đến lúc đó vẫn là vừa chết chi đạo, ở như vậy áp lực dưới, Dương Nghị Vân biết hắn tiến vào tiên giới lúc sau, tất nhiên sẽ đi một cái chính hắn đều khó có thể khống chế con đường. Chỉ bằng làm thân nhân bằng hữu chính mình đi con đường của mình, cùng bọn họ tách ra, có lẽ đối bọn họ tới nói vẫn là hảo khi. Cho nên hôm nay phi thăng Dương Nghị Vân chỉ mang đi thần ma điểu. Bởi vì vấn đề này điểu là tam giới đệ nhất thần ma điểu, tuy rằng nhìn như vô pháp lực, kỳ thật lại là phi thường quỷ dị tồn tại, chút nào không lo lắng nó sẽ ra vấn đề. Hơn nữa hôm nay tiên giới lúc sau với hắn mà nói sẽ là một cái hoàn toàn thế giới xa lạ, có vấn đề điểu tại bên người đến là có thể cho hắn chỉ điểm một chút, bản thân vấn đề điểu chính là lão nhân từ tiên giới mang đến sinh linh. Cho nên lần này Dương Nghị Vân phi thăng tiên giới, một cái đều không mang theo, thậm chí còn Điêu Nhi đều sẽ không mang theo. Giờ phút này vân môn trên quảng trường hội tụ mấy chục vạn tới từ các đại tông môn tiến đến quan khán Dương Nghị Vân phi thăng tiên giới đại biểu nhân viên. Trừ bỏ bị vân môn tiêu diệt vạn linh thánh địa cùng U Linh Chi Đô, còn lại thánh địa đều tới, những cái đó bị Dương Nghị Vân năm đó xử lý thánh chủ thánh địa, tự nhiên một lần nữa tuyển ra thánh chủ xuất hiện. Chỉ cần tông môn không bị diệt vong. Đổi cái thánh chủ làm theo vận chuyển. Nhìn đến này đó thánh địa người, Dương Nghị Vân khóe miệng có một tia ý cười.
Lãnh đi phía trước hắn tự nhiên chính là muốn qua đi chào hỏi một cái. Bất quá chào hỏi thời điểm, Dương Nghị Vân xoay người vẫy tay, ngay sau đó trong đám người Mai Thi Dĩnh đi ra, Chồn Đen cũng tiến lên mà đến. Mai Thi Dĩnh đại biểu cho tiểu yêu giới tiến đến xem lễ, Chồn Đen giờ phút này thân phận còn lại là đại biểu Tán Tiên Đảo, ở Chồn Đen bên người là một người vừa chuyển Tán Tiên, cái này Tán Tiên không phải người khác, là Dương Nghị Vân huynh đệ Chiêm Khánh Nhân. Chiêm Khánh Nhân độ kiếp thất bại binh giải tu Tán Tiên chi đạo. Dương Nghị Vân 10 năm trung an bài Chồn Đen phụ trợ Chiêm Khánh Nhân đi Tán Tiên Đảo, trở thành Tán Tiên Đảo một phương thế lực côn luân. Chiêm Khánh Nhân vẫn luôn là một cái trong xương cốt thực ngạo khí người, cùng Dương Nghị Vân từ địa cầu bắt đầu đều ở cạnh tranh thiên phú tu vi. Yêm nói không có khả năng độ kiếp thất bại, chính là Dương Nghị Vân trở về lúc sau nhìn thấy Chiêm Khánh Nhân không cần hỏi liền đoán được, Chiêm Khánh Nhân muốn chạy chính mình cường giả chi lộ. Không hề nghi ngờ Tán Tiên chi đạo cường đại hơn nhiều, nhưng là mỗi ngàn năm một lần Tán Tiên kiếp, không hảo quá. Đương Chiêm Khánh Nhân cùng Dương Nghị Vân gặp lại thời điểm, Chiêm Khánh Nhân còn lại là tiêu sái cười, ta có tin tưởng. Ngắn ngủn bốn chữ nói ra hắn như cũ là cái kia cao ngạo côn luân thiên tài, nếu như thế Dương Nghị Vân liền giúp Chiêm Khánh Nhân một phen, làm Chồn Đen phụ trợ Chiêm Khánh Nhân đi Tán Tiên Đảo, trở thành Tán Tiên Đảo một phương thế lực. Hôm nay Chiêm Khánh Nhân thân phận là Tán Tiên Đảo côn luân tiên đảo đảo chủ, tiến đến xem lễ. Mà đối với Dương Nghị Vân tới nói, hôm nay giới thiệu Mai Thi Dĩnh cùng Chiêm Khánh Nhân cấp mấy đại thánh mà người nhận thức, lại làm sao không phải một loại đối ngoại triển lãm. Nhìn xem ta Vân Môn còn có hai đại cường thế minh hữu, đến từ tiểu yêu giới cùng Tán Tiên Đảo. Ngày sau liền tính hắn Dương Nghị Vân phi thăng tiên giới, các người này đó thánh địa người tưởng tính kế Vân Môn cũng đến ước lượng ước lượng. Gặp qua Dương Thánh Chủ. Mấy đại thánh mà thánh chủ, có gương mặt cũ có tân gương mặt, nhưng nhìn đến Dương Nghị Vân đi tới, đều là vẻ mặt cung kính. Không có biện pháp Dương mẫu nhân hung danh quá lớn. Chư vị cho các người giới thiệu một chút, tiểu yêu giới Mai Thi Dĩnh, Tán Tiên Đảo Chồn Đen, Côn Luân Đảo Chủ Chiêm Khánh Nhân. Dương mẫu nhân bắt đầu trương hiển một phen, nói cho mọi người đây là ta Vân Môn minh hữu. Đương nhiên mấy đại thánh mà chung, Trường Thần Điện cùng Hiên Viên Hoàng Triều tự nhiên không cần lo lắng. Đến nỗi mặt khác mấy đại thánh mà, cũng đều kiêng kỵ Dương mẫu nhân. Dù sao ngắn hạn nội sự không dám lỗ mãng. Một phen trò chuyện với nhau thật vui qua đi, Dương Nghị Vân rốt cuộc đi hướng Vân Môn quảng trường phi thăng đài. Cái này chuyên môn kiến tạo chi dùng. Một tòa hình tròn phi thăng đài, cao khoan 9 trượng, ngụ ý cửu cửu quy nhất. Bước lên phi thăng đài sau, Dương Nghị Vân nhất nhất đảo qua chính mình nữ nhân hài tử, cha mẹ, muội muội, bằng hữu từ từ. Trên mặt hắn có không tha, mà các nàng càng không tha. Nhưng là phi thăng chi lực đã là cực hạn, áp không được, chung có một ngày phải rời khỏi. Đây là tu chân chi lộ, lại nói tiên giới còn có rất nhiều sự chờ hắn, còn có vướng bận. Lão nhân đi tiên giới lúc sau, tuy rằng không có nói cho hắn phải đối phó cái gì kẻ thù, nhưng Dương Nghị Vân biết lão nhân thù không phải là đơn giản hạng người, hắn lo lắng chết lão nhân. Làm đệ tử, cũng tưởng cấp sư phụ phân ưu. Trong lòng hung ác, Dương Nghị Vân buông ra toàn thân phong ấn hơi thở. Oanh! Hắn vì có thể nhiều đãi một ít thời gian, từ 10 năm trước sau khi trở về, liền đem chính mình toàn thân pháp lực từ từ đều phong ấn. Nhưng tiếp dẫn ánh sáng, đó là thiên đạo chi lực, tránh không khỏi đi. Toàn thân hơi thở buông ra lúc sau, một tiếng nổ vang vang vọng phía chân trời. Giờ phút này trên 9 tầng trời có ẩn ẩn nhạc cụ tiếng động vang lên. Ngay sau đó 7 màu cuốn vân bắt đầu quay cuồng, ở phía chân trời phía trên hình thành một cái lốc xoáy. Một đạo 3 mét nhiều thô thất thải hà quang từ lốc xoáy trung chiếu dọi xuống tới, trực tiếp chiếu vào Dương Nghị Vân trên người. Đó là... đây là tiếp dẫn dáng màu sao. Tiếng trời giai điệu, 7 màu tường vân, cùng điển tịch trung ghi lại giống nhau như đúc a. Cái gì là cử hà phi thăng, đây là đi. Gần vạn năm tới Dương Thánh Chủ đương thuộc phi thăng đệ nhất nhân, tu chân giới lịch sử đều đem ghi khắc. Mau xem! Toàn bộ Vân Môn quảng trường kinh hô dựng lên. Giờ khắc này 7 màu tường vân trung cũng là xuất hiện một đám tiểu tinh linh, biến ảo thành các loại dạng hình thái, từ lốc xoáy trung phi lạc mà ra, ở phía chân trời tiếng động bay múa dựng lên. Từng tiếng mọi người chưa bao giờ có nghe qua âm luật vang vọng ở cái này tu chân giới. Xuất hiện ở Vân Môn xem lễ người một đám đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Triệu Nam chờ một đám Dương Nghị Vân nữ nhân, nhìn bị thất thải quang mang chiếu rọi trong người Dương Nghị Vân, một đám trong ánh mắt lập lòe trong suốt,
các nàng ở trong lòng thế tất nhiên cũng sẽ phi thăng tiên giới. Dương Nghị Vân mấy cái hài tử đứng chung một chỗ, nhìn phụ thân thân ảnh, trong ánh mắt thần thái phi dương, hắn chính là bọn họ phụ thân. Lúc này Dương Nghị Vân bị thất thải hà quang chiếu rọi, thân thể ấm áp như là đắm chìm trong ánh mặt trời chung, không tự chủ được huyền phù dựng lên, thẳng vào phía chân trời. Dưới chân có tường vân thác phù, quanh thân có biến ảo tinh linh bay múa sướng ngâm. Hắn trong óc một mảnh thanh minh. Tại đây loại trạng thái hạ Dương Nghị Vân thẳng tắp mà thăng, thẳng vào bảy màu lốc xoáy biến mất không thấy. Đến tận đây vân môn tiên cảnh chi chủ cử hà phi thăng tiên giới. Sở hữu vân môn đệ tử thăm viếng, cung tiễn thánh chủ đắc đạo thành tiên, trường sinh bất hủ. Một tiếng tiếp theo một tiếng thăm viếng thanh như sấm minh, thẳng xuyên tận trời. Ngay sau đó đắm chìm trong dáng màu trung Dương Nghị Vân cảm nhận được trong giây lát tựa hồ có pha lê rách nát, lại như là hắn đâm thủng một tầng giấy cửa sổ giống nhau cảm giác, chỉ cảm thấy cả người chấn động. Lại là phát hiện hắn đã đang ở một khác phiên thiên địa chung. Bốn phía đều là thất thải hà quang, lại như là màu sắc rực rỡ dòng khí giống nhau, quanh thân toàn thân thuần tịnh vô cùng năng lượng, làm hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều mở rộng ra. Ấm áp dòng khí điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể, hắn trong cơ thể ngoại đều tại tiến hành một hồi thật lớn lễ rửa tội, bao gồm nguyên thần đều có thể cảm nhận được cực hạn thoải mái. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể kinh mạch cốt cách đang ở dần dần cường hóa chung, hơn nữa nguyên thần cũng ở hấp thụ bực này lực lượng, chậm rãi cường đại biến hóa. Nguyên thần chính là hắn bỏ túi bản hình thái, trước kia là bộ dạng cái gì đều không rõ ràng lắm, luôn có một chung mông mù cảm, nhưng hiện tại lại là đang ở thực chất hóa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thật là thoải mái a. Tại đây chờ dòng khí nhập thể lúc sau, Dương Nghị Vân cảm nhận được trong cơ thể ngoại đều vô cùng thoải mái, so với 10 năm trước càn khôn hồ lực lượng nhập thể còn thoải mái, nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Lúc này lại là trên vai vẫn luôn đều tồn tại thần ma điểu ra tiếng nói, người cái nhược kê a, còn ở lãng phí thời gian, tiếp dẫn chỉ chung đãi không được nhiều thời gian dài, là có hạn độ, còn ở nơi này cọ sát cảm thán, có thời gian này nắm chặt vận chuyển công pháp mau mau rèn luyện thân thể cùng nguyên thần. Nghe được thần ma điểu nói chuyện, Dương Nghị Vân ngây ra một lúc nói, ta đi ngươi xuất quỷ nhập thần dọa người a. Phía trước Dương Nghị Vân hoàn toàn chìm vào ở tiếp dẫn ánh sáng chung, không đi chú ý thần ma điểu rốt cuộc có hay không theo kịp, lúc này thình lình bị này chỉ hỏi đề điều khiếp sợ. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, này chỉ hỏi đề điều đích xác có phi phàm chỗ, dù sao đi theo chính mình tới rồi nơi này. Nghe nó nói chuyện, Dương Nghị Vân mới biết được nơi này còn có thời gian hạn chế, có cái tên là tiếp dẫn trì. Ngay sau đó nhịn không được hỏi, còn có hạn chế a, hạn chế bao lâu thời gian? Thần ma điểu nói, vô nghĩa, này tiếp dẫn chỉ chính là khai thiên tích địa liền tồn tại địa phương, nội loại lực lượng cũng là thiên đạo giao cho, không phải tầm thường lực lượng, là cho hạ giới sinh linh tu luyện khen thưởng, là khen thưởng tự nhiên sẽ không vô ngăn hết. Mỗi cái phi thăng giả có thể ở tiếp dẫn chỉ trung ngốc bao lâu, quyết định bởi với tự thân thiên phú tiềm lực, nghe đồn nhất thiên tài hạng người tiềm lực giả. Phi thăng lúc sau ở tiếp dẫn chỉ chung cũng nhiều nhất là cửu thiên. Người bình thường tầm thường giả cũng liền một hai cái canh giờ căng đã chết, nơi này tiếp dẫn lực lượng nhằm vào chính là thân thể cùng nguyên thần rèn luyện thời gian càng lâu, đã nói lên người ngày sau ở tu tiên chi đạo đem có thể đi xa hơn. Từ nơi này vừa ra đi, tiềm lực thật lớn giả sẽ bị tiên môn thế lực cường giả muốn, mà không có gì tiềm lực giả, nhân ra xem đều không xem ngươi giống nhau, đừng tưởng rằng là tiên giới liền tràn ngập tốt đẹp. Nói thật cho ngươi biết cái nhược kê, tiên giới là so tu chân giới càng vì tàn khốc hiện thực gấp 10 lần gấp trăm lần địa phương. Dương Nghị Vân nghe thần ma điểu nói chuyện, hắn trên thực tế cũng không có nhàn rỗi, đã sớm ở vận chuyển càn khôn tạo hóa công, bắt đầu tu luyện. Ngươi xem ta có thể ở tiếp dẫn chỉ đãi bao lâu? Dương Nghị Vân hỏi thần ma điểu. Ngươi cái nhược kê có thể bị trời cao tà cái kia lão hỗn đản thu làm quan môn đệ tử, nghĩ đến thiên tư tiềm lực là không lầm, căng chết 3 ngày đi. Thần ma điểu từ từ nói. Thảo mới 3 ngày, Dương Nghị Vân một trận xem thường. Ngươi cái nhược kê, 3 ngày đều là lão tử cho ngươi lớn nhất sự đánh giá, chưa chừng một ngày ngươi đều đãi không xuống dưới, có thể tiểu tử có thể ở tiếp dẫn chỉ mang lên 3 ngày tương lai thành tựu ít nói cũng sẽ không thấp hơn Đại La Kim Tiên. Đương nhiên phàm là không tuyệt đối, nơi này chỉ là một cái tiềm lực cân nhắc bước đầu, tu tiên chi lộ vận khí cũng là rất lớn thành phần. Thần ma điểu chỉ điểm Giang Sơn giống nhau nói chuyện. Dương Nghị Vân lúc này trong lòng vừa động nói, quả đen, nói cho ta nghe một chút đi tiên giới cấp bậc đi,
trước kia chết lão nhân chỉ cho ta nói chuyện, tiên giới cấp bậc, có thiên tiên, chân tiên, kim tiên, lúc sau liền không có nói cho ta, mặt sau đều là cái gì cấp bậc cảnh giới, hiện giờ tới rồi tiên giới ta hẳn là biết biết, mau nói cho ta nghe một chút đi. Thần ma điểu đôi mắt chừng nói, tiểu tử ngươi hiện tại còn ở tiếp dẫn trì, liền nhớ thương này đó, hỏi như vậy nhiều làm gì, nên biết đến thời điểm tự nhiên sẽ biết. Dương Nghị Vân trước kia hỏi lão nhân cứ như vậy còn cho hắn phô trương, hiện tại hỏi vẫn luôn điều, còn cho hắn phô trương, đều là một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, loại cảm giác này làm Dương Nghị Vân thực khó chịu, tức khắc nheo lại đôi mắt cắn răng nói. Một cái nói tự thanh âm kéo thật dài. Cái này làm cho đã biết rõ Dương Mẫu Nhân bản tính thần ma điểu cả người run lên, nó biết bực này thời điểm Dương Mẫu Nhân thực âm hiểm, vì bảo hiểm trong lúc, vì chính mình một thân lông chim an toàn. Vội vàng ho khan nói, khụ khụ tính lão tử nói cho ngươi, miễn cho ngươi ngày sau có hại, ân tiên giới tiên nhân cấp bậc, từ ngươi vừa rồi sở giảng thấp nhất thiên tiên bắt đầu, mặt sau phân biệt là, chân tiên, kim tiên, đại la thượng tiên, hỗn nguyên nói tiên, tiên quân, tiên vương, tiên đế, tiên tôn. Mỗi một cấp bậc cảnh giới, lại chia làm bốn cái tiểu cảnh giới cấp bậc, tỉ như, sơ phẩm thiên tiên, trung phẩm thiên tiên, thượng phẩm thiên tiên viên mãn đỉnh. Tóm lại tiên giới cấp bậc chính là này chín đại cảnh giới cấp bậc, tiểu tử ngươi hiện tại trải qua tiếp dẫn chỉ lực lượng lễ rửa tội, là có thể xưng là sơ phẩm thiên tiên, đám người cũng là tiên giới nhất con kiến tồn tại, hắc hắc, ngày sau tu tiên chi lộ còn rất dài, ngươi cái nhược kê chậm rãi nỗ lực lên. Dương Nghị Vân cuối cùng là rõ ràng tiên giới tu luyện cấp bậc. Hắn lúc này mới minh bạch, tiên giới cảnh giới cao nhất chính là tiên tôn cảnh giới, mà nhà mình chết lão nhân cư nhiên có thể so với tiên tôn tồn tại. Chẳng phải là nói lão nhân là đứng ở tiên giới kim tự tháp đứng đầu đại lão. Chết lão nhân không ngừng một lần nói chuyện, hắn là 12 kiếp tán tiên chí tôn, có thể so với tiên giới tiên tôn tồn tại. Ngẫm lại vẫn là có vài phần tự hào. Bất quá Dương Nghị Vân ngay sau đó ngẫm lại, chính mình hiện tại mới là tiên giới nhất thấp nhất giai sơ phẩm thiên tiên, khoảng cách tiên giới tối cao cấp bậc tiên tôn kém đâu chỉ cách xa vạn dặm, hắn trong lòng chính là một trận buồn bực. Mấu chốt nhất chính là, Càn Khôn Hồ Chi Linh nói chuyện, cho hắn một vạn năm thời gian muốn tu luyện đến tiên giới xé trời nông nỗi, chẳng phải là nói còn muốn so tiên tôn cao một chút. Dù sao là muốn xé trời, nếu không khó thoát vừa chết, ngẫm lại này đó, Dương Nghị Vân đều cảm thấy vô lực. Ngẫm lại thần ma điểu thiền ngoài miệng nhược kê, hiện tại còn thật sự rất thích hợp chính mình. Bất quá trái lại ngẫm lại, hắn hiện tại đã tới rồi tiên giới, trọng điểm là hắn có một chút người khác không cụ bị ưu thế. Dương Nghị Vân cũng gần trong lòng thoáng có an ủi. Người khác phi thăng tiên giới như cũ tu chính là tiên đạo, tối cao thành tựu đơn giản chính là bôn tiên tôn chi cảnh mà đi. Nhưng hắn còn lại là không giống nhau a. Trên người hắn có càn khôn hồ tồn tại, từ lúc bắt đầu truyền thừa tu luyện chính là thần đạo. Người khác tu tiên, hắn tu thần. Mục tiêu cùng khởi bước điểm đều thiên đại bất đồng. Hắn mục tiêu là thần đạo, là bôn siêu việt tiên tôn xé trời mà đi. Hơn nữa công pháp truyền thừa đã có, càn khôn tạo hóa chi xé trời bộ phận, đã tới rồi trong đầu. Thần đạo khi đó thiên địa người, thiên giới, là thần giới công pháp. Cứ việc càn khôn hồ nói có một vạn năm thời gian hạn chế, nhưng với hắn mà nói, đồng dạng là ghê gớm khởi điểm. Vẫn là có ưu thế tồn tại. Tu thần đạo, tổng so tu tiên đạo muốn cao hơn một đầu. Đây là hắn tự thân ưu thế. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân trong lòng rốt cuộc an ổn không ít. Không hề cùng thần ma điểu đấu võ mồm, Dương Nghị Vân nắm chặt thời gian bắt đầu hấp thu tiếp dẫn chỉ lực lượng rèn luyện chính mình nguyên thần cùng thân thể, hy vọng có thể đánh hạ một cái kiên cố cơ sở. Loại này lực lượng chính như thần ma điểu lời nói, chỉ là khởi tới rồi rèn luyện thân thể cùng nguyên thần tác dụng, đều không phải là tăng lên thực lực chi dùng. Nhưng thật là phi thường cường đại rèn luyện lực lượng, Dương Nghị Vân vận chuyển càn khôn tạo hóa công sau, trong ngoài cùng nhau rèn luyện, quan sát đến trong cơ thể biến hóa. Ý thức đầu tiên là tiến vào ý thức hải, thấy được nguyên thần rèn luyện tình huống, đang ở phát sinh thoát thai hoán cốt giống nhau biến hóa, mà nguyên thần ngồi xuống hoa sen đen lại cũng tiền lời, điên cuồng hấp thu tiếp dẫn chỉ chung lực lượng ở tự mình rèn luyện. Hoa sen đen lần trước ra tay giúp trợ hắn rượu nhi tử Dương Nguyên Thanh, công không thể không, Dương Nghị Vân đối hoa sen đen tâm tồn vô hạn cảm kích, đối với hoa sen đen cướp đoạt nguyên thần hấp thu tiến vào tiếp dẫn lực lượng hắn chút nào không để bụng, ngược lại cảm thấy theo lý thường hẳn là.
Về phương diện khác, Dương Nghị Vân cũng hy vọng hoa sen đen có thể tiếp tục khôi phục, là có thể tiếp tục cường đại, đến lúc đó cũng sẽ là hắn bảo mệnh một sát thủ giản. Thân thể rèn luyện cũng ở một chút tăng mạnh, thời gian ở tu luyện chung thường thường là thực mau. Một ngày qua đi, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Dương Nghị Vân ở tiếp dẫn chỉ chung đãi quá thời gian đã xa xa vượt qua thần ma điểu mong muốn ba ngày. Chỉ chớp mắt thời gian trực tiếp tới rồi ngày thứ 9. Ngày này thần ma điểu ngồi xổm Dương Nghị Vân trên vai, nhìn tiến vào thâm trình tự tu luyện rèn luyện Dương Nghị Vân, há to miệng. Quỷ thai a, quái vật a, suốt cửu thiên, tiểu tử này xem ra có thể có vấn đỉnh tiên tôn tiềm lực a, lão tử đi theo tiểu tử này cũng không tính bôi nhọ, không tồi không tồi, trời cao tà cái kia lão hỗn đản trách không được muốn an bài lão tử đi theo hắn cái này đệ tử, tiềm lực thật lớn, không tồi không tồi, hắc hắc. Nhưng mà tiếp dẫn chỉ lịch sử là cửu thiên, chính là Dương Nghị Vân tới rồi ngày thứ 10 thời điểm, còn ở rèn luyện chung. Thứ 15 thiên, thứ 20 thiên. Tới rồi một tháng thời điểm, thần ma điểu quái kêu, lão tử muốn kiếm quá độ sao. Nhưng mà hai tháng thời điểm, thần ma điểu lẩm bẩm tự nói, này mẹ nó rốt cuộc là cái gì quái thai. Tháng thứ 3 thời điểm, thần ma điểu hoàn toàn chết lặng, nhất định là tiếp dẫn chỉ ra vấn đề. Dương Nghị Vân ở tiếp dẫn chỉ đợi thời gian hoàn toàn hủy hoại thần ma điểu tam quan. Vốn dĩ biết trước ba ngày căng chết, kết quả Dương Nghị Vân chính là ở tiếp dẫn chỉ chung đãi ba tháng. Ngày này Dương Nghị Vân rốt cuộc tỉnh lại. Ngươi, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã tỉnh. Thần ma điểu cầm lòng không đậu mở miệng. Ta tu luyện mấy ngày có hay không kiên trì ba ngày? Dương Nghị Vân hỏi. Thần ma điểu có chút chiều chiều gật đầu nói, là tam. Oanh! Đúng lúc này tiếp dẫn chỉ chung bỗng nhiên một cổ thật lớn lực lượng bùng nổ cuốn tịch Dương Nghị Vân. Ngay sau đó đánh gãy Dương Nghị Vân cùng thần ma điểu đối thoại, đem hai người bao vây lại, vèo một chút giống như là bị ném ra giống nhau, trực tiếp bay đi ra ngoài. Chạm vào. Ngay sau đó Dương Nghị Vân một chút từ tiếp dẫn chỉ vọt ra. Từ tiếp dẫn chỉ mây mù chung hướng bay ra đi nháy mắt, Dương Nghị Vân rốt cuộc thấy được tiên giới băng sơn một góc. Đỉnh đầu phía trên sáng lạn hư không. Có lộng lẫy vô tận sao trời, như cũ sắc thái sặc sỡ cuốn vân, mây mù lượn lờ lưu chuyển không thôi, như là thiên hà đổi chiều. Mà giờ phút này dưới chân đã là thực địa. Dương Nghị Vân không biết chính mình như thế nào ra tới, rõ ràng nói là tiếp dẫn trì, nhưng không có nhìn đến trì, ngược lại trở thành lục địa. Nghĩ đến chân chính tiếp dẫn trì chính là mặt khác một loại hình thái, hắn ra tới thời điểm tự nhiên liền nhìn không thấy. Nhưng bốn phía lại là có từng cây thật lớn vô cùng thông thiên cự trụ, liếc mắt một cái vọng qua đi ít nói cũng có mấy ngàn đi. Giờ phút này hắn liền đứng ở trong đó một cây cự trụ trước. Ngẩng đầu nhìn lại, này căn cự trụ ít nói cũng có 100 mét đường kính, đến nỗi độ cao, hoàn toàn nhìn không thấy. Thẳng vào trên 9 tầng trời bộ dáng. Cự trụ phía trên cuốn vân khắc văn vô số, huyền ảo vô cùng, lập lòe nhàn nhạt vầng sáng. Cho Dương Nghị Vân phi thường đại chân hám. Liền vào giờ phút này một tiếng uy nghiêm quát lớn như tiếng sấm giống nhau vang vọng ở Dương Nghị Vân bên tai. Hạ giới người nào phi thăng? Dương Nghị Vân bị dọa nhảy dựng, bỗng nhiên quay đầu lại, phía sau lại là không biết khi nào xuất hiện vài người. 5 cái, tam nam 4 nữ. Nhìn 5 người Dương Nghị Vân tả hữu nhìn xem, tựa hồ chính mình bên người cũng không có người khác, ngơ ngác hỏi, vài vị đang hỏi ta. Làm càn, một cái nho nhỏ hạ giới phi thăng giả. Nhìn thấy ta chờ còn không hành lễ, ta chờ chính là trấn thủ thiên môn thượng phẩm thiên tiên, hỏi đương nhiên là ngươi. Trong đó một người vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần thanh niên đối Dương Nghị Vân quát lớn. Thượng phẩm thiên tiên. Dương Nghị Vân nhếch miệng, hắn không nghĩ tới phi thăng tiên giới ngày đầu tiên liền có người cho hắn ra oai phủ đầu. Mấy cái thượng phẩm thiên tiên cũng đã bày ra cái giá, như vậy lại hướng lên trên chân tiên, kim tiên chờ chẳng phải là càng túm. Còn không thấy lễ. Lúc này lại là một tiếng quát lớn. Dương Nghị Vân nghe đều thẳng chiều chiều, mày nhăn lại, vừa muốn dỗi qua đi, giờ phút này lại là trong đó một người nữ tiên nhân mở miệng nói, Trương Tam Lý Tứ, được rồi, hắn chỉ là một cái mới vừa phi thăng giả, không cần thiết như thế, mau vào đi vào giới đăng ký đi. Cái này nữ tiên nhân đánh gãy tên là Trương Tam Lý Tứ hai người, cấp Dương Nghị Vân ra oai phủ đầu. Làm Dương Nghị Vân đối nữ tiên nhân phá lệ nhìn thoáng qua, cũng có một phần hảo cảm. Nhìn kỹ đi nữ tiên nhân lớn lên giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau, cho hắn cảm giác cũng là tràn ngập tiên khí nhi. Có lẽ tiên giới tiên nhân đều như vậy đi. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ,
dù sao đều đã thành tiên, ở tiếp dẫn chỉ là có thể thay đổi chính mình dung mạo, điểm này hắn phía trước liền phát hiện quá, bất quá hắn nhưng không có thay đổi chính mình bộ dáng. Như cũ là một đầu tóc bạc, bộ dạng như cũ. Thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, dung mạo diện mạo kia cũng là trời cao ban cho, không cần thiết đi thay đổi. Bất quá xem này năm cái nam nữ dung mạo đều là nhất đẳng nhất soái ca mỹ nữ bộ dáng, hiển nhiên bọn họ là ở phi thăng hết sức ở tiếp dẫn chỉ thay đổi quá dung mạo. Liền ở Dương Nghị Vân trong lòng cân nhắc này đó không quan hệ đau khổ thời điểm, kêu Trương Tam người hừ lạnh nói, xem ở san hô tiên tử trên mặt, bất hòa ngươi cái không hiểu quy củ tiểu tử so đo, nghe đi đem tay đặt ở tiếp dẫn trụ trời thượng, tiến hành nhập giới đăng ký. Tiếp dẫn trụ trời, nhập giới cấp bậc, Dương Nghị Vân nghe nói có chút sững sờ. Giờ phút này vẫn là nữ tiên nhân ra tiếng nói, tiếp dẫn trụ trời, chính là thông hướng cửu thiên trụ trời, liên thông tiếp dẫn chỉ. Nơi này có 3.000 tiếp dẫn trụ trời, đại biểu 3.000 tu chân đại thế giới. Trên thực tế, đường người phi thăng tiến vào tiếp dẫn chỉ thời điểm, người tin tức đã tự động tới rồi tiếp dẫn trụ trời chung, hiện tại chúng ta chỉ là phụ trách đăng ký, cho người chế tác tiến vào tiên giới thân phận bài. Ở tiên giới không có thân phận, đối với người một cái vừa mới phi thăng đi lên tiểu tiên nhân là có rất nhiều không tiện thậm chí là phiền toái. Người thả chỉ cần đem tinh huyết tích nhập một giọt ở bên cạnh người tiếp dẫn trụ trời có thể. Xem như kích hoạt rồi ngươi ở tiên giới thân phận. Dương Nghị Vân lúc này mới lộng minh bạch, nguyên lai phi thăng đi lên tiên giới sau, còn phải làm nhập tịch. Đa tạ vị này tiên nữ tỷ tỷ, ta minh bạch như thế nào làm. Đối với vị này gọi là san hô tiên tử nữ tiên nhân Dương Nghị Vân ôm quyền cảm tạ, đến nỗi những người khác từ đầu đến cuối đều bị hắn làm lơ. Ni ma chứng đều là thiên tiên, các ngươi chẳng qua tốt nhất phẩm thiên tiên liền đối lão tử như vậy túm. Điều đều không điều các ngươi. Dứt lời lúc sau, Dương Nghị Vân y theo nữ tiên nhân chỉ điểm, đem một giọt tinh huyết nhỏ giọt ở thật lớn tiếp dẫn trụ trời chung. Ong! Ngay sau đó tiếp dẫn trụ trời ong một vang, quang mang đại tác. Ngay sau đó một hàng cổ xưa tu chân chữ viết hiện hóa ra tới. Này thượng chữ viết nhưng thật ra cùng tu chân giới thông dụng, Dương Nghị Vân nhận được. Chỉ thấy tiếp dẫn trụ trời thượng viết, phi thăng giả Dương Nghị Vân. Phi thăng tự bàn cổ tu chân đại thế giới, cố hương địa cầu Cửu Châu, tu chân tuổi tác 1008-10 sơ phẩm thiên tiên, dư tiếp dẫn chỉ rèn luyện 90 thiên. Hô, 90 thiên? Sao có thể? 3 tháng? Nhất định là trụ trời ký lục ra vấn đề. Năm cái thiên tiên đương nhìn đến Dương Nghị Vân tin tức hiện hóa lúc sau, một đám đều thất thố, kinh hô ra tiếng. Tiên giới trong lịch sử, ở tiếp dẫn chỉ rèn luyện tối cao ký lục là Cửu Thiên. Có thể nghỉ ngơi cửu thiên phi thăng giả, có thể sống đến bây giờ không thể nghi ngờ đều thành tựu đứng ở đương kim tiên giới kim tự tháp đỉnh, nhưng trong lịch sử xuất hiện cửu thiên người, một đôi tay cũng số lại đây. Toàn bộ tiên giới phía dưới có, suốt 3.000 tu chân đại thế giới, Dương Nghị Vân nơi bản cổ tu chân đại thế giới, gần là một trong số đó. Một phương đại thế giới hạ vô số tiểu thiên thế giới, đều không nhất định xuất hiện một cái có thể ở tiếp dẫn chỉ mang lên cửu thiên phi thăng giả. Huống chi là chính chính 90 thiên. Này quả thực điên đảo năm cái thiên tiên nhận chi. Lập tức, bọn họ là rất khó tin tưởng. Nhưng là, tiếp dẫn trụ trời là có tiên giới tới nay liền ra đời tồn tại, là thiên đạo dưới sản vật, như thế nào sẽ làm lỗi đâu. Đang xem Dương Nghị Vân thân phận tin tức, bàn cổ tu chân giới, địa cầu Cửu Châu tiểu thế giới, tu luyện 5 tháng 1008-10 tuổi phi thăng. Nơi này tin tức lại làm mấy cái thiên tiên sinh ra thật lớn suy nghĩ vớ vẩn. Bàn cổ tu chân đại thế giới, ở toàn bộ tiên giới 3.000 đại giới chung cũng là trên danh nghĩa tồn tại, trong lịch sử nhưng xuất hiện quá không ít truyền kỳ nhân vật, không thể nghi ngờ không đều là tiên giới phong vân tồn tại. Xa không nói chính là trước thời đại mãi cho đến hiện tại, xuất hiện vị nào ngưu bức tán tiên, liền ở toàn bộ tiên giới đều nhấc lên ngập trời sóng to. Dương Nghị Vân quê nhà nhưng thật ra không có nghe nói qua. Bất quá này không phải trọng điểm là hắn tu luyện 5 tháng, cư nhiên mới 1008-10 tuổi. Toàn bộ tiên giới trong lịch sử, ngàn năm thời gian tu luyện là có thể phi thăng giả, lông phượng sừng lân, không phải nói không có, mà là phi thường thưa thớt. Bực này tu luyện tư chất, ở bọn họ mấy cái chấn thủ tiếp dẫn trụ trời nơi này, tuyệt đối là cận đại đệ nhất nhân. Bàn cổ trụ trời nơi này, những năm gần đây, mà khi thật là náo nhiệt. Liền ở mấy trăm năm trước còn từng có mạnh mẽ khai thiên môn, thậm chí còn kinh động cho rằng tiên đế, kết quả vị nào tiên đế một bàn tay đều bị người từ hạ giới cấp chặt đứt sự.
Chuyện này tuy rằng vị nào tiên đế hạ lệnh nói năng thận trọng, nhưng chung quy không có không ra phong tường, bọn họ cũng nhiều ít nghe nói một chút. Kia một lần nghe nói trấn thủ nơi này mấy cái thế lực tiên nhân, tất cả đều bị xử quyết. Lúc này mới có bọn họ ngũ phương tiên môn thế lực, tranh thủ tới trấn thủ cơ hội. Bọn họ năm người tự nhiên là đến từ năm cái bất đồng tiên môn thế lực, tiến đến trấn thủ tiếp dẫn trụ trời tự nhiên là có chỗ lợi. Thứ nhất, hạ giới phi thăng mà đến phi thăng giả, cũng không thiếu có giàu có hạng người, có thể vớt đến chỗ tốt. Thứ hai, mới là trọng điểm, bọn họ phát hiện có thiên phú tiềm lực thật lớn giả, có thể hấp thu tiến nhà mình tiên môn, ở tiên giới đồng môn có truyền thừa, một cái tiên môn muốn truyền thừa đi xuống, nhất định phải rót vào mới mẻ máu. Cho nên bảo hộ tiên môn là cái trực tiếp nhất hữu hiệu hấp thu tân đệ tử môn nhân cơ hội. Đương nhiên này cũng muốn đối phương tự không tự nguyện, dù sao không thể có cưỡng bách. Bất quá trong tình huống bình thường, hạ giới phi thăng mà đến phi thăng giả, tới rồi tiên giới đều là bắt đầu từ con số không tay mơ, đối mặt tiên giới tiên môn mời chào, rất ít sẽ có cự tuyệt. Đương nhiên những cái đó ở tiên giới có căn cơ tông môn phi thăng giả ngoại trừ, nếu là phi thăng thời điểm, nhân gia tiên môn tự nhiên sẽ phái người tiến đến tiếp dẫn. Bất quá Dương Nghị Vân hiển nhiên là cái ở tiên giới không có tông môn người, bởi vì tiếp dẫn trụ trời thượng không có ghi lại. Nếu là hắn có tông môn nói, tiếp dẫn trụ trời thượng liền sẽ biểu hiện ra tới. Nửa hướng lúc sau năm cái thiên tiên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tiếp dẫn trụ trời là tuyệt đối sẽ không ra vấn đề, Dương Nghị Vân nếu ghi lại ở tiếp dẫn chỉ lễ rửa tội 90 thiên, vậy sẽ không sai. Này chỉ có thể thuyết minh, Dương Nghị Vân thiên tư là yêu nghiệt trung yêu nghiệt thiên tư, bực này tiềm lực giả, nếu là không hấp dẫn tiến nhà mình tiên môn, chính là đầu óc có bệnh. Khụ khụ. Phía trước ban đầu quát lớn quá Dương Nghị Vân Trương Tam ho khan lên, nhìn về phía Dương Nghị Vân thời điểm trên mặt lộ ra cúc hát xa nửa tươi cười, ngay cả thanh âm cũng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, trong tay bạch quang chợt lóe, xuất hiện khối màu trắng ngà lệnh bài, mặt trên có thiên nhiên đẹp khắc văn, lập lòe thuần tịnh tiên nguyên chi lực. Rồi sau đó như là thấy được đại cô nương giống nhau, mang theo ý cười nói, nguyên lai ngươi kêu Dương Nghị Vân Dương huynh đệ a, ai nha, vừa rồi thất lễ, ta kêu Trương Tam. Đến từ Tề Minh Tiên Sơn, Dương huynh đệ hoan nghênh ngươi phi thăng, đây là Tề Minh Tiên Sơn thân phận lệnh bài, ngày sau ngươi đem ở tiên nguyên phong phú vô cùng Tề Minh Tiên cảnh tu luyện. Tới Dương huynh đệ, tích nhập một giọt tinh huyết ngươi chính là Tề Minh Tiên Sơn trung tâm trọng điểm đệ tử. Hừ, Trương Tam ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi, vừa rồi còn quát lớn Dương huynh đệ đâu, Dương huynh đệ ta là mây mù tiên sơn, chúng ta mây mù tiên sơn sẽ cho ngươi muốn hết thảy tu luyện tài nguyên. Huynh đệ chúng ta Linh Tú Tiên chính là tam phẩm tiên sơn, tuyệt đối là ngươi tới tiên giới như một lựa chọn. Dương huynh đệ gia nhập chúng ta có thể, ngươi đem đi lên cường giả chi lộ. Năm người phía sau tiếp trước đem Dương Nghị Vân bao quanh vây quanh, người mỗi người trong tay đều xuất hiện từng người tiên môn đại biểu tiên bài, không còn có phía trước ngạo khí đáng nói, Liota mặt cười theo, đều hy vọng Dương Nghị Vân gia nhập bọn họ tiên sơn. Thậm chí còn đều lẫn nhau nham hiểm phá đám lên. Đúng lúc này trong óc vang lên thần ma điều truyền âm nói, tiểu tử nghĩ kỹ nga, nếu gia nhập tiên sơn, liền không thể sửa đổi, tiên giới có chút tiên sơn quy củ thực trọng. Kỳ thật vừa tới tiên giới Dương Nghị Vân đều là ngây thơ mờ mịt, nhưng cũng nhìn ra được tới, này năm người thái độ chuyển biến, tất nhiên là cùng chính mình ở tiếp dẫn chỉ đãi 90 thiên có quan hệ. Này đại biểu chính là tiềm lực. Lẽ ra nhiều nhất chỉ có thể mang lên cửu thiên căng đã chết. Hắn nhưng ở tiếp dẫn chỉ đãi 90 thiên, các loại nguyên nhân, hiện tại ngẫm lại tất nhiên là cái chính mình tu luyện công pháp có đại quan hệ, hắn tu luyện chính là thần đạo. Cho nên mới có 90 thiên chỉ sợ ký lục. Nhưng hiện tại tựa hồ cho chính mình ngược lại chế tạo phiền toái. Nhìn chung quanh 5 người, đặc biệt là lúc này Trương Tam cùng Lý Tứ, Liota mặt bộ dáng, nhìn hắn ghê tởm, khóe miệng xấu xa cười, Dương Mỗ Nhân trong lòng có quyết đoán, cũng mở miệng. Ha ha. Các ngươi nhị vị cấp không được ta muốn. Những lời này Dương Nghị Vân là cố ý đối Trương Tam Lý Tứ nói. Phía trước các ngươi mẹ nó thực túm, hiện tại nhìn đến lão tử có tiềm lực bày ra tới, liền biến thành quỷ Liota, tiểu gia ta cố tình không cho các ngươi cơ hội. Trương Tam Lý Tứ nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện đều là sắc mặt biến đổi. Bọn họ há có thể nhìn không ra tới Dương Nghị Vân trong ánh mắt nghiền ngẫm. Nhưng đối với như vậy một cái yêu nghiệt cấp bậc tiềm lực người, Trương Tam cùng Lý Tứ thật đúng là không nghĩ từ bỏ. Trương Tam nhìn xuống, như cũ cười mặt nói, không biết Dương huynh đệ nghĩ muốn cái gì. Nhưng thật ra có thể nói,
Trương Mỗ có thể nói như vậy, chỉ cần Dương huynh đệ nguyện ý gia nhập chúng ta tiên môn, tu luyện tài nguyên phương diện, chỉ bằng Dương huynh đệ thiên phú tiềm lực, trưởng giáo đều sẽ đồng ý bật đèn xanh. Lý Mỗ cũng có thể hứa hẹn Dương huynh đệ, chúng ta có thể cho ngươi một cái nhất thượng đẳng tu luyện hoàn cảnh, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta tiên sơn. Lý Tứ cũng vội vàng nói chuyện. Ha ha, ta muốn chính là siêu việt tiên tôn chi cảnh, các ngươi cấp đến ra tới sao? Dương Mỗ nhân cười cười nói. Dương Nghị Vân những lời này ra tới, Trương Tam cùng Lý Tứ liền biết Dương Nghị Vân ở chơi bọn họ. Lại là không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là cái mang thù chủ, còn không phải là phía trước quát lớn bọn họ, ở chỗ này chờ thường. Trương Tam nheo lại mắt nói, Dương huynh đệ nơi này là tiên giới, không phải tu chân giới, mặc kệ ngươi ở tu chân giới là long là phượng, tới rồi tiên giới ngươi chính là trùng, hiểu sao? Mời chào ngươi là cho ngươi mặt, đừng tưởng rằng tiềm lực đại liền có thể không coi ai ra gì, ở có tiềm lực người, cũng muốn có thể tồn tại tiềm lực của hắn mới có thể thể hiện ra tới, nửa đường chết non thiên tài nhiều đi, nhưng đừng không biết tốt xấu. Lời này bên trong mềm cứng toàn thi, uy hát yêu ta chi ý thực nùng. Lý Tứ tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng là ánh mắt tối tăm lên. Bọn họ trong mắt Dương Nghị Vân hiện tại chính là nho nhỏ phi thăng giả, tiên giới thấp nhất giai tiên nhân mà thôi, nếu không phải coi trọng tiềm lực thiên tư, mới khó được vô nghĩa. Không nghĩ tới tiểu tử này không biết thú. Đối với Trương Tam uy hát yêu ta, Dương Nghị Vân cười hắc hắc nói, chẳng lẽ ta không muốn nhập tiên môn, còn có cưỡng bách. Tiên giới có quy củ, hết thảy tự nguyện, nếu Dương huynh đệ không muốn gia nhập tiên môn, ta chờ tự nhiên sẽ không cưỡng bách, bất quá có câu nói còn phải nhắc nhở Dương huynh đệ, ở tiên giới không có tiên môn người, chính là tán tu ở tiên giới địa vị nhưng chẳng ra gì, chưa chừng bị người khi dễ, đánh cướp, thậm chí là bị người giết, cũng không có người xuất đầu nga, ha hả. Lý Tứ tiếp thượng lời nói. Dương Nghị Vân đối Trương Tam Lý Tứ uy hát yêu ta không cho là đúng, hắn Dương Mỗ Nhân một đường đi tới thật đúng là không phải dọa đại. Đối với này mấy cái tiên nhân mời chào, nói chuyện lời nói hắn thật đúng là không có hứng thú. Nhếch miệng cười nói, chư vị hảo ý tâm lĩnh, Dương Mỗ Nhân vừa mới phi thăng tiên giới, đối tiên giới còn không hiểu biết, gia nhập tiên môn việc, ngày sau sẽ suy xét, trước mắt lại là tưởng hảo hảo đi lãnh hội một phen tiên giới phong cảnh, ngày sau nếu là muốn gia nhập nào đó tiên môn, Dương Mỗ sẽ ưu tiên suy xét, sau này còn gặp lại, đi trước. Dương Nghị Vân nói xong liền đi, căn bản không ở cấp mấy người cơ hội phản bác. Trong lòng nghĩ phía trước các ngươi cấp tiểu gia ra oai phủ đầu, cái này tiểu gia ngươi cho các ngươi một cái cao ngạo phía sau lưng ảnh. Đến nỗi có thể hay không mang thù tìm phiền toái, hắn thật đúng là không sợ. Còn không phải là mấy cái thượng phẩm thiên tiên sao? Tại hạ giới thời điểm, hắn liền có thể so với kim tiên cấp bậc tán tiên đều giết qua, chẳng lẽ còn sẽ sợ mấy cái thiên tiên? Tiểu tử quá làm càn. Mấy cái thiên tiên nhìn Dương Nghị Vân dứt khoát lưu loát rời đi bóng dáng, nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên năm cái thiên tiên chung, chỉ có cái kia kêu san hô tiên nhân không nói gì. Chỉ có Trương Tam Lý Tứ hai người nhìn Dương Nghị Vân rời đi bóng dáng trong ánh mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất. Bất quá ở chỗ này là không dám ra tay, bởi vì nơi này là tiên giới trung tâm nơi, 3.000 tiếp dẫn trụ trời, đại biểu cho 3.000 đại thế giới, tương đương liên tiếp theo 3.000 tu chân giới đại thế giới, là tiên giới căn cơ nơi. Nơi này tồn tại thực cổ. Cũng sớm có quy định ở chỗ này không cho phép có chém giết xuất hiện. Kỳ thật năm người đều minh bạch, Dương Nghị Vân chân chính nhằm vào chính là Trương Tam Lý Tứ hai người. Dương Nghị Vân không gia nhập tiên môn, bọn họ cũng không thể cưỡng cầu. Bất quá mặc kệ Dương Nghị Vân rời đi, đối Trương Tam Lý Tứ tới nói, chính là nhất không muốn nhìn đến. Dương Nghị Vân bực này tiềm lực đối bọn họ tới nói ngày sau chính là thật lớn uy hát yêu ta, phía trước nếu là không có đắc tội Dương Nghị Vân còn hảo thuyết. Nhưng nhẹ nhàng phía trước đã đắc tội Dương Nghị Vân. Hơn nữa Dương Nghị Vân tiểu tử này đã đối bọn họ biểu hiện ra ghi hận, đây là sống núi. Cùng với chờ ngày sau bị đã rất có khả năng trưởng thành lên cường giả nhớ thương, đến không bằng diệt trừ cho sảng khoái. Ở đại tiềm lực thiên tài lại có thể như thế nào, chết non lúc sau cái gì đều không phải, cũng cái gì uy hát yêu ta đều không có. Dương Nghị Vân mang theo vui sướng chi nhất, rời đi hắn phi thăng đi lên tiếp dẫn trụ trời nơi, nhanh chóng rời đi. Ở tiên giới tự nhiên cũng là có thể phi hành, chẳng qua tiên giới pháp tắc càng thêm chăm chú nhìn cường đại. Dương Nghị Vân tới rồi tiên giới lúc sau, mới phát hiện, phi hành chi lực cùng thần thức kỳ thật đều là đã chịu hạn chế.
tiên giới pháp tắc lực lượng so với tu chân giới muốn ổn định chiếu cố tới mấy chục lần thượng gấp trăm lần còn muốn nhiều. Cho nên phi hành chi lực cùng thần thức đều có điều giảm xuống. Dương Nghị Vân phát hiện phi hành tầm thường tốc độ, cùng tu chân giới so sánh với căn bản không đuổi kịp ngay lập tức cái loại này tốc độ tích cực đừng. Mà hắn thần thức ở tu giả giới có thể trong nháy mắt đi ra ngoài ngàn vạn dặm, rốt cuộc tiên giới cư nhiên cũng chỉ có thể đi ra ngoài 1000 mét. Tương phản quá lớn. Trong lòng có chút buồn bực tự nói cào nhào nói, cái gì chó má tiên giới, phi thăng lúc sau thực lực ngược lại giảm xuống. Lúc này vẫn luôn ở hắn trên vai ngồi xổm thần ma điểu mở miệng nói, tiểu tử ngươi liền thấy đủ đi, căn cứ lão tử hiểu biết, rất nhiều người phi thăng tiên giới lúc sau, đã chịu tiên giới pháp tắc áp chế, phi hành đều khó khăn, thần thức nga không, ở tiên giới nên xưng là tiên thức. Tiên thức nhiều nhất có thể phóng xuất ra tới 100 mét, 100 mét đều tính không tồi, tiểu tử ngươi không chỉ có thể phi hành, hơn nữa hạ tiên thức còn có thể phóng xuất ra đi 1000 mét, đến thật là cái quái thai, còn có cái gì không thỏa mãn. Dương Nghị Vân vừa nghe thần ma điểu nói chuyện, tức khắc một nhạc, quả đen ngươi rốt cuộc nói chuyện, phía trước ở kia mấy cái tiên nhân trước mặt ngươi như thế nào không nói lời nào đương người câm. Vô nghĩa, lão tử đi theo ngươi, hiện tại là có nguy hiểm biết không? Lão tử có thể đi theo ngươi phi thăng tiên giới bản thân liền không bình thường, hơn nữa lão tử là tam giới đệ nhất thần ma điểu, cao quý đâu. Tiểu tử ngươi hiện tại thực lực ở tiên giới chính là chính tông nhược kê, lão tử nếu là không thấp điều, chẳng phải là chê sống lâu. Thần ma điểu một bộ tiểu tử ngươi chính là cái ngốc mũ ngữ khí. Thiết, ngươi đặc nương chính là miệng lợi hại, nói trắng ra là còn không phải sợ chết, tính bất hòa ngươi nói cái này đề tài, ngươi nhưng thật ra nói, thần thức cùng tiên thức có cái gì bất đồng? Không đều là dò xét sao? Dương Nghị Vân hỏi ra hắn muốn biết. Thần ma điểu, đương nhiên không giống nhau. Thần thức nói trắng ra là, như cũ là linh thức phạm vi, chẳng qua là cường đại rồi một ít mà thôi, ở pháp tắc không được đầy đủ tu chân giới, thần thức sử dụng cũng là dùng để dò xét chi dùng chiếm đa số, luận lực công kích, không ra sao. Nhưng tiên thức liền bất đồng, là trải qua tiên giới lực lượng lễ rửa tội lúc sau, chân chính thăng hoa lực lượng, là hoàn toàn có thể dùng để giết địch, tiên thức lực lượng sử dụng thượng pháp tắc, đó chính là đại sát khí, nhưng không đơn giản là dò xét chi dùng, có thể giết địch chi dùng. Rất nhiều đồ vật ngươi chậm rãi nghiên cứu sẽ biết. Dương Nghị Vân cũng nghe minh bạch một cái đại khái, thần ma điểu lặp lại nhắc tới pháp tắc cái này từ ngữ, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động hỏi, có phải hay không tiên giới tu luyện lực lượng trọng điểm ở pháp tắc mặt trên? Trẻ nhỏ dễ dậy, tiểu tử ngươi cũng không tính ngu ngốc, không sai ở tiên giới tu luyện, trừ bỏ cơ bản tiên nguyên lực ở ngoài, trọng điểm chính là pháp tắc, thế gian có đại đạo 3000, liền có 3000 pháp tắc. Ở tu chân giới pháp tắc chi lực hữu hạn, các ngươi nhiều nhất có thể tiếp xúc đến ngũ hành pháp tắc, chính là ở tiên giới liền có 3000 pháp tắc tồn tại, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, có thể nghiên cứu thấu triệt nhiều ít, liền có bao nhiêu đại lực lượng. Tiên giới pháp tắc tu luyện là chủ, nguyên nhân chính là vì tiên giới pháp tắc toàn diệt, cho nên các ngươi này đó phi thăng giả phi thăng lúc sau, cứ việc là phi thăng, yêm nói là cường đại rồi, nhưng lại là lực lượng có giảm bớt, chính là nguyên nhân này. Thì ra là thế. Dương Nghị Vân gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Ngay sau đó thần ma điểu còn nói thêm, tiểu tử ngươi vừa rồi có phải hay không cố ý chọc giận kia hai cái nhược kê tiên nhân? Dương Nghị Vân nghe được thần ma điểu nói, cười hắc hắc nói, ta ở tán tiên đảo chém giết quá 6 chuyển tán tiên, luận cấp bậc có thể so với tiên giới kim tiên, tuy rằng lão nhân nói chuyện, hạ giới cấp bậc hơi nước rất lớn, căn bản không thể cùng tiên giới tiên nhân chân chính so sánh với. Nhưng tốt xấu ta giết qua kim tiên cấp bậc, tới rồi tiên giới bị kia hai cái vương bát đản khinh bỉ, dạo oai phủ đầu, trong lòng tự nhiên là không phục. Đồng dạng đều là thấp kém nhất thiên tiên trình tự, bọn họ còn không phải là thượng phẩm thiên tiên, tiểu gia ta là sơ phẩm thiên tiên sao, ta nhưng thật ra muốn thử xem, ta cùng bọn họ chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại, bọn họ dám như vậy không coi ai ra gì. Dương Mỗ Nhân nói ra giống nhau trong lòng nguyên nhân, đương nhiên còn có bên kia nguyên nhân hắn chưa nói ra tới. Đó chính là Càn Khôn Hồ Chi Linh nói hắn tu chính là so tiên đạo còn muốn cao giai thần đạo, hắn chính là muốn thử xem thần đạo cùng tiên đạo khác nhau rốt cuộc như thế nào. Tiểu tử ngươi như nguyện, kia hai cái tiên nhân theo đi lên, hắc hắc, thật ra mà nói, lão tử cũng xem bọn họ không vừa mắt, các ngươi nếu là đánh lên tới, ngươi làm thịt kia hai cái tiên nhân càng tốt, ngươi muốn đánh không lại, tiểu tử ngươi bị bọn họ tấu, lão tử càng vui nhìn xem, hắc hắc thần ma điểu vui sướng khi người gặp họa. E sợ cho thiên hạ không loạn. Khí Dương Nghị Vân trợn trắng mắt.
không cần thần ma điểu nói hắn thần thức hoặc là nói tiên thức chung hắn phát hiện kia hai cái kêu Trương Tam Lý Tứ người vẫn luôn đi theo hắn phía sau 700-800 mét khoảng cách, không nhanh không chậm theo đuôi mà đến. Một con đều không có động thủ, nghĩ đến là nơi này không thích hợp động thủ đi. Nghe bọn hắn phía trước nói nơi này là cái gì 3.000 đại thế giới nơi, phỏng chừng là có chém giết hạn chế, cho nên vẫn luôn đi theo hắn, nghĩ đến là chờ đợi rời đi nơi này ở động thủ. Nhưng là Dương Nghị Vân không chỉ có không sợ hãi, ngược lại trong lòng cảm giác thực kích thích. Nghĩ hắn tới tiên giới trận chiến đầu tiên liền từ này hai cái đuôi mù tiên nhân trên người bắt đầu. Phía trước cố ý chọc giận bọn họ, chính là muốn nhìn một chút tiên giới tiên nhân cùng tu chân giới tu sĩ có cái gì không giống nhau, hiện tại xem ra một cái đức hạnh. Nếu là chính bọn họ đuổi theo chịu chết, kia cũng chẳng trách hắn Dương mỗ nhân. Đến nỗi hắn có thể hay không xử lý hai cái thượng phẩm thiên tiên. Vấn đề này Dương mẫu nhân tưởng đều nghĩ tới. Càn khôn hồ chi linh nếu cấp ra hắn tu thần đạo ưu việt, nếu là cùng cảnh giới chung, làm không xong hai cái thượng phẩm thiên tiên, vậy có tiếng không có miếng. Nói chuyện gì thần đạo, cũng không xứng thần đạo hai chữ, đừng nói gì đến xé trời. Dương Nghị Vân phát hiện Trương Tam Lý Tứ hai cái thượng phẩm thiên tiên vẫn luôn không nhanh không chậm đi theo hắn, khóe miệng lộ ra ý cười, hiện tại hắn nghĩ trước rời đi tiếp dẫn chỉ lại nói. Này hai cái thiên tiên nếu theo đi lên, đã nói lên bọn họ đối chính mình đã nổi lên ác ý sát tâm. Loại sự tình này Dương Nghị Vân ở tu chân giới đã trải qua nhiều. Mượn sức không thành liền hạ sát thủ. Lý do chính là không thể cấp ngày sau lưu lại một có tiềm lực họa lớn. Có người địa phương liền có giang hồ, tiên giới cũng không chút nào ngoại lệ. Thậm chí còn thần bí điểu nói qua, lão nhân cũng nói qua, tiên giới hoàn cảnh muốn so tu chân giới còn muốn tàn khốc. Hiện tại xem ra đích xác như thế. Đồng dạng Dương Nghị Vân đối tiên giới tam quan hoàn toàn hủy hoại. Trước kia hắn đối tiên giới lý giải cơ hồ chính là đồng thoại thế giới, không có tranh đấu, không có giết chóc. Có chỉ có một cái tiên phong đạo cốt trường sinh bất lão mở ảo tiên nhân. Tới tiên giới mới phát hiện, hết thảy chỉ là chính mình tưởng tượng. Tiên giới muốn so tu chân giới càng hiện thực vô tình đi. Một đường bay qua thẳng tắp hành tẩu. Dương Nghị Vân phát hiện thời gian trôi qua rất dài, tựa hồ như cũ còn khắp nơi đồng dạng hoàn cảnh hạ. Nơi này căn bản cũng không có ngày đêm chi phân, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Hắn nhịn không được hỏi thần ma điểu nói, quả đen nơi này có bao nhiêu đại? Chúng ta yêu cầu bao lâu mới có thể đi ra ngoài? Nơi đây xem như tiên giới trung tâm nơi, chẳng những không nhỏ vuông vức 9 vạn dặm, nơi này cũng coi như là tiên giới duy nhất một khối đại lục. Trừ cái này ra địa phương khác cùng nơi này hoàn toàn không thôi kinh, dựa theo ngươi cái này tốc độ ở có 7 ngày là có thể đi ra ngoài. Thần ma điểu thành Dương Nghị Vân hướng dẫn du lịch. Bất quá này vấn đề điểu đi theo lão nhân thời gian rất lâu, đối tiên giới rất nhiều địa phương rất quen thuộc, đảo cũng tỉnh Dương Nghị Vân không ít chuyện. Hiện tại ngẫm lại, chết lão nhân lãnh đi phía trước cho hắn lưu lại này chỉ hỏi để điểu có lẽ là đã sớm an bài tốt. Trong lòng nghĩ lão nhân không biết hiện tại thế nào. Tiếp tục phi hành mà đi. Ngày thứ 7 thời điểm, quả nhiên chính thần ma điểu lời nói, hắn rốt cuộc bay ra tiếp dẫn chỉ nơi. Nguyên bản Dương Nghị Vân còn muốn hỏi thần ma điểu, đi ra nơi này lúc sau tiên giới có gì bất đồng, nhưng nghĩ chung quy có thể nhìn đến, cũng liền không hỏi, dù sao cùng này chỉ hỏi để điểu đối thoại, có đôi khi sẽ khi hắn gan đau, chính mình có thể nhìn đến vấn đề, không bằng không hỏi. Giờ phút này trong tầm mắt xuất hiện một bộ kỳ cảnh. Ít nhất đối Dương Nghị Vân tới nói là như thế này. Hắn đi tới dưới chân đại địa cuối, hoặc là nói bên cạnh, rồi sau đó thấy được chân chính vô tận biển sao, vẫn luôn kéo dài đi ra ngoài rất xa rất xa. Từng tòa hỏa đại hoặc tiểu, lập lòe thất thải hà quang ngọn núi, giống như là từng tòa huyền phù đảo nhỏ rơi rụng vô tận biển sao chung. Liếc mắt một cái nhìn lại đếm không hết, xem chi bất tận. Có tường vân màu sương mù lượn lờ, nhìn qua thật sự chính là tiên sơn tiên cảnh. Trong lúc nhất thời Dương Nghị Vân xem ngây ngốc, sở lập nơi, tựa hồ cũng không có cái gì kết giới tồn tại. Muốn đi hướng nơi xa huyền phù tiên sơn cảm giác cũng không khó khăn. Đây là tiên giới sao? Dương Nghị Vân lẩm bẩm tự nói. Trên vai thần ma điểu mở miệng nói, tự nhiên là tiên giới, có cái gì nhưng đại kinh tiểu quái, tiên giới vốn dĩ liền cùng tu chân giới không giống nhau, hoàn cảnh cấu thành chính là tiểu tử ngươi hiện tại nhìn đến cảnh tượng. Tiên giới là từ vô số huyền phù tiên sơn cấu thành, một tầng tầng từng tòa vô số lớn nhỏ tiên sơn, một tòa tiểu sơn liền tương đương với một cái đại lục, một phương thế giới,
xa xa không phải tu chân giới có thể so sánh với, tiên giới to lớn, vô tận. Dương Nghị Vân nghe lại cũng tâm sinh hướng về. Âm thầm nói, tiên giới ta Dương Nghị Vân tới. Cứ việc hắn hiện tại chỉ là tiên giới thấp kém nhất cấp sơ phẩm thiên tiên, nhưng tốt xấu phi thăng tới rồi tiên giới, một thế giới hoàn toàn mới cùng sân khấu hướng hắn mở ra. Đồng dạng một cái hoàn toàn mới hắn, đi tới tiên giới. Đây là tu thần chi đạo cùng tu tiên chi đạo va chạm. Đến nỗi có thể va chạm ra tới cái dạng gì hỏa hoa, Dương Nghị Vân chính mình cũng không biết. Quả đen, tiên giới liền tính cùng tu chân giới không giống nhau, nhưng cũng hẳn là có địa vực phân chia đi. Dương Nghị Vân ngẫm lại hỏi. Đương nhiên là có, xa không nói tiên giới tam đại thiên tôn, tam đại đầu sỏ mỗi một cái đều có chính mình một mảnh tiên vực vô hạn to lớn, liền tính là tiên giới một cái tiểu đầu mục đều sẽ có chính mình một tòa tiên sơn. Ở tiên giới tiên nhân chiếm cứ nhất phong phú tu luyện tài nguyên, cũng có ma vực, yêu vực chờ địa vực, vô tận tiên giới tồn tại sinh linh chủng tộc hải đi, ở tiên giới lực mới có thể nhìn đến chân chính vạn tộc san sát trường hợp. Phía trước kia mấy cái thiên tiên nhược kê nói không sai, 3000 tiếp dẫn trụ trời, liền đại biểu 3000 tu chân giới đại thế giới, mà tiểu tử ngươi nơi bản cổ tu chân giới, chỉ là tiền tam đại thế giới chung một trong số đó. 3000 tu chân đại thế giới vô số tiểu thế giới phi thăng giả tất cả đều hội tụ tới rồi tiên giới, ở tiên giới chân chính hội tụ vạn vật sinh linh. Nhân yêu ma Phật từ từ là đại tộc, còn hiểu rõ chi bất tận đàn tộc tồn tại, bất quá tiên giới chủ đạo đàn tộc như cũ là nhân tộc sinh linh. Bởi vì các ngươi nhân tộc là vạn vật linh trưởng, trời sinh chiếm cứ tu luyện ưu thế. Còn có a, tiểu tử ngươi ở tiên giới nên điệu thấp vẫn là muốn điệu thấp, đừng nhìn ngươi ở tu chân giới hô mưa gọi gió, có thể sát tương đương với kim tiên cấp bậc 6 chuyển tán tiên, nhưng đó là ở tu chân giới, 6 chuyển tán tiên căn bản không có trải qua tiên lực lễ rửa tội, hơi nước quá lớn. Tiên giới pháp tắc toàn diện, hạn chế hết thảy lực lượng, tu chân giới 6 chuyển tán tiên tương đương với tiên giới kim tiên. Nhưng chân tướng so sánh với, có lẽ tiên giới một cái viên mãn đỉnh thiên tiên liền có thể xử lý một cái các ngươi hạ giới 6 chuyển tán tiên, không chút nào kỳ quái. Ở tiên giới chủng tộc phồn đa, một ít tộc đàn thiên phú chút nào không thể so các ngươi nhân tộc nhược, có lẽ một cái tiểu sâu đều có thể muốn ngươi mạng nhỏ. Cho nên tiểu tử ngươi nhưng đừng đại ý, lão tử bị ngươi cái kia lão hỗn đản sư phụ an bài đi theo ngươi, nhưng không nghĩ tuổi xuân chết sớm, này nơi phồn hoa lão tử còn không có chơi đủ đâu. Tiên giới a, có vô số tiên nữ tồn tại, nào nhưng đều là một cái tái một cái thủy linh, lão tử. Thần ma điều càng nói càng không đáng tin cậy. Nghe được Dương Nghị Vân thẳng trợn trắng mắt, vội vàng đánh gãy hắn nói, đi đi, ngươi một vấn đề điều hóa hình đều không có, còn nhớ thương tiên nữ. Lão tử một ngày nào đó sẽ hóa hình thành nhân, nếu không phải ngươi cái kia lão hỗn đản sư phụ trời cao tà, lão tử đến nỗi như vậy. Thần ma điều giận dữ. Đừng nhiều lời. Nói cho ta như thế nào đi tiên sơn. Dương Nghị Vân nhìn vô tận biển sao chung vô số tiên sơn hỏi thần ma điểu, dưới chân đại địa cùng huyền phù tiên sơn cách biển sao, ai biết có thể hay không có cái gì vấn đề. Vô nghĩa a, đương nhiên là trực tiếp qua đi đó là, phải đi muốn phi tùy ngươi tự tiện, tiên giới biển sao hư không sẽ không rơi xuống, có huyền phù pháp tắc tồn tại, bị lạc không được ở biển sao hư không, ở biển sao hư không hành tẩu, liền cùng các ngươi ở tu giả giới đi lục địa giống nhau. Nhìn tiểu tử ngươi về điểm này tiền đồ. Thần ma điểu mắng. Dương Nghị Vân vẻ mặt hắc tuyến, nhịn xuống xé lạn thần ma điểu toái miệng xúc động, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Ngay sau đó hắn bay qua tới rồi biển sao trong hư không, quả nhiên không có rơi xuống tình huống xuất hiện, ngược lại là có thể cảm nhận được bốn phía có một loại vô hình lực lượng tồn tại, có thể làm hắn thân thể huyền phù, phi thường ổn định. Liên tính là không sử dụng pháp lực, đều không có chút nào vấn đề. Dương Nghị Vân thử đi rồi vài bước, quả nhiên có thể, như hành tẩu ở lục địa giống nhau. Cái này hắn cảm giác hảo chơi, thẳng tắp lựa chọn một tòa gần nhất tiên sơn mà đi. Ở rất xa tầm mắt ở ngoài, biển sao bên trong đổi chiều màu sắc rực rỡ tiểu lấm tấm, thần ma điểu lại nói nào đều là từng tòa tiên sơn tồn tại. Một đám bảy màu chi sắc sao trời đổi chiều ở vô tận biển sao chung. Dương Nghị Vân trong lòng tràn ngập chấn động, này đến có bao nhiêu ngồi tiên sơn a? Hắn chân đạp hư không chạy như điên hướng về phía khoảng cách gần nhất một tòa tiên sơn, một bên hỏi thần ma điểu nói, này đó tiên sơn bên trong đều có tiên nhân. Thần ma điểu mở miệng nói, người ngốc a, sao có thể, tồn tại tiên nhân hoặc là mặt khác tu luyện sinh linh tiên sơn, nhất định đều là tràn ngập tiên lực tiên sơn, vô tận biển sao trong hư không vô số tòa tiên sơn sao có thể đều sẽ có tiên nhân hoặc là tu luyện sinh linh tồn tại.
kia không hiện thực, rất nhiều tiên sơn đều là không có sinh linh tồn tại, bởi vì có chút tiên sơn chung không có tiên nguyên lực, hoặc là nói tiên nguyên lực phi thường loãng, không thích hợp tu luyện, cho nên gọi là hoang phế tiên sơn. Mà có chút tiên sơn chung tồn tại hung mãnh tiên thú, cường đại vô cùng, tiên nhân cũng không dám dễ dàng tiến vào, có chút tiên sơn chung đầm lầy khí độc từ từ, hoàn cảnh ác liệt vô cùng. Còn có chút tiên sơn chung bị mạnh mẽ vô cùng bá chủ yêu thú chiếm cứ, cũng hoặc là tiên giới tiểu yêu trùng ma trùng linh tinh đàn tộc, tiến vào sau xương cốt bột phấn đều sẽ không lưu lại, phi thường đáng sợ. Tiên sơn vô số, vô chủ tiên sơn càng nhiều, nhưng có thể thích hợp tu luyện cư trú tiên sơn hữu hạn, tiểu tử ngươi nhớ kỹ nhưng đừng chạy loạn, ngày sau muốn đi vào tiên sơn, muốn đi có thể tu luyện tiên sơn, ngàn vạn đừng xông loạn, sẽ chết người Nga. Dương Nghị Vân ngẫm lại hỏi, ngươi nhưng thật ra nói, cái dạng gì tiên sơn có thể đi vào, cái dạng gì không thể tiến vào. Như thế nào phân biệt? Thần ma điều một bộ thuyết giáo ngữ khí nói, ngươi phải có tiên giới bản đồ mới có thể biết. Ách! Dương Nghị Vân nghẹn lời. Yêu cầu bản đồ mới có thể biết những cái đó tiên sơn có thể đi vào. Xem ra đi vào tiên giới chuyện thứ nhất, trước muốn làm đến một phần bản đồ mới được. Thần ma điều mở miệng nói, từ từ tới đi. Tiên giới là một cái có thể cho ngươi kinh hỉ, đồng dạng cũng là một cái có thể cho ngươi kinh hách thế giới, tới rồi tiên giới ngươi phải một lần nữa bắt đầu. Có một chút kia mấy cái thiên tiên nhưng thật ra chưa nói sai, tiểu tử ngươi mới vào tiên giới, tốt nhất tìm cái tiên môn mới ổn thỏa, bất quá trời cao tà cái kia lão hỗn đản ở tiên giới căn bản liền không có thành lập cái gì thế lực, nếu là gia nhập khác tiên môn, chịu ước thúc là tất nhiên, nhưng không gia nhập tiên môn đi, tự do tự tại nhưng thật ra thật sự. Nhưng tương lai ngươi gặp gỡ chuyện này, cũng chỉ có thể đơn đả độc đấu, không ai sẽ giúp ngươi. Tới rồi tiên giới lúc sau, yêu cầu vấn đề ngươi đều là yêu cầu suy xét, sinh tồn vấn đề đối tiên nhân tới nói đồng dạng tồn tại, đương nhiên lão tử chỉ sinh tồn là sống sót, cùng giải quyết ngươi tu luyện tài nguyên vấn đề. Tuy rằng tiên giới lực lượng cấp bậc cao hơn tu chân giới một cái đại trình tự, lại nói tiếp phi thăng thành tiên lúc sau thọ nguyên vô hạn, nhưng lại chỉ là một cái nói phát, tiên đạo chín đại cấp bậc. Không tiến tắc lui. Tàn khốc hoàn cảnh hạ, người nếu là tu vi phía dưới, bị người khi dễ thậm chí là giết đều thực bình thường, cho nên tiểu tử ngươi nếu không đoạn tăng lên thực lực của chính mình tu vi mới được. Mà muốn tăng lên thực lực tu vi, chỉ dựa vào hấp thu trong thiên địa tiên nguyên lực là xa xa không đủ, bởi vì phi thăng lúc sau ngươi tương đương trải qua một lần toàn thân trong ngoài lễ rửa tội. Tu luyện liền giống như thân thể là vật chứa, người tu chân thời điểm. Nếu tự thân thể vật chứa là thùng nước lu nước nói, như vậy hiện tại ngươi trở thành tiên nhân lúc sau, thân thể vật chứa cũng tương ứng thăng hoa, biến thành một ngụm giếng thậm chí là một phương hồ nước, mà hiện tại bên trong là rỗng tuếch trạng thái. Yêu cầu ngươi đi đem tự thân vật chứa hấp thu viên mãn, ngươi mới có thể tiến vào tiếp theo cái trình tự, cho nên nói chỉ dựa vào hấp thu tiên nguyên lực là xa xa không đủ không đủ. Chờ thần ma điều chỉ giáo nói xong, Dương Nghị Vân theo bản năng hỏi, ta đây hẳn là như thế nào làm? Bồn A, tiên giới có cái gì? Tiên giới có tiên thạch A, so với tu giả giới linh thạch không biết thuần tịnh cường đại rồi nhiều ít lần tiên nguyên thạch, ân tên gọi tắt tiên thạch, chia làm thượng trung hạ cực phẩm tứ đẳng, hạ phẩm thấp nhất, cực phẩm tối cao. Trên cơ bản cùng tu chân giới linh thạch giống nhau, nhưng giữa hai bên có khác nhau như trời với đất chất lượng chênh lệch, toàn bộ tiên giới đều thông dụng tiền cùng tu luyện tài nguyên chính là tiên thạch vì tiêu chuẩn. Đương nhiên ngoài ra, còn có tiên đan, tiên khí từ. Mấy thứ này chính là đều yêu cầu tiên thạch mua sắm, bất quá ngươi nếu có thể luyện chế tiên đan hoặc là tiên khí nói, nhưng thật ra có thể ở tiên giới hỗn thực dễ chịu. Tiên đan sư cùng tiên khí sư, cái này chức nghiệp ở tiên giới đồng dạng là nhân thượng nhân chức nghiệp, hiểu luyện tiên đan tiên nhân rất ít, có thể luyện chế hảo tiên đan tiên khí giả càng là lông phượng sừng lân. Nếu là ngươi sẽ luyện chế tiên đan tiên khí, tùy tiện tìm một cái tiên môn, cũng hoặc là tiên gia gia tộc, đều sẽ bị tôn sùng là thượng tân. Cung cấp hết thảy tu luyện tài nguyên, có thể nói này hai cái chức nghiệp ở tiên giới thực nổi tiếng. Thần ma điều xem như cho Dương Nghị Vân một lần kỹ càng tỉ mỉ phổ cập khoa học. Bất quá Dương Nghị Vân nghe tựa hồ cùng tu chân giới thời điểm, cũng không có gì hai dạng, nhưng là thần ma điều lại cũng nói, ở tiên giới tiên đan sư cùng tiên khí sư cùng tu chân giới hoàn toàn bất đồng. Rốt cuộc là cái như thế nào bất đồng, còn cần chính hắn đi tìm hiểu. Dựa theo thần ma điều ý tứ này nói. Dương Nghị Vân cảm giác chính mình có lẽ không đói chết, ở tu chân giới thời điểm luyện khí hắn đến lúc đó nghiên cứu thiếu, nhưng cũng biết một chút, bất quá luyện đan nói, hắn chính là chủ trảo hạng nhất. Nếu tới rồi tiên giới thần ma điều nói luyện đan nổi tiếng,
kia hắn liền tiếp tục nghiên cứu luyện đan, cũng không biết tiên giới tiên đan cùng tu chân giới đan dược có cái gì bất đồng, bất qua tu luyện chi đạo có vạn pháp quy tông nói đến, nghĩ đến là không kém bao nhiêu, đến lúc đó nghiên cứu một phen đó là, hẳn là không khó. Một người một chim hỏi đáp chi gian bất chi bất giác liền đến lúc ban đầu nhìn đến khoảng cách gần nhất một tòa tiên sơn trước. Lúc này Dương Nghị Vân hỏi thần ma điểu nói, quả đen kia hai cái thiên tiên có phải hay không còn ở? Xem là không thấy được, nhưng Dương Nghị Vân biết thần ma điểu có độc đáo chỗ, vấn đề này điểu ở Mỗ Hà phương diện quả thực chính là thần giống nhau tồn tại, hỏi nó tuyệt đối không sai. Ngươi một cái vừa mới phi thăng tiểu tu sĩ, bác thượng phẩm thiên tiên mặt mũi, bọn họ sao lại bỏ qua, vẫn luôn ở đi theo ngươi đâu, tiểu tử thật không biết là nghé con mới sinh không sợ cọp, vẫn là thật sự ngốc, gần nhất đến tiên giới liền cho chính mình tìm phiền toái. Thần ma điểu lại nhảy nói, không phải ta tìm phiền toái, đây là rõ ràng phiền toái tìm ta hảo đi, được rồi, còn không phải là hai cái thượng phẩm thiên tiên sao, tiểu gia ta thật đúng là không bỏ trong lòng, nói nhanh lên này tòa tiên sơn có thể hay không tiến, có thể tiến chúng ta liền đi vào lại nói. Dương Nghị Vân nhìn phía trước tiên sơn hỏi, khoảng cách 3000 tiếp dẫn trụ trời không xa tiên sơn cũng không có vấn đề gì, trực tiếp vào đi thôi. Thần ma điểu nói. Dương Nghị Vân vừa nghe không hề nghi muộn, phi hành gia tốc trực tiếp vọt vào tiên sơn. Ở mỗi một tòa tiên sơn bên ngoài đều bao vây lấy một tầng 7 màu mây mù, phi thường nồng hậu, Dương Nghị Vân một đầu tạp tiến vào sau, phi hành thời gian rất lâu trước mắt mới rộng mở thông suốt một chút. Một cái non xanh nước biếc xanh tươi tốt, nơi nơi đều mây mù lượn lờ thế giới xuất hiện ở hắn dưới chân. Dương Nghị Vân nhìn dưới chân hạ, đang xem bốn phía chân trời. Phía chân trời phía trên trừ bỏ đám mây là 7 màu tường vân, tràn ngập trên trời dưới đất ở ngoài, tựa hồ cùng tu chân giới thế giới cũng không có gì bất đồng chỗ. Hiện tại nhìn lại cũng là có ánh mặt trời, có trời xanh, có sơn có thủy có rừng cây. Đương nhiên trong thiên địa tràn ngập lực lượng là tiên nguyên lực. Này tựa hồ cũng cùng tu giả giới đại đồng tiểu dị a, có thiên có mà có ánh mặt trời. Như thế nào ở biển sao bên trong không thấy được thái dương đâu? Dương Nghị Vân có chút kỳ quái hỏi thần ma điểu. Nơi này pháp tắc toàn diện, tự nhiên cái gì cũng không thiếu, tu giả giới có nơi này toàn có, tu chân giới không có tiên giới có, tiên giới thái dương ánh trăng, chỉ có ở tiên sơn nơi mới có thể nhìn đến, chính là chân chính đại chu thiên. Ở tiên giới một ngày, tu giả giới chính là một năm, ban ngày ngày đêm đều là như thế, chu kỳ rất dài, mỗi một cái đại đa số tiên sơn chung đều là có thể nhìn đến thái dương cùng ánh trăng. Chỉ có ở biển sao bên trong ngươi là nhìn không thấy. Thần ma điểu cấp Dương Nghị Vân phổ cập khoa học. Vì cái gì ở biển sao trông được không đến? Dương Nghị Vân hỏi thần ma điểu. Thần ma điểu mở miệng nói, cụ thể sao lại thế này, lão tử cũng không biết, này liền đại đạo khó rõ ai cũng ai không rõ ràng lắm. Dương Nghị Vân một nhạc cười nói, nguyên lai ngươi cái vấn đề điểu cũng có không biết thời điểm a, ha ha. Ngươi cái nhược kê, vũ trụ trong vòng, ảo diệu nhiều. Biến hóa vô cùng, ai có thể toàn bộ biết. Thần ma điểu mắng. Đi xuống. Dương Nghị Vân phi hành mà xuống. Ngay sau đó dừng ở một chỗ trong sơn cốc. Nhìn qua tiên giới hoàn cảnh cùng tu chân giới không sai biệt lắm, kỳ thật đương hắn xuống dưới, dừng ở đại địa thượng lúc sau, mới phát hiện, sai biệt còn là phi thường đại. Liền tỷ như nói dưới chân bùn đất đại địa, hắn cảm giác được so tu giả giới cứng rắn nhiều. Vì hưởng ứng lệnh triệu tập một chút, Dương Nghị Vân bỗng nhiên giơ tay, đối với dưới chân đại địa oanh ra một quyền. Chạm vào, mang theo cường đại vô cùng toàn lực một quyền, vận chuyển trong cơ thể biến dị càn khôn nội đan chi lực một quyền đánh vào đại địa thượng, phát ra một tiếng nặng nề. A, à, ngay sau đó lại là Dương Nghị Vân kêu thảm thiết một tiếng. Không nghĩ tới hắn toàn lực một quyền, cư nhiên gần chỉ là ở trên mặt đất tạp ra một cái nửa tấc nắm tay dấu vết. Mấu chốt là còn làm chính mình nắm tay đều va chạm thắt đau. Tiên giới đại địa cứng rắn trình độ, vượt qua hắn ngẫm lại một mảng lớn. Hắn này một quyền nếu là ở tu giả giới nói, một tòa xuống núi đều đủ để oanh sụp xuống. Nhưng ở chỗ này cư nhiên gần là trên mặt đất đánh ra một cái nắm tay dấu vết, còn đem chính mình nắm tay chạm vào đau. Ha ha ha, tiểu tử ngươi ngốc a, lão tử sớm nói, tiên giới pháp tắc toàn diện. Bất luận cái gì sự vật đều không phải tu chân giới có thể so sánh. Thần ma điểu vui sướng khi người gặp họa. Tiểu gia ta còn cũng không tin ta. Dương Nghị Vân quật lừa tính tình đi lên, nhìn bên người một gốc cây cánh tay thô tráng cây nhỏ, trong tay đồ long kiếm ngân quang chợt lóe nơi tay, vận chuyển trong cơ thể lực lượng bỗng nhiên đối với cây nhỏ chém tới. Oanh,
Hảo đi, ngay sau đó cây nhỏ chấn động, lá cây cũng chưa rơi xuống một mảnh. Dựng lên cây nhỏ cũng không có hắn trong tưởng tượng bị nhất kiếm chém đứt. Bất quá, có một chút làm Dương Nghị Vân cảm giác còn không tính mất mặt chính là, đồ long kiếm nhất kiếm tuy rằng chém đứt cây nhỏ, nhưng mũi kiếm lại là chém vào cây nhỏ một tấc có thừa. Lao lực từ thân cây trung nhổ xuống đồ long kiếm, Dương Nghị Vân trong lòng có thất bại cảm. Trong lòng âm thầm nói thầm, coi thường tiên giới a, xem ra ta muốn một lần nữa nhận thức tiên giới. Ha ha ha, tiểu tử ngươi đương tiên giới là ngươi tu giả giới không thành. Bổn thiên tiên đã sớm nói qua, tại hạ giới ngươi là long, tới rồi tiên giới tiểu tử ngươi chính là một cái trùng mà thôi, một cái tiên giới thụ đều chém không ngừng, thật muốn không thông, ai cho ngươi lá gan, dám đắc tội thượng phẩm thiên tiên. Đúng lúc này, một tiếng âm dương quái khí thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân bỗng nhiên quay đầu, lại thấy đúng là phía trước kêu Trương Tam Lý Tứ hai cái thượng phẩm thiên tiên xuất hiện ở 30 mét ngoại, đi bước một hướng hắn đi tới. Đối hai cái thiên tiên đã đến, đoán trước bên trong mà thôi. Dương Nghị Vân nheo lại mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu nói phía trước hắn hoàn toàn không đem thượng phẩm thiên tiên để vào mắt nói, như vậy giờ khắc này, lại là nghiêm túc đối đãi lên. Bởi vì đối tiên giới có một lần nữa định nghĩa. Tiên giới đại địa cùng một gốc cây hạ thụ đều vượt quá hắn đoán trước, như vậy tiên giới tiên nhân, liền càng không cần phải nói, chẳng sợ đối phương là tiên đạo cấp bậc trung thấp nhất giai thiên tiên. Lúc này Dương Nghị Vân đối thiên hạ thực lực cái nhìn có thay đổi, cẩn thận một chút luôn là không sai. Còn có chính là đối với những người này, Dương Nghị Vân hiện tại trong lòng có chút tự tin tồn tại. Trong nháy mắt hai cái thiên tiên một tả một hữu liền đem Dương Nghị Vân cấp vây quanh, đầy mặt diễn ngược chi sắc. Tiểu tử có hay không nắm chắc xử lý này hai cái nhược kê, nếu là không có nắm chắc liền nghĩ cách trốn chạy, lão tử cho ngươi ra chủ ý, trốn chạy không hỏi. Thần ma điểu ngồi xổm trên vai truyền âm. Dương Nghị Vân nghe được thần ma điểu nói chuyện thẳng trợn trắng mắt, đồng dạng truyền âm nói, liền ngươi còn được xưng tam giới đệ nhất thần ma điểu. Ta xem ngươi cũng là cái hèn nhát, về sau đi ra ngoài đừng nói là cùng ta, ném không dậy nổi người này. Tiểu hỗn đản, lão tử đây là vì ngươi suy xét. Lão tử tam giới đệ nhất, lại chưa nói là thực lực tam giới đệ nhất. Thần ma điều tức muốn hộc máu. Bất quá Dương Nghị Vân nghe thứ này nói chuyện, có phát hiện nó, ưu điểm, da mặt cũng thật hậu. Lười đến cùng thần ma điều đấu võ mồm. Đối mặt hai cái thượng phẩm thiên tiên, hắn Dương Nghị Vân còn không đến mức liền trốn chạy đi. Là long thi trùng đánh quá mới biết được. Nheo lại đôi mắt nhìn về phía hai cái thiên tiên, Dương Nghị Vân mở miệng nói, như thế nào? Mời chào không thành liền phải giết người. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng có thể như vậy lý giải, một giới nho nhỏ phi thăng giả giết liền giết, thật sự cho rằng chính mình tiềm lực đại chính là thiên tài. Tiểu tử tiên giới sinh linh vô số, thiên tài không thiếu, mà ngươi cũng chỉ là tiềm lực thiên tài mà thôi, trọng điểm là thiên tài muốn trưởng thành lên mới liền thiên tài, chết non chỉ có thể là con kiến. Muốn trách thì trách tiểu tử ngươi không thức thời, không chịu ta chờ triển lãm liền tính, cư nhiên còn dám nhục nhã chúng ta. Hiện tại khiến cho chúng ta tới cấp ngươi thượng mới vào tiên giới đệ nhất khóa, nói cho ngươi cái gì là long biến trùng. Kêu Lý Tứ tiên nhân ngay lập tức chi gian hướng về Dương Nghị Vân công kích mà đến. Ra tay chi gian khinh phiêu phiêu đối với Dương Nghị Vân chém ra một trường, nhìn như không hề lực lượng, nhưng Dương Nghị Vân lại là đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Trung quy là hắn đi vào tiên giới trận chiến đầu tiên, cũng là cùng tiên nhân chân chính chiến đấu, cũng không phải là tán tiên đảo tán tiên. Lý Tứ một trường mà động, Trương Tam cũng không nhàn rỗi, từ bên kia một quyền mà đến. Hai cái thượng phẩm thiên tiên đồng thời ra tay. Thật đúng là để mắt tiểu ra, đồng thời ra tay. Giờ phút này Dương Nghị Vân trong tay đồ long kiếm chém ra. Bát hoang, chảm, quét ngang mà đi, nhất kiếm cuốn tịch hai cái thiên tiên. Ong, đồ long kiếm ra, đợi kiếm minh, ngân quang lập lòe, Dương Nghị Vân thúc sục trong cơ thể càn khôn nội đan chi lực. Bày ra ra lực lượng hơi thở lại là chút nào không yếu hai cái thiên tiên. Trong chớp mắt đối thượng hai cái thiên kiếm công kích. Một trường một quyền lại là trực tiếp chống chọi Dương Nghị Vân kiếm khí. Rầm rầm. Hai tiếng vang lớn. Ngay sau đó hai đại thiên tiên hôi hổi lui về phía sau. Mà Dương Nghị Vân kiếm khí lại cũng tiêu tán. Sao có thể? Này! Trương Tam Lý Tứ trợn to mắt nhìn Dương Nghị Vân. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Dương Nghị Vân một cái vừa mới phi thăng tiên giới tay mơ, cư nhiên đồng thời cùng bọn họ hai cái thượng phẩm thiên tiên ngạnh đối một kích. Kết quả đâu? Tuy rằng Dương Nghị Vân kiếm khí bị bọn họ dập nát,
nhưng thực tế thượng chứng minh là bọn họ thua một bậc. Sự thật chứng minh, Dương Nghị Vân trong cơ thể tiên nguyên lực so với bọn họ hai cái thêm lên còn cường đại, này đối Trương Tam Lý Tứ tới nói, quả thực là khó có thể tin sự tình. Bọn họ chính là thượng phẩm thiên tiên A, phi thăng đến tiên giới đã vài ngàn năm tu vi thực lực. Mà Dương Nghị Vân mới là cái vừa mới phi thăng sơ phẩm thiên tiên. Tiên nguyên lực so đấu dưới, cũng không có xuất hiện bọn họ trong tưởng tượng Dương Nghị Vân bị bọn họ oanh giết trường hợp. Ngược lại bọn họ bị Dương Nghị Vân nhất kiếm kiếm khí bức lui vài bước. Này thuyết minh Dương Nghị Vân trong cơ thể tiên nguyên lực hảo hùng hậu tinh thuần. Đương nhiên, Trương Tam cùng Lý Tứ lại là không biết, giờ này khắc này Dương Nghị Vân trong cơ thể lực lượng nghiêm khắc tới nói đã không phải tiên nguyên lực, mà là thần đạo chi lực, xưng là thần lực càng vì thích hợp, đương nhiên ở tiên giới chuyển hóa lực lượng, đều không phải là chân chính thần lực, nhưng lại nghiễm nhiên so với tiên nguyên lực cường đại. Hắc, Dương Nghị Vân chính mình cũng là sửng sốt. Hắn không nghĩ tới chính mình hiện tại lực lượng so với hai đại thượng phẩm thiên tiên thêm lên còn mạnh hơn thượng một bậc. Điểm này hắn cũng nghĩ đến, cùng chính mình hiện tại tu luyện tiến hóa bản càn khôn tạo hóa công có quan hệ. Tu thần đạo quả nhiên so tu tiên cường, càn khôn hồ chi linh không có gạt ta. Dương Nghị Vân tại nội tâm đắc ý một phen. Đương nhiên này cũng cùng hắn tự thân tu luyện đệ tử có quan hệ, ở tu giả giới thời điểm, hắn bản thân khởi bước càng cấp liền so tầm thường tu sĩ cao rất nhiều. Phi thăng tới rồi tiên giới lúc sau, trải qua tiếp dẫn chỉ lực lượng lễ rửa tội, hắn còn ở tiếp dẫn chỉ nội rèn luyện nguyên thần cùng thân thể suốt 90 thiên, đem tự thân tiềm lực có thể nói khai phá tới rồi lớn nhất hóa. Giờ phút này nhất kiếm làm hai đại thượng phẩm thiên tiên hôi hổi lui về phía sau, lại cũng coi như là đoán trước bên trong. Nhìn Trương Tam Lý Tứ sắc mặt khó coi, Dương Mỗ Nhân nhếch miệng cười nói, tiểu gia cũng không gây chuyện, nhưng cũng không sợ là, nếu các ngươi muốn giết tiểu gia. Vậy đừng trách tiểu gia không khách khí. Dứt lời Dương Nghị Vân bỗng nhiên nhảy dựng lên, chủ động khởi xướng công kích. Trương Tam Lý Tứ vừa thấy, Dương Nghị Vân hùng hổ chủ động khởi xướng công kích, lúc này hai cái thượng phẩm thiên tiên, nhưng cũng không dám nữa có nửa phần đối Dương Nghị Vân nhẹ nhìn. Hai người lẫn nhau liếc nhau, Trương Tam hừ lạnh nói, tiểu tử không thể không thừa nhận ngươi trong cơ thể lực lượng muốn so với chúng ta tinh thuần mấy lần, thật là cường đại quá chúng ta một bậc. Nhưng thật ra khinh thường ngươi, bất quá ngươi thật sự cho rằng tiên nhân thủ đoạn gần là tiên nguyên lực lượng sao? Nói cho ngươi, vậy ngươi liền đánh sai đặc sai rồi, ta chờ muốn giết ngươi như cũ dễ như trở bàn tay, chịu chết đi, không biết trời cao đất dày con kiến. Trong giây lát Trương Tam dứt lời ngay sau đó trong tay quang mang chợt lóe, lại là xuất hiện một kiện nhìn qua như là tựa thạch tài giống nhau pháp khí, hình dạng như là một phen thạch chùy, nhưng một đầu hình nón nhọn nhọn hình dạng, một đầu mới là thạch chùy hình dạng. Chỉ nghe Trương Tam bỗng nhiên giống to, đại địa chi thạch, thứ. Tiểu tử cẩn thận, đối phương vận dụng pháp tắc chi lực, tiên nguyên lực kết hợp biện pháp, mới là tiên nhân thủ đoạn, pháp tắc hóa hình, tiên nguyên ngưng tụ, pháp khí vì môi, ba người hợp nhất, uy lực vô cùng. Thần ma điểu vội vàng nhắc nhở Dương Nghị Vân để ý. Dương Nghị Vân không cần thần ma điểu nhắc nhở cũng cảm nhận được pháp tắc lực lượng ở bốn phía không khí nhộn nhạo, nhưng lại cảm nhận được tiên giới pháp tắc chi lực. Thật là cùng tu chân giới có điều bất đồng, tức khắc trong lòng ngưng trọng vài phần. Ở tu chân giới thời điểm thiên địa pháp tắc chi lực hắn cơ hồ cảm thụ không đến, chỉ có thần hồn thả ra đi mới có thể cảm nhận được thiên địa pháp tắc chi lực, nhưng là ở tiên giới, ở Trương Tam này một kích thi triển thời điểm, Dương Nghị Vân vô dụng thần hồn chi lực cư nhiên cũng cảm nhận được tiên giới pháp tắc lực lượng tồn tại. Đây là nhất rõ ràng khác nhau. Ầm ầm ầm, cơ hồ không có phản ứng lại đây, đại địa nổ vang. Hắn bốn phía bùn đất chấn động, từng cây bén nhọn cột đá thành hình nón hình, phốc 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 từ đại địa bùn đất xông ra, hình dạng cơ hồ cùng Trương Tam trong tay thạch khí tiên khí giống nhau. Bỗng nhiên thứ hướng hắn. Trước tiên Dương Nghị Vân phi thân tránh né. Nhưng giờ phút này, lại nghe thấy Trương Tam bạo giống, tôi sơn. Ầm ầm ầm, lại thấy Trương Tam trong tay tiên giới bỗng nhiên đối với hắn cách không nện xuống. Ngay sau đó hắn đỉnh đầu phía trên trống rỗng xuất hiện tới một phen thật lớn thạch trùy, đối với hắn tạp xuống dưới. Dưới chân bốn phía đều là bén nhọn thạch thứ, đỉnh đầu là thạch trùy tạp lạc. Dương Nghị Vân cảm nhận được cường đại, không nghĩ chống chọi, chuẩn bị tránh né. Nhưng lúc này phía sau lại là một tiếng trầm giọng vang lên, mộc đằng, quấn quanh. Đây là Lý Tứ thanh âm. Dương Nghị Vân trong lòng cả kinh chỉ cảm thấy dưới chân trầm xuống. Lại là cổ chân thượng không biết khi nào xuất hiện một cây dây mây, quấn quanh ở hắn cổ chân, nháy mắt hắn nhảy dựng lên thân thể, bị kéo đi xuống lại lần nữa dừng ở đại địa.
Giờ phút này quanh thân là thạch thứ phong kín đường đi, trên đầu là Trương Tam dùng pháp tắc biến ảo mà ra thật lớn thạch trùy, dưới chân bị Lý Tứ làm ra dây mây cấp quấn quanh không được nhúc nhích. Không cần hỏi Lý Tứ cũng thi triển chính là có thể hóa ra dây mây pháp tắc chi lực. Cái này muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể ngạnh kháng. Dương Nghị Vân cắn răng một cái, thúc giục nguyên thần cùng trong cơ thể lực lượng, hét lớn một tiếng, định. Đây là hắn từ thần bí điều truyền thụ pháp tắc đạo thuật phù văn trung lĩnh ngộ đến một cái pháp thuật, lúc này chỉ hy vọng dùng được, nếu không hắn bị Trương Tam một chùy tạp trung, bất tử cũng đến lột ra. Ong! Ngay sau đó, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh. Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ, hắn thi triển định thân thuật hiệu quả. Không nghĩ tới vấn đề điều truyền thụ pháp tắc đạo thuật vẫn là rất đáng tin cậy, nguyên tưởng rằng thi triển định thân thuật đối thiên tiên khả năng tác dụng không lớn. Không nghĩ tới một chút khiến cho Trương Tam Lý Tứ định thân. Cái này Dương Nghị Vân đại hỉ, trở tay chi gian đối với hai đại thiên tiên chính là nhất kiếm mà ra. Cường đại kiếm khí ngay lập tức cuốn tịch hướng về phía Trương Tam Lý Tứ. Khá vậy đúng lúc này, Trương Tam Lý Tứ toàn thân bùng nổ quang mang. Dương Nghị Vân đôi mắt co rụt lại, không nghĩ tới Trương Tam Lý Tứ nhanh như vậy liền tránh thoát định thân thuật trói buộc, bắt đầu ứng đối phản kích. Trong lòng tính toán thời gian cư nhiên không đến hai tức thời gian. Nói cách khác hắn định thân thuật chỉ có thể ở Trương Tam Lý Tứ trên người duy trì hai tức không đến thời gian. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng có chút thất vọng, bất quá nói trở về, hắn không có lãng phí thời gian, bởi vì đối Trương Tam Lý Tứ công kích đã đi ra ngoài. Cũng chính là ở bọn họ tránh thoát định thân thuật phía trước, hắn nhất kiếm liền chém giết qua đi. Cái này xem Trương Tam Lý Tứ như thế nào ứng phó. Lại thấy hai người toàn thân sáng lên vầng sáng, trên mặt xuất hiện kinh hoàng chi sắc, hấp tấp chung Trương Tam Lý Tứ trong tay tiên khí bùng nổ cường đại hơi thở, đi chắn Dương Nghị Vân kiếm khí. Rầm rầm, phốc, phốc, ở tiếng gầm rú chung, Trương Tam Lý Tứ hộc máu bay ngược đi ra ngoài, chung quy bọn họ chậm một bước, tuy rằng tránh thoát Dương Nghị Vân định thân thuật, nhưng ở ứng đối chung thực hấp tấp, ngăn cản Dương Nghị Vân kiếm khí thời điểm, lại là không có thể ngăn trở. Dương Nghị Vân thấy Trương Tam Lý Tứ bay ngược đi ra ngoài, ngay lập tức chi gian lắc mình mà đi. Đồ Long kiếm lại động tâm chúng kế tính hảo Lý Tứ lạc thân quỹ đạo, bỗng nhiên xuất kích. Cơ hồ dùng tới trong cơ thể toàn lực, Đồ Long kiếm ở mũi kiếm nổ vang chung, Dương Nghị Vân bạo giống, chảm. A, à, nhất kiếm chém xuống đi, lần này hắn không có thúc dục ra kiếm khí, trực tiếp nhất kiếm đối với Lý Tứ từ trên xuống dưới đánh xuống. Kêu thảm thiết chung, Lý Tứ trực tiếp bị Dương Nghị Vân nhất kiếm chém thành hai nửa. Máu văng khắp nơi. Lý Tứ vong. Dương Nghị Vân thấy được Lý Tứ trong cơ thể bộc phát ra tới chói mắt vô cùng quang mang. Mơ hồ chung hắn ở Lý Tứ thân thể nổ tung thời điểm, thấy được một viên đủ mọi màu sắc hạt châu xuất hiện, tức khắc liền muốn thoát đi. Tuy rằng không biết này viên màu sắc rực rỡ hạt châu là cái gì, nhưng bản năng thượng Dương Nghị Vân đoán được hẳn là cùng loại với người tu chân kim đan giống nhau. Sao có thể sẽ làm hắn đào tẩu? Kim cương chí tôn. Khẽ quát một tiếng, chí tôn thần thông biến ảo thành vẫn luôn bàn tay khổng lồ. Một chút liền đem Lý trong cơ thể xuất hiện muốn chạy trốn đi màu sắc rực rỡ hạt châu bắt được trong tay, tùy tay ném vào càn khôn hồ không gian. Lúc này còn có một cái Trương Tam không giải quyết, không có thời gian nghiên cứu có phải hay không kim đan vấn đề. A, à, một bên Trương Tam nhìn đến gần chớp mắt công phu, Lý Tứ đã bị Dương Nghị Vân chém giết, hắn dọa lên tiếng. Như thế nào cũng không nghĩ tới, một đám vừa mới phi thăng sơ phẩm thiên tiên cư nhiên có như vậy cường đại thực lực. Chém giết thượng phẩm thiên tiên. Cái này Trương Tam sợ hãi. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, Trương Tam biết Dương Nghị Vân đều là cái quái thai, đều có năng lực chém giết hắn. Kinh hô chung chuyển thân bỏ chạy. Nhưng mà giải quyết một cái thiên tiên, chỉ còn lại có một cái khác, Dương Nghị Vân sao có thể sẽ làm Trương Tam đào tẩu. Thoát được sao định. Dương Nghị Vân khóe miệng lộ ra mỉm cười, một cái định tự xuất khẩu, đã phi thân dựng lên Trương Tam thân ảnh như ngừng lại giữa không chung. Đầy mặt hoảng sợ vô cùng. Ngay sau đó Dương Mỗ nhân thân chấp động, tiếp theo giờ kiếm tới rồi Trương Tam trước mặt, bỗng nhiên chém xuống. Không. Giờ khắc này Trương Tam tránh thoát định thân thuật, nhưng lại đã muộn. Dương Nghị Vân mang theo tà tà ý cười, nhất kiếm dừng ở trên người hắn. A phốc. Nháy mắt đã có kinh nghiệm Dương Mỗ nhân chém giết Trương Tam, ngay sau đó trong tay nhiều Trương Tam trong cơ thể hạt châu. Hai cái thượng phẩm thiên tiên. Bị Dương Mỗ Nhân giết cái sạch sẽ. Giờ phút này trong tay nhéo Trương Tam trong cơ thể màu sắc rực rỡ hạt châu,
Dương Nghị Vân tò mò đánh giá, lại thấy hạt châu này lập lòe 5 màu vầng sáng, niết ở trong tay ấm áp, nội loại có thuần tịnh vô cùng tiên nguyên lực tồn tại. Dương Nghị Vân nghĩ hẳn là chính là kim đan giống nhau tồn tại đi. Bất quá hắn có chút nghi hoặc chính là, ở tu chân hợp thể cảnh thời điểm, trong cơ thể Nguyên Anh đã sớm dung hợp, chỉ là hóa thành đan điền, không tồn tại kim đan, đan điền chung xuất hiện hư hóa sao trời, có sao trời tồn tại, nhưng lý luận thượng kim đan trình tự tu luyện đã sớm qua, nhưng hiện tại ở thiên tiên trong cơ thể lại là phát hiện cùng loại kim đan giống nhau đồ vật, cái này làm cho Dương Nghị Vân thực nghi hoặc. Hơn nữa có cái quái dị chỗ là, Dương Nghị Vân trong tay nhéo hạt châu này, cư nhiên làm hắn có một loại đói khát cảm, càng không được một ngụm nuốt. Nhịn không được mở miệng hỏi thần ma điều nói, quả đen tiên nhân trong cơ thể chẳng lẽ cũng có kim đan? Hoặc là nói phi thăng đến tiên giới lúc sau, lại muốn một lần nữa ngưng kết kim đan? Cũng hoặc là nói tiên nhân trình tự bắt đầu, thứ này hẳn là kêu tiên đan không thành. Ha ha, tiểu tử ngươi nói cũng không sai biệt lắm, bất qua thứ này gọi là nói nguyên, cùng loại người tu chân kim đan đi, cũng là tiên nhân hết thảy lực lượng nơi, nhưng lại cũng có điều bất đồng. Nói nguyên trong vòng có tiên hồn tồn tại, càng là một bên khác hiện hóa hiện tượng thiên văn, mỗi người tu luyện tiên đạo bất đồng, nói nguyên trong vòng hiện hóa cũng bất đồng, có người nói nguyên trong vòng là một tòa phủ đệ, có nhân đạo nguyên trong vòng có lẽ là một ngôi sao, thậm chí là một kiện tiên đạo chi khí, một loại dị tượng thần thú, một tôn thần chi vi vi, phản chi biến hóa muôn vàn. Nói nguyên trong vòng cũng là ngưng tụ tiên nguyên lực địa phương, càng là tiên nhân tiên hồn chi lực nơi địa phương, tóm lại nói nguyên chính là tiên giả chi căn cơ, nói nguyên rách nát, chính là chính thật sự thân tử đạo tiêu. Tiểu tử ngươi hẳn là trước tiên xử lý rất nói nguyên, hắc hắc, lúc này hai cái tiên nhân có lẽ đã thông qua nói nguyên thông chi bọn họ từng người sư môn, lại có lẽ đã có người đang tìm thù trên đường, hắc hắc. Thần ma điểu nói xong lời cuối cùng tâm tai nhạc họa lên. Ta đi ngươi như thế nào không nói sớm, Dương Nghị Vân trừng mắt thần ma điểu. Tiểu tử ngươi lại không hỏi, thần ma điểu hoàn toàn là quần áo không chê sự đại bộ dáng. Kia cái này nói nguyên xử lý như thế nào? Dương Nghị Vân hỏi. Thần ma điểu mắng, ngu xuẩn, hoặc là hủy diệt, hoặc là cắn nuốt, hắc hắc, lão tử kiến nghị ngươi cái nhược kê cắn nuốt hai cái nói nguyên, thứ này nội loại chính là thuần tịnh lực lượng, có thể làm ngươi cái nhược kê tăng thêm không ít tu vi. Ngươi nếu là lưu trữ thứ này, chính là cho chính mình chiêu mầm tai họa, bọn họ tiên môn sống độn tìm bọn họ nói nguyên tung tích tìm được ngươi, đến lúc đó tiểu tử ngươi đã có thể phiền toái, hắc hắc. Dương Nghị Vân không để ý đến thần ma điểu mắng chính mình ngu xuẩn, mà là hỏi trọng điểm nói, ý của ngươi là, chỉ cần ta cắn nuốt hoặc là hủy diệt rồi Trương Tam Lý Tứ nói nguyên, bọn họ tiên môn người liền tìm không đến ta. Chậm, tiểu tử ngươi không có ở trước tiên phá hủy bọn họ nói nguyên, bọn họ hẳn là đã sớm đem tiểu tử ngươi tin tức truyền lại cấp sư môn, hiện tại liền tính hủy hoại nói nguyên, ngươi tin tức đã truyền lại đi ra ngoài. Lúc sau khả năng bọn họ tiên môn sẽ có người trả thù, bất quá người trốn tránh bọn họ tìm không thấy cũng không quan trọng. Thần ma điểu nói chuyện lộn xộn. Dương Nghị Vân nheo lại mắt, nhìn trong tay nói nguyên, chuẩn bị phá hủy, bất quá. Hắn đối mặt nói nguyên thật sự là tưởng nuốt vào bụng đi, hơn nữa thần ma điểu nói nguyên bên trong là thuần tịnh lực lượng. Nhưng dù sao cũng là nhân tộc người tu tiên nói nguyên, này cùng Nguyên Anh không có gì khác nhau. Nếu là thật làm hắn cắn nuốt luyện hóa nói nguyên, thật là có chút trong lòng không qua được chém. Tính, trực tiếp phá hủy đi. Dương Nghị Vân bỗng nhiên thúc giục lực lượng ở nói nguyên. Oanh! Trong tay nói nguyên quang mang đại tác, nổ vang chung một tòa phủ đệ diễn biến ra tới, đương nhiên chỉ là hư ảnh trạng thái, mà nói nguyên bị hắn lực lượng phong ấn, căn bản phiên không dậy nổi sóng gió. Ngay sau đó là hét thảm một tiếng vang lên, a, à, đừng đừng đừng, đừng giết ta. Một cái bỏ túi bản Trương Tam hoảng loạn chung từ phủ đệ ra tới, cầu xin Dương Nghị Vân. Đây là Trương Tam tiên hồn, hắn biết tiên hồn nếu là hủy diệt, đó chính là chân chính tử vong, tiêu tán thiên địa, đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có. Cho nên Trương Tam hoảng sợ xin tha. Hừ, nếu muốn sát tiểu gia, vậy hẳn là có chết giác ngộ. A, à, Dương Nghị Vân một phát lực, Trương Tam nói nguyên rách nát tan thành mây khói. Ngay sau đó hắn như pháp chế pháo. Từ càn khôn hồ lấy ra Lý Tứ nói nguyên, toàn bộ phá hủy. Trung quy hắn không có hấp thu Trương Tam Lý Tứ nói nguyên lực lượng, đều là nhân tộc hắn có sợ có ám ảnh tâm lý. Thần ma điểu âm chắc chắc cười nói, hắc 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 người cái nhược kê cũng không tệ lắm, nhìn xuống dụ hoặc, tiểu tử nhớ kỹ, tiên đạo một đường dụ hoặc vô số, người phải có định lực,
có 9 thành 9 tiên nhân phần lớn đều là chết ở khống chế không được chính mình nội tâm tham lam, do đó thân tử đạo tiêu. Tiểu tử ngươi nếu là vừa mới thật sự cắn nuốt luyện hóa Trương Tam Lý Tứ nói nguyên, như vậy bọn họ sư môn nhất định có thể từ trên người của ngươi tìm được hơi thở, cho đến lúc này mới là thật thật bế tắc đại họa đoan, tiên đạo tu sĩ nhất kiêng kỵ, người nuốt nói nguyên, đây là một cái bất thành văn quy định, sẽ bị người coi là dị loại, ai cũng có thể giết chết, cắn nuốt luyện hóa nói nguyên là ma đạo việc làm. Thần ma điểu nói xong rồi. Nhưng là Dương Nghị Vân càng ngày càng cảm thấy này chỉ hỏi để điều đầu là hoàn toàn có vấn đề. Có đôi khi cấp đối hắn giảng giải một kiện thời gian phi thường kỹ càng tỉ mỉ nghiêm túc, có đôi khi lại đối mặt sự kiện tâm tai nhạc họa, có đôi khi chỉ điểm, có đôi khi khảo nghiệm giống nhau. Dù sao Dương Nghị Vân nhìn không thấu này chỉ điểu, tổng kết liền một câu, đầu thực sự có vấn đề tồn tại. Nghe xong thần ma điểu như là khảo nghiệm chính mình giống nhau nói, Dương Nghị Vân tưởng mắng nó hai câu, chung quy vẫn là nhịn xuống. Đồng thời trong lòng cũng may mắn. Chính mình không có cắn nuốt hai cái thiên tiên nói nguyên, nếu không khả năng thật sẽ cho chính mình chọc phải đại phiền toái. Hiện tại hủy thi diệt tích, liền tính Trương Tam Lý Tứ sư môn truy tìm nhiều nhất đuổi tới hiện trường, mà khi đó hắn sớm rời đi. Đừng ngốc đứng, đi vèo vèo hai cái nhược kê thi thể, trên người có hay không tiểu tử ngươi có thể sử dụng tu luyện tài nguyên, ở tiên giới chính là cái cường giả vi tôn, người ăn người thế giới, người muốn cường đại, cần thiết nhanh hơn tốc độ tu luyện, tăng lên thực lực. Nếu không ngươi cũng thấy rồi hai cái nhược kê thượng phẩm thiên tiên đều có thể khi dễ ngươi, huống chi càng cao cấp bậc tiên nhân, nếu là thật gặp phải tiểu tử ngươi có thể chết 100 lần. Còn có một chút lão tử phải nhắc nhở ngươi, hảo hảo đi thể ngộ pháp tắc lực lượng, hôm nay là tiểu tử ngươi vận khí tốt, hai cái nhược kê thiên tiên đối thượng ngươi là đại ý, nếu không nhân ra ngay từ đầu liền xuất toàn lực, liền tính tiểu tử ngươi dùng định thân thuật, cũng là uổng phí. Nhớ kỹ tiên giới pháp tắc 3000 nói, chính là 3000 đại đạo. Người trước kia ở tu chân giới thể ngộ đến những cái đó đều không tính cái gì, trọng điểm là tới rồi tiên giới lúc sau một lần nữa bắt đầu thể ngộ. Người hiểu được đến pháp tắc chi lực càng nhiều càng tinh thông, thực lực sẽ càng cường đại, tiên giới pháp tắc là có thuộc tính, cùng tiểu tử ngươi trước kia nắm giữ hiểu được pháp tắc chi lực là hoàn toàn bất đồng, người trước kia hiểu được đến pháp tắc lực lượng chỉ có thể tính thực hỗn tạp nhập môn. Từ kinh sau này pháp tắc hiểu được muốn đi hiểu được thuộc tính, tương đương tiểu tử ngươi muốn từ đầu lại đến. Từ đầu bắt đầu tu luyện, thực lực cao thấp, này đây ngươi trong cơ thể nói nguyên chung lực lượng vi căn cơ, ở dùng pháp tắc phụ trợ, mới là hoàn chỉnh chiến đấu. Tiên giới pháp tắc là đạo thuật căn cơ, sử dụng bất luận cái gì đạo thuật đều không rời đi pháp tắc lực lượng mới có thể thi triển ra cường đại cao giai đạo thuật đối địch, minh bạch không có. Giờ khắc này thần ma điểu giống như là cái lão sư giống nhau chỉ điểm Dương Nghị Vân. Cho nên Dương Nghị Vân xem thần ma điểu chính là cái đầu óc có vấn đề hóa, trong chốc lát nghiêm túc, trong chốc lát điên khùng. Dương Nghị Vân gật gật đầu, xem như tiếp nhận rồi thần ma điểu chỉ điểm. Bất quá hắn trong lòng có cái nghi hoặc, lại là không biết có nên hay không hỏi thần ma điểu. Trong lòng cái này nghi hoặc đó là, Dương Nghị Vân ở tu chân giới thời điểm, trong cơ thể liền dung hợp càn khôn hồ trung hắc bạch hình cầu, làm chính mình trong cơ thể đã xảy ra biến đổi lớn. Ngưng kết ra một nửa hắc một nửa bạch càn khôn hồ đan. Dựa theo thần ma điểu ý tứ, hiện tại trong thân thể hắn hắc bạch sắc càn khôn đan hẳn là gọi là nói nguyên mới đúng. Hơn nữa ngưng tụ thời gian cũng không đúng, hẳn là ở phi thăng thời điểm, tiến vào tiếp dẫn chỉ rèn luyện hết sức, mới có thể ngưng kết nói nguyên. Nhưng tình huống của hắn, xem như ở không có phi thăng phía trước liền ngưng tụ nói nguyên, Dương Nghị Vân hiện tại không biết chính mình trong cơ thể hắc bạch càn khôn đan rốt cuộc có tính không nói nguyên giống nhau tồn tại. Còn có chính là, chẳng sợ liền tính là nói nguyên, khá vậy cùng khác tiên nhân trong cơ thể nói nguyên khác nhau rất lớn. Trương Tam Lý Tứ trong cơ thể nói nguyên, đều là năm màu chi sắc, nhưng mà hắn trong cơ thể nói nguyên là hắc bạch nhan sắc. Lực lượng phương diện, phía trước cùng Trương Tam Lý Tứ đối đua cũng đến ra một cái kết luận, đó chính là trong thân thể hắn lực lượng phi thường bá đạo. Mà tiên nhân lực lượng nhu hòa, hai người phía trước đối lập, chính mình trong cơ thể lực lượng xa xa vượt qua tiên nguyên lực một cấp bậc. Liên tính là Trương Tam Lý Tứ nói nguyên trong vòng lực lượng cũng không có trong thân thể hắn càn khôn đan lực lượng thuần tịnh. Đây là hắn cùng tiên nhân hoàn toàn bất đồng địa phương. Cũng có lẽ đây là thần đạo cùng tiên đạo chi gian khác nhau. Tóm lại hiện tại nhìn qua chính mình ưu thế rất cường đại. Nhưng Dương Nghị Vân đã lâu có chút lo lắng. Tương đối dựa theo lúc trước càn khôn hồ chi linh lời nói, hắn tới rồi tiên giới lúc sau chính là một cái hoàn toàn dị loại.
bởi vì có lẽ ở toàn bộ tiên giới chỉ có hắn một người tu luyện thần đạo. Này không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hắn hiện tại phải đi một cái lộ hoàn toàn chính là một cái không biết con đường. Là phúc hay họa còn không biết. Bất quá Dương Nghị Vân có thể tưởng tượng nói con đường này nhất định không bình tĩnh, làm không hảo hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Càn Khôn Hồ Chi Linh lúc trước ý tứ là, Càn Khôn Hồ lựa chọn hắn là chủ, cho trên đời này nhất vô thượng công pháp, cho hắn người khác sở không có đồ vật. Nhưng đồng thời lại cũng đem hắn bắt cóc. Làm hắn tu thần đạo, là làm hắn siêu việt tiên tôn, lúc sau đi xé trời. Phá chính là tiên giới chi thiên, đả thông chính là tam giới chi chính thật thiên giới lộ, bởi vì dựa theo Càn Khôn Hồ Chi Linh nói, chính thật sự thiên giới có người ở thao tác, vi phạm đại đạo chính thật sự vận chuyển. Thiên giới tồn tại không nghĩ làm tiên giới có sinh linh nối thẳng thiên lộ, hạn chế tiên giới sinh linh đại đạo chi lộ, cho nên yêu cầu làm hắn đi đánh vỡ thiên. Lại nhiều vấn đề Càn Khôn Hồ Chi Linh không có nói, chính là Dương Nghị Vân đoán đều có thể đoán được, sau lưng thao tác tồn tại, không phải hắn có thể tưởng tượng, chỉ là không phải hiện tại hắn có thể tưởng tượng. Thiên địa người tam giới chi thiên giới, thần đạo thần giới. Dương Nghị Vân bỗng nhiên nghĩ tới địa cầu thần mộ viên. Nghĩ tới Kỳ Lân Chi Hồn cùng hắn nói qua nói. Làm hắn không có tiên đế thực lực không cần ở tới thần mộ viên. Thần mộ viên, một cái táng thần nơi. Một cái ảnh ẩn giấu đại bí mật địa phương. Hiện tại nghĩ đến có lẽ khả năng cùng Càn Khôn Hồ sở giảng sự chi gian có tất nhiên liên hệ. Suy nghĩ một chút một cái thần đều có thể táng, nào sao? Sự tình phía sau Dương Nghị Vân không dám lại đi phỏng đoán. Hắn nội tâm đều run rẩy. Mấu chốt nhất chính là, Càn Khôn Hồ Chi Linh nói hắn chỉ có một vạn năm thời gian, một vạn năm thời gian, nếu là hắn phá không được thiên, chính là tử lộ một cái. Nghĩ đến đây, Dương Nghị Vân trong lòng chua xót, lại cũng toát ra một cổ tử hỏa khí, hắn cảm giác chính mình vận mệnh bị Càn Khôn Hồ Chi Linh thao tác giống nhau. Thật là thành cũng Càn Khôn Hồ, bại cũng Càn Khôn Hồ. Trong lòng nghĩ những việc này nhi, Dương Nghị Vân đã đến Trương Tam Lý Tứ bên người, bắt đầu quét tước chiến trường. Tạm thời đêm này đó nhớ tới sốt ruột sự ném tại sau đầu. Hắn nghĩ chờ tìm cái thời gian, phải hảo hảo tìm xem Càn Khôn Hồ Chi Linh hỏi một chút những việc này. Ngay sau đó Dương Nghị Vân ánh mắt sáng ngời vung tay lên hai quả chứa đựng nhẫn tới rồi trên tay. Đây là Trương Tam Lý Tứ trên người đồ vật. Lại phất tay Trương Tam Lý Tứ trên người ngọn lửa thiêu đốt dựng lên, hoàn toàn hủy thi diệt tích. Còn tưởng rằng tiên giới tiên nhân chứa đựng bảo bối có bao nhiêu cao cấp, nguyên lai cũng là chứa đựng nhẫn. Trên tay cầm nhẫn Dương Nghị Vân nói thầm. Thần ma điểu mở miệng nói, tiểu tử ngươi biết cái gì, trên thực tế tu luyện giới hết thảy tu luyện phương pháp luyện khí luyện đan vân vân, tất cả đều là từ tiên giới chuyển xuống đi, chẳng qua có chút đồ vật tại hạ giới là muốn suy giảm, liền giống như chứa đựng nhẫn, ở tiên giới ngươi mới có thể nhìn đến chân chính tiên khí cơ bản chứa đựng nhẫn, đây là nhất hoàn chỉnh chứa đựng nhẫn. Ở tiên giới luyện chế chứa đựng nhẫn, không gian ít nhất đều là trăm bình phương khởi bước. Không giống tu giả giới tiểu nhân chứa đựng nhẫn có lẽ liền mấy cái bình phương mà thôi, lại còn có không ổn định, đụng tới lực lượng cường đại, tùy thời sẽ tan vỡ. Mà tiên giới luyện chế tiên khí chứa đựng pháp bảo, có chút cao giai chứa đựng nhẫn, cho dù là tự bạo đều sẽ không lại là, nội loại không gian phi thường ổn định, mau nhìn xem kia hai cái nhược kê chứa đựng giới chung có thứ gì đi. Không cần thần ma điều như vậy bát quái nhắc nhở Dương Nghị Vân cũng tiên thức quét về phía Trương Tam Lý Tứ chứa đựng giới. Ta đi, quỷ nghèo a. Dương Nghị Vân khinh thường ra tiếng, bảy viên hạ phẩm tiên thạch xuất hiện nơi tay. Này vẫn là Trương Tam Lý Tứ tổng hợp, một cái chứa đựng giới có 4 viên, một cái có 3 viên tiên thạch, trừ cái này ra một gốc cây tiên thảo đều không có. Dương Nghị Vân thực thất vọng, không nghĩ tới tiên giới tiên nhân cũng có như vậy quỷ nghèo tồn tại. Thật là quỷ nghèo, còn tưởng rằng có tiên đan cấp lão tử nếm thử, bất quá nói trở về, có thể có 7 viên tiên thạch cũng không tồi. Tiểu tử ngươi thấy đủ đi, ngươi phải biết rằng toàn bộ tiên giới hội tụ suốt 3.000 đại thế giới tu sĩ. 3.000 đại thế giới tu sĩ phi thăng đều hội tụ ở tiên giới, tiểu tử ngươi nơi tu chân giới gần là 3.000 chi nhất. Toàn bộ tiên giới tiên nhân vô số, huống chi còn có chủng tộc khác tồn tại, sinh linh vô số dưới tình huống, tài nguyên tự nhiên sẽ không nhiều, lão tử nhớ rõ rất nhiều năm trước, còn đụng tới quá một cái tiên vương đô vì một viên tiên thạch mà đi đại tiên thành tử lầu đương tử lầu tiểu nhị sự tình. Tiên giới tiên thạch là chủ yếu tu luyện tài nguyên, sở hữu chẳng sợ chính là hạ phẩm tiên thạch cũng đều là chân quý tài nguyên, tiểu tử ngươi có thể thu hoạch 7 viên hạ phẩm tiên thạch không tồi. Thần ma điểu nói. Dương Nghị Vân nhìn xuống không mở miệng nói,
này cũng quá nghèo đi. Chẳng lẽ tiên thảo linh dược đều không có điểm? Tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều, tiên giới đích xác không thiếu tiên dược tiên thảo linh tinh tu luyện tài nguyên, nhưng ngươi phải biết rằng đều không phải là mỗi người đều hiểu luyện đan, có chút tiên dược là không thể trực tiếp dùng tăng lên tu vi thực lực, nếu là luyện đan mới được, cho nên muốn tiên dược gì dùng. Mặt khác tầm thường tiên dược nếu không thể trực tiếp dùng tăng lên tu vi, cầm ở trong tay cũng vô dụng, mà cao giai tiên dược cùng không dễ đạt được, cho nên tiên giới tài nguyên không phải như vậy hảo đến. Nói trở về, muốn đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên, hoặc là ngươi có thực lực, hoặc là ngươi có chuyên nghiệp kỹ năng, nếu không thiên phú tiềm lực ở quá cường đại, chỉ dựa vào đơn thuần hấp thu thiên địa tiên nguyên chi lực, ngươi cũng chỉ có thể là cái tầm thường tiên nhân. Thần ma điểu nói lên tiên giới việc địa vị đạo lý rõ ràng. Dương Nghị Vân thu hồi 7 viên tiên thạch, nói, không nghĩ tới ngươi cái vấn đề điểu đối tiên giới sự tình còn rất hiểu biết, đi thôi chúng ta trước rời đi nơi này lại nói. Một người một chim nói chuyện rời đi chiến trường. Lão tử lúc trước chính là tiên giới một đại soái ca, làm vô số tiên nữ chết non tồn tại, đi theo sư phụ ngươi trời cao tà cái kia lão hỗn đản hỗn quá tiên giới rất nhiều địa phương, không đủ lão tử cũng không biết sao lại thế này, trong đầu tổng cảm giác thực hỗn loạn, tựa hồ có rất nhiều đồ vật quên mất, nghĩ không ra, nhưng là nhìn đến hoặc là tiểu tử ngươi hỏi ra vấn đề thời điểm, như là xúc tình sinh tình giống nhau lại sẽ mạc danh nhớ tới rất nhiều thiếu sự. Ngươi cái tiểu hỗn đản về sau đừng ngại lão tử lại nhảy nói nhiều, nhiều cùng lão tử trò chuyện, có lẽ lão tử trong đầu sẽ toát ra càng nhiều chuyện, không chừng có thể giúp được ngươi cùng tiểu hỗn đản. Thần ma điểu được một tấc lại muốn tiến một thước nói chuyện. Lan, Dương Nghị Vân mắng, ngươi trước nói cho ta, chúng ta hiện tại nơi này tòa tiên sơn là địa phương nào? Có hay không tiên nhân tồn tại nơi? Thần ma điểu nói, lão tử biết địa phương nào? Bất quá nơi này tiên sơn khoảng cách 3.000 tiếp dẫn trụ trời gần nhất, này tòa tiên sơn tất nhiên là có tiên nhân tiên thành tồn tại. Tìm một chút đi, ta đầu tiên yêu cầu một phần tiên giới tiên sơn bản đồ, cũng phải đi tìm một chút lão nhân cùng Lục Nhĩ đại ca. Dương Nghị Vân nói chuyện thời điểm, thực hiện bỗng nhiên sáng ngời, hắn thấy được màu sắc rực rỡ mây mù trung ẩn ẩn có vật kiến trúc. Nhìn kỹ đi tức khắc vui vẻ, hắn thấy được rất xa địa phương có thành trì tồn tại. Ở tiên giới thành trì. Như là hải thị thận lâu, xa hoa lộng lẫy. Tiên Mạc Thành. Dương Nghị Vân cùng thần ma điểu đến một tòa tiên thành trước, nhìn cửa thành phía trên ba cái chữ to ra tiếng. Ai nha đừng cọ sát, nhanh lên vào đi thôi, vào thành lúc sau cấp lão tử mua tiên đan ha ha, lão tử nhiều ít năm không ăn qua tiên đan, quá mẹ nó không dễ dàng, đều tại ngươi sư phụ cái kia lão hỗn đản. Thần ma điểu chú trời cao tà. Ngươi dám mắng nhà ta lão nhân, đừng nói tiên đan. Cứt chó đều không cho ngươi mua, nhớ kỹ chết lão nhân chỉ có thể ta mắng. Dương Nghị Vân uy hát yêu ta thần ma điểu hướng về Tiên Mạc Thành đi đến. Tiên giới thành chỉ cùng tu chân giới khác nhau rất lớn, nơi nơi đều có sắc thái tồn tại, mây mù lượn lờ tiên khí phiêu phiêu. Cửa không có giống là tu chân giới giống nhau gác cửa thành tồn tại, là mở ra, hơn nữa ra ra vào vào đều có tiên nhân tồn tại. Thoạt nhìn rất náo nhiệt. Hừ, lão tử liền mắng có thể sao mà. Thần ma điểu vĩnh viễn là toái miệng. Dương Nghị Vân không hề cùng này chỉ hỏi để điểu đấu võ mồm. Mang theo tò mò chi tâm bước vào hắn phi thăng tiên giới đệ nhất tòa tiên thành. Đối với Dương Nghị Vân tới nói tiên giới hết thảy đều là hoàn toàn mới sự vật, có thể tìm tu chân giới bóng dáng, nhưng lại có điều bất đồng. Liền nói này tòa tiên mạc thành đi. Đường hắn bước vào tới sau, mới phát hiện cùng tu chân giới thành trì hoàn toàn bất đồng. Cùng với nói là một tòa thành trì. Chỉ bằng nói là một tòa đại hình động thiên phúc địa, càng vì thích hợp. Bởi vì tiên mạc thành kiến trúc trừ bỏ tràn ngập sắc thái sặc sỡ tiên khí ở ngoài, đều không phải là như là tu chân giới như vậy, có đường phố tồn tại. Nơi này hết thảy tràn ngập tự nhiên hơi thở, chân chính làm được thiên nhân hợp nhất. Vật kiến trúc cũng đều là như thế. Tỷ như Dương Nghị Vân thấy được một nhà cửa hàng dựa vào ở một khối cự thạch thượng, còn có tam cây đại thụ chi gian kiến tạo một đốn lâu. Mỗi một cái vật kiến trúc tràn ngập tự nhiên hơi thở. Thả toàn bộ tiên mạc thành đều là một tòa núi lớn. Sở hữu kiến trúc đều là dung nhập ở trong núi. Rất kỳ quái nhưng lại nhìn qua thực tự nhiên hài hòa vừa đi tiên thành. Đương nhiên vật kiến trúc đều thực to lớn. Tiên giới thiên nhiên chi vật phi thường thật lớn, dựa theo thần ma điểu nói, đây là pháp tắc đạo thuật tác dụng ở bên trong. Có lẽ nhìn qua rất nhỏ một cái môn hộ, đi vào lúc sau đó chính là khoảng trời riêng không gian. Nói là một tòa tiên thành, kỳ thật bên trong có một tòa thật lớn ngọn núi, cả tòa tiên mạc thành chính là một ngọn núi.
đi ngang qua một nhà tên là Đan Lâu Kiến Trúc khi, thần ma điều kích động nói, tiểu tử mau mau đi vào cấp lão tử mua sắm tiên đan nếm thử vô số năm không hưởng qua tiên đan cái gì hương vị. Dương Nghị Vân đối với thần ma điều kỳ thật trong lòng càng ngày càng coi trọng, này chỉ hỏi đề điều tuy rằng miệng nát một chút, nhưng trong bụng là thật sự có hóa tồn tại, cho nên đối với yêu cầu này Dương Nghị Vân vẫn là sẽ thỏa mãn nó. Chẳng qua có cái vấn đề là, trên người tiên thạch có đủ hay không là cái vấn đề lớn. Nhịn không được nói, chỉ có 7 viên hạ phẩm tiên thạch, có đủ hay không mua tiên đan. Ai nha, lão tử chỉ là hoài niệm tiên đan hương vị, người đi vào cấp lão tử mua thấp nhất giai tầm thường tiên đan liền hảo, 7 viên tiên thạch vậy là đủ rồi. Thần ma điều thúc giục nói. Dương Nghị Vân ngoài miệng nói chuyện, một chân đã bước vào đan lâu. Mặc kệ mua không mua, hắn cũng muốn kiến thức. Tiên giới đan lâu là cái bộ dáng gì? Sốt cuộc là tiên đan, trường gì bộ dáng, có thể làm thần ma điểu nhắc mãi. Thứ này ở tu chân giới thời điểm, Vân Môn có chuyên môn luyện đan sư, nhưng không nghe hắn muốn quá đan dược, lúc này tới rồi tiên giới lại là nói thầm không thôi. Bước vào đan lâu chung, nghênh diện liền tới đây một người thiếu nữ, đợi mỉm cười, như tắm mình trong gió xuân mở miệng, hoan nghênh thượng tiên đại nhân quang lâm đan lâu, có cái gì yêu cầu vãn bối hỗ trợ sao? Đối phương mỉm cười cùng lễ phép cho Dương Nghị Vân một loại đi vào khách sạn 5 sao ảo giác. Âm thầm nói, tiên giới cư nhiên cũng có marketing ý thức tồn tại a. Gì không đúng a, đại thừa tu vi, cư nhiên là người tu chân, tiên giới còn có tu giả giả tồn tại. Thần ma điểu sau khi nghe được, một bộ ít thấy việc lạ ngữ khí nói, chưa hiểu việc đời a, ai quy định tiên giới chỉ có thể có tiên nhân tồn tại. Tiên giới là tam giới nơi giới, so với nhân giới càng tốt cấp bậc thế giới. Bao dung tính càng cường, có người tu chân tồn tại không kỳ quái, tiên nhân cũng có sinh sản có được không, hơn nữa có phi thường xa xăm bản thổ tiên nhân, bọn họ hậu đại không có khả năng sinh ra chính là thiên tiên tu vi. Nếu thật là như vậy chẳng phải là nghịch thiên, tiểu tử ngươi về sau đừng đại kinh tiểu quái, tiên giới rất nhiều địa phương, có người tu chân tồn tại, bọn họ vì tu luyện tài nguyên, ở cùng loại bực này địa phương trở thành tiểu tư hải đi. Nếu là không có người tu chân tồn tại, này đó cái tiên lão ra ai đi hầu hạ không phải. Rất nhiều tiên môn đều có tạp dịch tồn tại, hơn phân nửa chính là người tu chân. Đương nhiên tiên giới tu giả giả có thể so hạ giới người tu chân cường đại nhiều, bọn họ hấp thu chính là tiên giới tiên nguyên lực, ở thể chế các phương diện đều cường đại quá hạ giới người tu chân. Chẳng qua tu vi thấp, đặt ở tiên giới không có bối cảnh thế lực nói, tương ứng liền không có địa vị, chỉ có nỗ lực tu luyện thành vì thiên tiên mới có thể có nhất định thân phận địa vị tồn tại. Bất quá sinh ra ở tiên giới người tu chân, có cái đại ưu thế là, không cần độ thiên kiếp, một đường tu luyện mà đi, thẳng đến tiên đạo, đây là hạ giới người tu chân vô pháp so sánh với. Dương Nghị Vân lần đầu tiên thấy, cũng lần đầu tiên nghe tiên giới còn có tu chân trình tự tu sĩ tồn tại, đây mới là chính tông tiên nhị đại đi. Cùng thần ma điểu nói chuyện chung, Dương Nghị Vân cũng đối thanh niên mạo mỹ nữ tử nói, làm phiền mang ta đi nhìn xem tiên đan. Mỹ nhân xưng chi vì thượng tiên đại nhân, thật là có chút thụ sủng nhược kinh, chính hắn chính là phi thăng người tu chân, đối nữ tử nói chuyện cũng khách khách khí khí, không bày ra cái gì cái giá tới, làm nữ tử cũng là sửng sốt. Ở nàng xem ra như vậy thượng tiên đại nhân vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến, rất nhiều tiên nhân đối với các nàng bực này tu vi không có thành tiên tiểu tư căn bản liền sẽ không có cái gì lễ phép nhưng giảng, đều là một bộ cao cao tại thượng. Mà vị này đầy đầu đầu bạc thượng tiên đại nhân lại là cho nàng không giống người thường cảm giác. Vội vàng khom người nói, không biết thượng tiên yêu cầu loại nào tiên đan, lục trúc nhưng thế thượng tiên đại nhân giới thiệu. Nhất tiện nghi tiên đan, tốt nhất là có thể cho linh thú ăn cái loại này. Dương Nghị Vân ngẫm lại nói, dù sao là cho vấn đề điều ăn, cũng không yêu cầu. Nga, kia có một loại khai trí tiên đan, chính là thấp nhất giai nhất phẩm tiên đan, 10 viên hạ phẩm tiên thạch, không biết được không? Nữ tử nói, 5 viên tiên thạch a. Dương Nghị Vân nghe một trận thịt đau. Nhưng ngẫm lại khai trí tiên đan liền muốn cười, bất quá hắn cảm giác rất thích hợp vấn đề điều, bổ một chút đầu óc cũng hảo. Chẳng qua tựa hồ có chút quý a, trên người hắn hiện tại tổng cộng liền 7 viên tiên thạch, lần này liền phải hoa rất 5 viên. Đúng vậy thượng tiên đại nhân, này đã là chúng ta đan lâu thấp nhất giới tiên đan. Nữ tử mỉm cười giải thích, cũng không có cười nhạo Dương Nghị Vân là quỷ nghèo ý tứ. Tiên đan ở tiên giới sang quý, đây là mọi người đều biết đến. Tiểu hỗn đản lão tử giúp ngươi như vậy nhiều vội, cấp lão tử mua một viên nhất xác rưởi tiên đan còn thịt đau ha.
Thần ma điểu vừa thấy Dương Mỗ Nhân thịt đau biểu tình tức khắc liền mắng lên. Câm miệng, năm viên tiên thạch a, Trương Tam Lý tứ đường đường thượng phẩm thiên tiên giá trị con người thêm lên cũng mới 7 viên tiên thạch, tiểu gia ta còn tưởng mua sắm một phần tiên giới bản đồ đâu. Dương Nghị Vân mắng. Thượng tiên đây là khai trí tiên đan. Ở Dương Nghị Vân cùng thần ma điểu thấp giọng đấu mắng hết sức, đan lâu nữ tử đã cầm tiên đan tới rồi Dương Nghị Vân trước mặt. Ách người tốc độ cũng thiên nhanh điểm. Dương Nghị Vân biết nữ tử đúng vậy đan lâu tiêu thụ nhân viên, tự nhiên tưởng nhiều mua một viên tiên đan đi ra ngoài, cũng khó trách tốc độ mau. Nhân gia đều triển lãm ở trước mặt, Dương Nghị Vân cũng chỉ có thể cười khổ tiếp được, hắn cũng trước nhìn xem tiên giới đan dược cùng tu chân giới rốt cuộc có cái gì bất đồng chỗ, trước nhìn kỹ hãng nói. Bàn tay đại tinh xảo hộp gỗ mở ra, tức khắc ngũ sắc vầng sáng lập lòe, một cổ thấm tâm nhập phổi thanh hương tiến vào xoang mũi, có cường đại thuần tịnh tiên nguyên chi lực. So với tiên thạch trung lực lượng còn khổng lồ. Một viên quả nho lớn nhỏ, màu trắng ngà tiên đan, mặt trên có từng đạo đẹp hoa văn lưu chuyển, trông rất đẹp mắt, hắn đều nhìn xuống không nghĩ nuốt ăn. Vèo. Ai? Nháy mắt cái hộp nhỏ tiên đan một ngụm bị thần ma điểu nuốt đi xuống. Dương Nghị Vân cái kia khí a. Hắn còn không có suy xét hảo muốn hay không mua sắm, này chỉ hỏi để điểu liền trước hạ miệng vì cường. Đến, cái này ngoan ngoãn trốn tiên thạch đi. Năm viên tiên thạch ở thịt đau chung giao cái đan lâu nữ tử. Bây giờ còn có hai viên hạ phẩm tiên thạch, Dương Nghị Vân cũng không biết có đủ hay không mua một phần bản đồ. Ngẫm lại hắn hỏi đan lâu nữ tử nói, cô nương không biết các ngươi đan lâu có hay không bản đồ mua sắm. Hồi bẩm thượng tiên đại nhân chúng ta đan lâu chỉ bán ra tiên đan, không có bản đồ, ngài có thể đi chuyên môn bản đồ cửa hàng, phía trước không xa liền có. Nữ tử mỉm cười trả lời. Nga. Kia không biết một phần tiên giới bản đồ muốn nhiều ít tiên thạch đâu. Dương Nghị Vân chuẩn bị hỏi thăm một chút. Cái này khó mà nói, càng là kỹ càng tỉ mỉ bản đồ càng sang quý, liền giống như chúng ta hiện tại nơi Đại Thanh Tiên Sơn bản đồ, một phần thô sơ giản lược cũng yêu cầu 50 hạ phẩm tiên thạch, kỹ càng tỉ mỉ yêu cầu 300 hạ phẩm tiên thạch. Mà ở lớn hơn một chút tiên vực bản đồ, đủ thiếu đều phải hơn 1000 tiên thạch. Dù sao càng là kỹ càng tỉ mỉ tiên vực bao hàm rộng lớn bản đồ, giá cả càng cao. Nữ tử cấp Dương Nghị Vân giải thích một phen. Nghe xong Dương Nghị Vân khóe miệng thẳng trừ trừ, một bộ nhất thô giáp bản địa tiên sơn bản đồ đều phải 50 hạ phẩm tiên thạch, quả thực. Trên người hắn hiện tại chỉ có 2 viên tiểu phẩm tiên thạch, khoảng cách 50 tiên thạch kém suốt 48 viên A. Đa tạ. Dương Nghị Vân không đợi chứ, trước mắt vẫn là nghĩ cách kiếm điểm tiên thạch lộng một bộ bản đồ rồi nói sau. Nếu không hắn ở tiên giới hành tẩu chính là trợn mắt người mù. Đến nỗi thần ma điểu thứ này tuy rằng ở tiên giới đãi quá, nhưng là đầu óc có vấn đề, rất nhiều đồ vật đều không nhớ rõ. Vẫn là muốn dựa vào chính mình mới được. Mới vừa đi ra đan lâu đại môn hết sức, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng kêu to, thượng tiên đại nhân dừng bước. Dương Nghị Vân xoay người đúng là đan lâu nữ tử. Không biết cô nương có gì chỉ giáo. Dương Nghị Vân có chút buồn bực chính mình là cái quỷ nghèo. Chẳng lẽ còn muốn đẩy mạnh tiêu thụ tiên đan không thành? Đan lâu nữ tử hơi hơi mỉm cười nói, thượng tiên đại nhân, nếu ngài muốn kiếm lấy tiên thạch mua sắm tiên giới bản đồ, ta đến lúc đó biết một chỗ, có lẽ có thể thử một lần. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động nói, đa tạ cô nương, còn thỉnh nói rõ. Hắn đích xác yêu cầu kiếm lấy tiên thạch, nếu không thật đúng là khó đi đi tiên giới. Nữ tử mỉm cười nói, tiên mạc thành đông nam 300 dặm. Tiến vào có một tòa tiên sơn di tích mở ra, nghe nói thực đều tiên nhân đi trước, nơi nào là thượng cổ di tích, nghe đồn bên trong có tiên thạch, bản đồ, tiên dược từ từ, thượng tiên có lẽ có thể đi thử thời vận đi. Dương Nghị Vân nghe xong trong lòng vui vẻ, hắn trước mắt thật đúng là yêu cầu loại này việc, xem trước mắt nữ tử không giống nói chuyện, cũng liền nói tạ, đa tạ cô nương bẩm báo, như có thu hoạch, Dương Mỗ Nhân định tới cảm tạ. Đi xem cũng có thể được thêm kiến thức. Không khách khí. Kỳ thật rất nhiều tiên nhân đều biết, thượng tiên sau khi nghe ngóng liền biết, mấy ngày này rất nhiều tiên mạc thành tiên nhân đều ra khỏi thành đi tiên sơn di tích. Đúng rồi kia tòa tiên sơn, nghe đồn là thượng cổ nào đó đại la thượng tiên chi động phủ, chỉ có thiên tiên mới có thể đi vào, dư giả hạn chế tu vi vào không được, thượng tiên nhưng đi trước thử một lần, nếu là ở tiên phủ có tam diệp cuốn vân, tiên dược, thượng tiên đại nhân nhưng tiến đến chúng ta đan lâu đổi tiên đan hoặc tiên thạch, giá cả sẽ là toàn bộ tiên mạc thành nhất công đạo. Chúc thượng tiên đại nhân vận may, nữ tử mỉm cười nói xong, xoay người trở về đan lâu. Quả đen có thể hay không tin, Dương Nghị Vân hỏi thần ma điểu.
Thần ma điểu nói, vô nghĩa, kiệt tiểu cô nương một cái nho nhỏ đại thừa tu sĩ, còn không có lá gan lừa gạt tiểu tử ngươi, đi xem chẳng phải sẽ biết. Hoa rất 5 viên tiên thạch cấp vấn đề điểu mua sắm một viên thấp kém nhất tiên đan, Dương Nghị Vân đạt được một cái có thể kiếm lấy tiên thạch tin tức, cũng coi như không tồi. Sự thật chứng minh, đan lâu tiểu cô nương không lừa hắn, tiên mạc thành đông nam 300 dặm thượng cổ đại la động phủ mở ra tin tức là thật sự. Bởi vì hắn đi ở trên đường liền nghe được thực người ở nghị luận, hơn nữa có top 5 top 3 thiên tiên ra khỏi thành mà đi. Dương Nghị Vân yên lặng đi theo đi trước đại la tiên phủ những người đó phía sau, đảo cũng bất việc. Hắn phải làm sự tình rất nhiều. Muốn tìm kiếm lão nhân, muốn tìm xem lục nhĩ, còn có hắn sư huynh sư tỷ. Nhưng mới tới tiên giới trời xa đất lạ, vẫn là chuẩn bị ở cái này đại thanh tiên sơn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Gần nhất quen thuộc hoàn cảnh. Thứ hai kiếm lấy tiên thạch nghĩ cách tăng lên chính mình tu vi, hiện tại hạ phẩm thiên tiên tu vi quá thấp, đi ra ngoài mạo hiểm đều nguy hiểm. Cho nên đại la tiên phủ mở ra, với hắn mà nói nhưng thật ra một cái chuyện tốt. Có thể đi rèn luyện, hiểu biết một chút tiên giới tiên nhân cùng tiên phủ, vận khí tốt nói, cũng có thể có điều thu hoạch. Đánh giá có thể có tu chân giới nửa ngày thời gian sau, hắn mang theo thần ma điểu đạt tới mục đích địa. Là một tòa khổng lồ ngọn núi. Hắn nơi Đại Tiên Sơn gọi là Đại Thanh Tiên Sơn, trên đời xưng là Đại Thanh Đại Lục càng vì thích hợp, gọi là Đại Thanh Tiên Sơn chỉ là một cách gọi. Một đường đi tới cũng có xưng là Đại Thanh Thế Giới, Đại Thanh Đại Lục. Mà ở Đại Thanh Tiên Sơn này một phương thế giới, bình thường núi non phồn đa. Trước mắt nhìn đến ngọn núi gần là này một phương thế giới trong đó một tòa mà thôi. Cách thật xa đều có thể xem cả tòa ngọn núi Hà Quang Vạn Đạo, dưới chân núi đã là người đến người đi. Thuần một sắc thiên tiên a. Dương Nghị Vân một đường đi qua đi, nhịn không được cảm thán. Này có cái gì, tiên giới sinh linh vô số, hội tụ 3000 đại giới người, không có gì hảo kỳ quái, cùng loại bực này rèn luyện mạo hiểm nơi, nhiều đi thần ma điểu đối Dương Nghị Vân cảm thán thực khinh thường. Dương Nghị Vân không để ý tới thần ma điểu, trực tiếp liền lên núi. Hắn ở trên đường nghe nói, đại la động phủ ở trên núi, có khác thiên địa. Còn có một đoạn đường phải đi. Lên núi lúc sau ước chừng 30 dặm lộ trình lúc sau, Dương Nghị Vân thấy được có xanh biếc quang mang chiếu sáng nửa bên sơn. Nguồn sáng là từ một tảng lớn rừng cây phát ra mà ra, cũng mơ hồ nghe được ồn ào náo động thanh. Xuyên qua rừng cây Dương Nghị Vân thấy được một chỗ bình thản thật lớn trống trải nơi, có một cái sân bóng như vậy đại đất trống. Chính phía trước là một tòa vuông góc như gương tử giống nhau sơn thể, có phi lưu thẳng hạ thác nước xỏ xuyên qua sơn thể. Bốn phía hoàn cảnh thật sự như tiên cảnh, sơn thủy tương dung, bốn phía nơi cỏ cây tràn đầy cảnh tượng. Vuông góc mà xuống thác nước lại là bầy biện ra xanh biếc quang mang. Dương Nghị Vân nghĩ đến hẳn là chính là Đại La Tiên Phủ nhập khẩu ngọn nguồn. Nhìn đến hội tụ thành đàn thiên tiên, đều còn ở quan vọng, hắn liền biết Đại La Tiên Phủ có lẽ còn không có hoàn toàn mở ra. Nhưng thật ra không tồi, tới sớm không bằng tới xảo. Tuy rằng đan lâu nữ tử nói mở ra, nhưng cũng muốn căn cứ thực tế tình huống đi. Bực này tiên phủ chính là thượng cổ di tích, cũng không phải đơn giản như vậy. Tiểu hỗn đản nghĩ cách dung nhập một cái mấy ngày này tiên trung đi, bực này thượng cổ di tích nhưng không hảo tiến, tuy rằng nghe cái kia tiểu cô nương nói là đại la thượng tiên cấp bậc tiên phủ di tích, nhưng thượng cổ cổ tiên nhân cũng không phải là hiện tại tiên nhân có thể so sánh với, có rất nhiều lợi hại pháp tắc đạo thuật như cũ là thượng cổ thời đại lợi hại. Lang bạt bực này địa phương, bên người không có đồng bạn sẽ thực gian nan, phản chi còn lại là hảo hỗn nhiều, cho nên tiểu tử ngươi việc quan trọng nhất là tìm cái tiểu đoàn đội đi vào. Thần ma điểu nói dặn dò nói. Ách ta cùng nhân gia đều không quen biết, dung nhập nhân gia trong đó sẽ muốn ta. Dương Nghị Vân phiếm xem thường nói, không đủ đối với thần ma ngươi điểu đề nghị Dương Nghị Vân vẫn là rất tâm động. Hiện tại tới rồi tiên giới hắn hoàn toàn chính là tay mơ cấp bậc. Lang bạt bực này thượng cổ tiên phủ đích xác bên người có tiên giới bản thổ người là tốt nhất bất quá sự tình. Tiểu tử ngươi nếu là tìm không thấy một cái đoàn đội đi vào, lão tử cũng chỉ có thể khinh bỉ ngươi, đường đường tu chân giới đệ nhất thánh địa chi chủ, điểm này bản lĩnh đều không có, còn như vậy hôn a. Thần ma điểu mắng lên. Ngươi, Dương Nghị Vân bị này chỉ hỏi để điều tức chết. Nhưng, tựa hồ nghe cũng có đạo lý. Đích xác hắn nếu là tìm cái tiểu đoàn đội đều không được. Kế tiếp còn như vậy sấm tiên phủ đi. Thử xem đi. Sau đó hắn đi rồi một vòng xuống dưới, lại là phát hiện ở tại chỗ 7-8 ngàn thiên tiên, phần lớn đều là trung phẩm thiên tiên trở lên thiên tiên,
giống hắn giống nhau hạ phẩm thiên tiên thật đúng là không nhiều ít. Mà thét to mượn sức người tổ đội cùng nhau sấm tiên phủ giả, tu vi nhưng đều không thấy đơn giản, tất cả đều là thiên tiên đại viên mãn cấp bậc, dựa vào theo vào giả tu vi càng cao càng tốt. Có một ít giống hắn giống nhau tu vi hạ phẩm thiên tiên, hoặc là nhân gia là có sư môn, hoặc là tiên môn gia tộc thành viên, đều có người mang theo. Cái này phát hiện làm Dương Nghị Vân có chút xấu hổ. Hắn biết bực này dưới tình huống, chính mình cái này hạ phẩm thiên tiên rất khó bị người tiếp thu. Không đủ hắn vẫn là chuẩn bị thử xem. Tới tới tới, Đại La Tiên Phủ chi môn hạ một đợt sắp mở ra, chúng ta Đại Vũ Tiên Môn còn kém hai người, nghĩ đến nắm chặt một tiếng thét to ở Dương Nghị Vân phía sau không xa vang lên. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động xoay người mở miệng, vị đạo hữu này ta nguyện ý gia nhập các ngươi. Đây là đi một vòng xuống dưới, đụng tới cái thứ nhất chủ động muốn người tiên môn, hơn nữa nhìn qua đối phương cư nhiên có hơn 10 người đội ngũ, phần lớn đều là thiên tiên thượng phẩm tu vi, dẫn đầu càng là thiên tiên đại viên mãn tu vi, thực lực rất mạnh bộ dáng, nếu có thể bị cái này mưa to tiên môn thu vào đi, không thể nghi ngờ là cái hảo lựa chọn. Một người nhìn qua kiệt ngạo khó thuần thanh niên cười lạnh nói, ha ha, tiểu tử ngươi có phải hay không mắt mù? Không thấy được chúng ta Đại Vũ Tiên Môn đều là thuần một sắc thượng phẩm thiên tiên sao? Ngươi một cái nho nhỏ sơ phẩm xem náo nhiệt gì, lăn một bên đi. Dương Nghị Vân sửng sốt, ngay sau đó hai tròng mắt sát khí đại tác phẩm, siết chặt đôi tay, sắc mặt âm trầm xuống dưới, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế khinh thường người. Không cần người liền không cần, cư nhiên còn mắng hắn. Thật sự trong lòng nổi trận lôi đình dựng lên. Đối mặt cái này chó má Đại Vũ Tiên Môn hơn 10 người. Dương Nghị Vân siết chặt nắm tay âm trầm nói, mới vừa rồi là ngươi nói muốn người, ta hỏi một câu này không sai đi. Còn có miệng ăn phân không thành, không cần người ngươi có thể từ chối, nói năng lỗ mãng, ta xem các ngươi Đại Vũ Tiên Môn cũng không đủ như thế, hiện tại thỉnh tiểu gia đi, tiểu gia đều chán ghét tâm, tiểu gia ta thật là hạ phẩm thiên tiên, nhưng sát thượng phẩm thiên tiên cũng không phải làm không được. Hỗn trướng, tìm chết. Thanh niên không nghĩ tới một cái nho nhỏ sơ phẩm thiên tiên cư nhiên dám trêu chọc hắn cái này Đại Vũ Tiên Môn thượng phẩm thiên tiên, tức khắc thẹn quá thành giận, đối với Dương Nghị Vân mắng một tiếng, trực tiếp chính là một quyền oanh sát mà ra. Hừ, Dương Mỗ Nhân tuy rằng hiện tại là thấp nhất giai sơ phẩm thiên tiên, nhưng lại không sợ chút nào, hừ lạnh chung đồng dạng một quyền mà ra. Oanh, nổ vang chung, Dương Nghị Vân hôi hổi lùi lại 6-7 bước, mà đối diện thanh niên còn lại là lùi lại 3 bước. Hai người đối đánh, làm bốn phía xem náo nhiệt người tức khắc ồ lên. Gì này tiểu không tồi a, sơ phẩm thiên tiên cư nhiên có thể cùng Đại Vũ Tào bọc nhỏ chống chọi. Đích xác không tồi, bất quá tiểu tử này vừa thấy chính là cái tay mơ, ở Đại Thanh thế giới chiêu chọc danh liệt tiền 10 tiên môn thế lực Đại Vũ Tiên Môn, cái này chết chắc rồi. Đúng vậy, đáng tiếc, cùng Tào bọc nhỏ tên cặn bã này đối thượng, hôm nay tiểu tử này muốn thảm. Nói lời nói tới. Hắn Đại Vũ Tiên Môn người ở Đại Thanh thế giới bá đạo thói quen, thật sự cũng là ghê tởm. Hư nhỏ giọng điểm đi, người khác nghe được, Đại Vũ Tiên Môn người nhưng đều không phải thiện tra, đừng bị tìm phiền toái. Bốn phía nghị luận sôi nổi, lại là đều đối Đại Vũ Tiên Môn bất mãn, không đủ Đại Vũ Tiên Môn chính là Đại Thanh thế giới 10 thế lực lớn chi nhất, chọc không được, đại gia cũng chính là nhỏ giọng nghị luận, thế Dương Nghị Vân tiếc hận, đều cho rằng hôm nay Dương Nghị Vân muốn giữ nhiều lành ít. Bởi vì cái này Tào bọc nhỏ là có tiếng tiểu ác bá, huống hồ hôm nay mang đội vẫn là hắn biểu ca Tào Mãn, thiên tiên đại viên mãn tu vi, bực này tu vi ở hôm nay cái này trường hợp chính là nhất đẳng nhất cao thủ. Tào bọc nhỏ cùng Dương Nghị Vân đúng rồi một quyền, lại là không có trong tưởng tượng, một quyền đem Dương Nghị Vân cấp đánh chết, cư nhiên gần là làm Dương Nghị Vân lùi lại 5-6 bước, mà chính hắn tắc cũng là lùi lại 3 bước. Nhưng bọn họ hai cái một cái sơ phẩm thiên tiên, một cái thượng phẩm thiên tiên. Tu vi kém xa. Hơn nữa bốn phía mọi người ánh mắt, Tào bọc nhỏ cảm giác hôm nay cái này mặt ném lớn, trong lòng càng là đối Dương Nghị Vân sát ý hôi hổi dựng lên. Dương Nghị Vân lúc này cũng nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm Tào bọc nhỏ, hắn cũng hơi hơi có chút giật mình trước mắt cái này thượng phẩm thiên tiên, thực lực so với Trương Tam Lý Tứ Cường đại rồi một bậc, đồng dạng là thượng phẩm thiên tiên lại là có rất lớn thực lực khác biệt. Hắn trong lòng ở tính toán, như thế nào có thể đem đối phương cấp chém giết. Sau đó chạy trốn. Đương nhiên này tri thức Dương Nghị Vân trong lòng tính toán, dù sao hắn cũng không phải sợ phiền phức người, chọc xé trời đều chẳng qua là cùng hắn giống nhau ngang nhau đại cảnh giới, lại không phải chân tiên kim tiên đi. Nhìn xem nhân gia có hơn 10 người,
hơn nữa dẫn đầu thanh niên vẫn là thiên tiên đại viên mãn, hôm nay sợ là phải có một hồi sinh tử chiến. Người nhiều làm bất quá, nhưng là đối với trốn chạy, hắn cũng là có tin tưởng. Ngắn ngủi rằng co chung, một tiếng hảo sảng cười to vang lên. Ha ha ha, cũng thật có ý tứ a, đại vũ tiên môn người không hổ là đại thanh thế giới 10 thế lực lớn, khi dễ người đều không biết xấu hổ lâu, lợi hại a. Ai? Tào Bọc nhỏ âm trầm rít gào một tiếng. Giờ phút này trong đám người tách ra một cái lộ. Có ba người đã đi tới, làm người dẫn đầu là một người cầm trong tay chiết sát trang điểm như là thư sinh thanh niên. Tào Bọc nhỏ cắn răng nhìn chằm chằm thư sinh trang điểm thanh niên hung tợn nói, Đỗ Kiệt Bân ngươi muốn xen vào việc người khác. Ha ha, làm người biểu ca Tào Mãn ra tới cùng bản công tử nói chuyện, người còn không có tư cách. Bị Tào Bọc nhỏ xưng là Đỗ Kiệt Bân thanh niên trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi, Tào Bọc nhỏ chán nản. Bọc nhỏ lui ra. Lúc này đại vũ tiên môn mấy cái đệ tử tránh ra, đi ra một người một thân hắc giáp trung niên nam tử, một đôi mắt lập lòe tinh quang, nhưng cho người ta cảm giác thực âm nhu. Người này đúng là đại vũ tiên môn lần này dẫn đầu người Tào Mãn, Tào Bọc nhỏ biểu ca. Đỗ Kiệt Bân, tiểu tử này là các ngươi Thái Thanh tiên môn người không thành. Tào Mãn nhìn chằm chằm Đỗ Kiệt Bân trầm giọng đặt câu hỏi. Ha ha, trước kia không phải, hiện tại sao, bản công tử xem vị tiểu huynh đệ này đôi mắt, chuẩn bị làm hắn đi theo bản công tử cùng nhau tiến Đại La Tiên Phủ, Tào Mãn ngươi có ý kiến. Đỗ Kiệt Bân phe phẩy cây quạt cười ngâm ngâm nói chuyện. Giờ phút này Dương Nghị Vân kẹp ở hai bên chi gian, ngược lại có chút không rõ, vốn dĩ hắn đều chuẩn bị tốt liều mạng, không nghĩ tới nửa đường ra tới một cái kêu Đỗ Kiệt Bân người. Xem tu vi cái này Đỗ Kiệt Bân cũng chính là thượng phẩm thiên tiên tu vi, nhưng lại một chút không đem đại vũ tiên môn người để vào mắt. Hơn nữa lúc này đối thượng đại vũ tiên môn kêu Tào Mãn dẫn đầu nam tử, cũng là chẳng hề để ý. Cái này làm cho Dương Nghị Vân đối Đỗ Kiệt Bân có vài phần hạt đoán lung tung, lại là không biết cái này Đỗ Kiệt Bân lại là thần thánh phương nào, tại sao lại đi ra giúp chính mình. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới thời điểm, bốn phía có người nhỏ giọng nghị luận truyền tới hắn trong tai. Lại là làm hắn hiểu biết Đỗ Kiệt Bân là người phương nào. Cái này náo nhiệt, Thái Thanh Tiên Môn Đỗ Kiệt Bân cư nhiên cũng tới. Trong đám người có người nói thầm. Cũng có không quen biết Đỗ Kiệt Bân người hiếu kỳ nói, Thái Thanh Tiên Môn nhưng thật ra nghe nói qua, Đại Thanh Thế Giới 10 Đại Tiên Môn thế lực chi nhất, nhưng là Đỗ Kiệt Bân không nghe nói a. Hắc hắc, kiến thức hạn hẹp đi, Đỗ Kiệt Bân chính là Thái Thanh Tiên Môn thiếu chủ, chỉ là làm người điệu thấp, các ngươi không nghe nói bình thường. Bất quá Đỗ Kiệt Bân chính là một nhân vật, thượng phẩm thiên tiên tu vi lại là ở bọn họ Thái Thanh Tiên Môn thiên tiên cảnh vô địch. Đương nhiên đây là nghe đồn, là thật là giả không thể hiểu hết, chẳng qua thường thường nghe đồn đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Nhưng là có nhất định rất nhiều người đều biết, Thái Thanh Tiên Môn cùng Đại Vũ Tiên Môn là đối thủ một mất một còn, từ trước đến nay không đối phó, từ trên xuống dưới đều là như thế. Đỗ Kiệt Bân đứng ra cấp kia tiểu tử nói chuyện, cũng là nguyên nhân này chiếm đa số. Chỉ có thể nói hôm nay cái kia tiểu thiên tiên gặp may mắn, ở đây đông đảo tiên môn thế lực người, đánh giá cũng liền Đỗ Kiệt Bân dám cùng đại vũ tiên môn người đối cầm. Vị đạo hữu này biết đến thật đúng là nhiều, đạo hữu tiên môn nơi nào? Tại hạ Lũ Lụt tiên môn. Nguyên lai là danh liệt đệ thập Lũ Lụt tiên môn đạo huynh, thất kính thất kính. Ai cùng danh liệt đệ tam thái thanh tiên môn cùng với danh liệt đệ tứ lớn hơn tiên môn so sánh với, chúng ta tiên sơn vẫn là kém một bậc. Người này nói khiêm tốn. Nhưng trong giọng nói vẫn là có đắc ý chi sắc, rốt cuộc ở đại thanh thế giới, bách gia tiên môn, có thể danh liệt tiền 10 giả, bản thân chính là một loại thực lực cùng danh dự. Mà Dương Nghị Vân cũng đại khái rõ ràng giúp hắn người nguyên lai kêu Đỗ Kiệt Bân, đối địch giả là đại vũ tiên môn, Tào Mãn cùng Tào Bọc nhỏ huynh đệ. Nghe bốn phía người nghị luận Đỗ Kiệt Bân quả nhiên là không đơn giản, thế nhưng là Thái Thanh tiên môn thiếu chủ. Trọng điểm là Thái Thanh Tiên Môn cùng Đại Vũ Tiên Môn từ trước đến nay đều không đối phó, danh liệt tiền tam cùng trước bốn, loại tình huống này bản thân chính là cạnh tranh trạng thái. Tuy rằng Đỗ Kiệt Bân là ở vào cùng Đại Vũ Tiên Môn đối địch, mà trợ giúp hắn, nhưng Dương Nghị Vân như cũ cảm kích. Lúc này Tào đầy mặt đối Đỗ Kiệt Bân cường thế, siết chặt đôi tay, bất quá đối mặt Đỗ Kiệt Bân hắn vẫn là không dám ở trước mắt bao người động thủ. Người khác không biết Đỗ Kiệt Bân tình huống, hắn Tào Mãn biết. Trước mắt Đại La Động Phủ mở ra sắp tới, Tào Mãn lại là lựa chọn ẩn nhẫn, bởi vì lần này hắn tiến vào Đại La Tiên Phủ chỉ ở giống nhau bảo vật, chờ được đến kia kiện bảo vật, hắn là có thể đột phá thiên tiên, đến lúc đó ở Đại La Động Phủ chém Đỗ Kiệt Bân đó là. Ở Đại La Tiên Phủ chung,
giết Đỗ Kiệt Bân nhất thích hợp bất quá, cũng sẽ không có phiền toái. Ha ha, nếu Đỗ công tử muốn bảo toàn tiểu tử này, Tào Mỗ liền cấp Đỗ công tử một cái mặt mũi đi. Tào đầy miệng thượng nói sáng rọi, thắng được bốn phía rất nhiều thiên tiên tán thưởng. Kỳ thật nội tâm lão âm u. Ngay sau đó Tào Mãn sau khi nói xong, hai tròng mắt như rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm ở Dương Nghị Vân trên người, âm trầm mở miệng nói, tiểu tử tên gọi là gì? Dương Nghị Vân vẫn luôn đứng ở một bên, bị Tào Mãn bỗng nhiên hai tròng mắt theo dõi, làm hắn cả người đều khó chịu, nghe được Tào Mãn hỏi chính mình tên, Dương Nghị Vân tự nhiên biết Tào tràn đầy vì có ý tứ gì. Đơn giản chính là không muốn cùng Đỗ Kiệt Bân xé rách mặt, muốn ở chính mình trên người tìm cái mặt mũi mà thôi. Nhưng Dương Mẫu Nhân hiện giờ ở tiên giới Quang Côn Tư lệnh một cái, thật sự là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, sao lại để ý một cái Tào Mãn. Hừ lạnh một tiếng nói, Dương Nghị Vân. Nói chuyện hết sức hai mắt tràn đầy khiêu khích. Ha ha, ta kêu Tào Mãn, nhớ kỹ ta, hôm nay tính người gặp may mắn, nếu có bản lĩnh tiên phủ chung thấy. Tào Mãn những lời này không thể nghi ngờ là ở uy hát yêu ta Dương Nghị Vân, liền kém nói một tiếng, tiểu tử ngươi người khác ta ở tiên phủ thấy, nếu không phải giết ngươi. Nói xong Tào Mãn âm lãnh cười, chúng ta đi. Ngay sau đó mang theo đại vũ tiên môn xoay người rời đi, đi bên kia. Dương Nghị Vân, tiểu tử tốt nhất rời đi đại thanh thế giới, nếu không tẩy chạy nhanh cổ chờ, ra ra ta sẽ đùa chết ngươi. Đây là Tào Bọc nhỏ lãnh đi lên đối Dương Nghị Vân lưu lại tàn nhẫn lời nói. Mà Dương Nghị Vân chỉ là mặt mang mỉm cười, lần này một chữ đều không có nói. Nhưng hắn lại hai tròng mắt lại là hiện lên hắc bạch tinh quang. Chờ đến đại vũ tiên môn người rời đi, Dương Nghị Vân nhìn về phía Đỗ Kiệt Bân. Giờ phút này Đỗ Kiệt Bân cũng ở đánh giá hắn. Đa tạ Đỗ công tử giải vây, mặc kệ Đỗ Kiệt Bân ở vào cái gì mục đích, có phải hay không cùng đại vũ tiên môn người đúng đúng, trợ giúp hắn giải vây là sự thật. Về tình về lý Dương Nghị Vân đều phải nói thanh cảm ơn. Ha ha ha, tiểu huynh đệ không cần khách khí, trợ giúp ngươi là thuận tiện, chuyện nhỏ không tốn sức gì, chúng ta Thái Thanh Tiên Môn cùng Đại Vũ Tiên Môn từ trước đến nay bất hòa, hôm nay không có ngươi ở đây, ta Đỗ Kiệt Bân cũng sẽ ghê tởm một phen bọn họ, cái gì đức hạnh. Đỗ Kiệt Bân hảo sảng cười nói. Dương Nghị Vân nghe được Đỗ Kiệt Bân không chút nào làm ra vẻ che giấu nói ra nói, tức khắc Đỗ Kiệt Bân hảo cảm tăng nhiều. Lập tức cũng là cười nói, Đỗ công tử hảo sảng, làm người rộng thoáng, ta Dương Nghị Vân nguyện cùng Đỗ công tử giao cái bằng hữu. Lời này ngừng ở Đỗ Kiệt Bân cùng bốn phía mọi người trong tai, lại đều là sửng sốt. Bởi vì đứng ở Đỗ Kiệt Bân cùng mọi người góc độ, Dương Nghị Vân lời này nghe tới liền có một loại, tựa hồ hắn Dương Nghị Vân để mắt Đỗ Kiệt Bân ý tứ. Nhưng hiện trường đúng là tình huống là, Dương Nghị Vân là cái nho nhỏ sơ phẩm thiên tiên, mà Đỗ Kiệt Bân còn lại là thượng phẩm thiên tiên. Hơn nữa là đại thanh thế giới 10 thế lực lớn danh liệt đệ tam Thái Thanh Tiên Môn thiếu chủ. Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân giao bằng hữu, hoàn toàn có thể nói là Dương Nghị Vân thơm lây Đỗ Kiệt Bân. Nhưng lời nói từ Dương Nghị Vân trong miệng nói ra, tựa hồ vẫn là Dương Nghị Vân để mắt Đỗ Kiệt Bân ý tứ. Này ngược lại làm bốn phía thiên tiên một đám khinh thường Dương Nghị Vân. Thật là ra mặt đủ hậu, cư nhiên còn có bực này chắp nối. Đỗ Kiệt Bân sửng sốt. Nhìn Dương Nghị Vân hai tròng mắt một mảnh thanh minh, không hề có nhìn ra có làm ra vẻ cùng mặt khác thần sắc, tổng cảm giác cái này tiểu thiên tiên không giống người thường, có điểm ý tứ. Nửa ngày sau Đỗ Kiệt Bân cười ha ha nói, hảo, ta Đỗ Kiệt Bân cũng là cái ngay thẳng người, giao ngươi cái này bằng hữu, ngươi tưởng tiến đại la tiên phủ, vậy đi theo ta, yên tâm ở tiên phủ Tào Mãn huynh đệ nếu là tìm ngươi phiền toái, ta thế ngươi chịu trách nhiệm. Không biết như thế nào. Đỗ Kiệt Bân ma xui quỷ khiến liền đối Dương Nghị Vân nói ra lời này, cùng Dương Nghị Vân giao bằng hữu. Trên thực tế giờ này ngày này Dương Mẫu Nhân, thật là có tư bản nói loại này lời nói, bởi vì nhà hắn lão nhân trời cao tà đã đúc lại tiên thể đến tiên giới. Trời cao tà là người phương nào? Đó là tiên giới cao cấp nhất đại lão. Oanh! Một tiếng nổ vang vang vọng toàn trường. Mở ra, đại la tiên phủ mở ra. Mọi người kích động lên. Dương Nghị Vân xem qua đi, lại thấy thác nước trung ương xuất hiện một cái môn hộ. Thủy Liêm Động ba chữ nháy mắt xuất hiện ở Dương Nghị Vân trong đầu. Cảnh tượng thực tương tự. Bình thường mặt sau là môn hộ. Hiện giờ môn hộ mở rộng ra, giữa sân thiên tiên một đám vèo vèo phi vào thác nước mà đi. Dương huynh đệ chúng ta cũng đi thôi. Đỗ Kiệt Bân thu hồi cây quạt nói, cái này môn hộ mở ra cũng là có thời gian hạn chế, chúng ta đi vào trước.
Tốt, Dương Nghị Vân gật đầu. Đỗ Kiệt Bân bên người mới có hai người, so sánh với Đại Vũ Tiên Môn nhân số, kém xa. Bất quá Dương Nghị Vân lưu ý đến, đi theo Đỗ Kiệt Bân bên người hai người, tu vi nhưng đều là thiên tiên đại viên mãn. Đây cũng là Tào Mãn không dám làm khó dễ nguyên nhân. Phi thân dựng lên đi theo Đỗ Kiệt Bân ba người tiến vào tản ra xanh biếc quang mang môn hộ chung. Ngay sau đó dưới chân một thật, Dương Nghị Vân đứng vững, lúc này mới phát hiện đã tới rồi một cái khác hoàn cảnh chung, chẳng qua có chút kinh ngạc chính là, cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Nguyên bản hắn cho rằng tiến vào môn hộ lúc sau, sẽ là cùng tu chân giới giống nhau rất nhiều tiểu thế giới cái loại này bí cảnh nơi. Nhưng là tiến vào nơi này mới phát hiện, nguyên lai là thật cảnh. Nơi ở chính là một cái thật lớn trong sơn động. Đều không phải là tiến vào một thế giới khác. Trong lòng nghĩ xem ra tiên giới cùng tu chân giới thật là có chút khác nhau. Dương huynh đệ tiểu tâm đuổi kịp chúng ta, theo ta được biết Đại La Tiên Phủ chung cũng không đơn giản. Chúng ta hiện tại chỉ là tiến vào sơn thể chung, từ giờ trở đi muốn xuyên qua chúng ta ở bên ngoài nhìn đến thật lớn sơn thể, lúc sau đi ra ngoài sẽ tiến vào một cái trong sơn cốc. Trên thực tế từ giờ trở đi chúng ta đã tiến vào Đại La Tiên Phủ chung, hướng phía trước mà đi, sẽ xuất hiện rắc rối phức tạp từng điều con đường, chỉ có xuyên qua sơn thể chúng ta mới có thể tiến vào Đại La Tiên Phủ trung tâm sơn cốc nơi, ở nơi nào nghe đồn có rất nhiều quý hiếm tiên bảo, như cũ rất nhiều di tích cung điện linh tinh tồn tại. Vận khí tốt sẽ có điều cơ duyên, nhưng là tương ứng nguy hiểm cũng không ít, cho nên vẫn là muốn cẩn thận một chút mới là, chỉ cần cái này sơn thể chung có tồn tại không ít nguy hiểm, sẽ có ma hóa hung thú từ từ sinh linh. Đỗ Kiệt Bân vừa đi một bên cấp Dương Nghị Vân giảng thuật. Đa tạ Đỗ huynh nhắc nhở ta sẽ cẩn thận, Dương Nghị Vân ôm quyền nói lời cảm tạ. Khách khí cái gì, nếu có thể tương ngộ chính là duyên phận, ta Đỗ Kiệt Bân cũng là thích giao bằng hữu người, ha ha. Đỗ Kiệt Bân nói chuyện như cũ lay động trong tay quạt xếp. Tới với Đỗ Kiệt Bân bên người hai cái đại viên mãn thiên tiên còn lại là từ đầu đến cuối đều đi theo Đỗ Kiệt Bân bên người, một câu đều không có nói. Nhìn qua phi thường lãnh khốc. Đỗ Kiệt Bân không có giới thiệu, Dương Nghị Vân tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Bất quá hắn nhìn ra được tới, Đỗ Kiệt Bân bên người hai cái thiên tiên đại viên mãn đối Đỗ Kiệt Bân phi thường tôn kính, hoàn toàn chính là bên người thị vệ hắn bộ dáng. Nhưng ngẫm lại cũng là, phía trước ở môn hộ bên ngoài, có người nghị luận quá, Đỗ Kiệt Bân chính là Thái Thanh Tiên môn thiếu chủ, bản thân chính là địa vị tôn sùng người, bên người có hai cái cao thủ bảo hộ đảo cũng bình thường. Dương Nghị Vân xem như xuất nhập tiên giới tay mơ, đối tiên giới thực xa lạ, hắn rất vui lòng nghe Đỗ Kiệt Bân giảng thuật có quan hệ tiên giới hết thảy, đặc biệt là đối với tiên giới bực này bí cảnh nơi. Nghe thời điểm Dương Nghị Vân cũng là phi thường nghiêm túc chuyên chú. Ngẫu nhiên có không rõ địa phương sẽ mở miệng hỏi một chút. Đối với Dương Nghị Vân nghiêm túc thái độ, Đỗ Kiệt Bân lại là thực thưởng thức, cũng vui cấp Dương Nghị Vân giảng thuật. Bốn người vừa đi một bên nói chuyện, đảo cũng không phiền muộn. Đến nỗi thần ma điều thứ này, từ đến Đại La Tiên Phủ sau, liền an tĩnh trước tới, vẫn luôn ngồi xổm Dương Nghị Vân trên vai ngủ gật, lại là không có từ Dương Nghị Vân bả vai rơi xuống dưới. Đỗ Kiệt Bân bên người hai cái đại viên mãn thiên tiên càng là giống bóng dáng giống nhau, phi thường an tĩnh. Bất chi bất giác bốn người rốt cuộc đi tới phân nhánh giao lộ. Lúc này Đỗ Kiệt Bân bên người hai cái thiên tiên đại viên mãn, trong đó một người lão giả đi tuốt đàng trước mặt nghe xong xuống dưới, đối với Đỗ Kiệt Bân nói, thiếu chủ, đi bên trái sẽ có khí độc, đi bên phải vô cùng có khả năng xuất hiện ma hóa hung thú chi lưu. Dương Nghị Vân đây là lần đầu tiên nghe được lão giả nói chuyện. Thanh âm hơi có chút khàn khàn, nhưng lại cho hắn trầm ổn như núi cảm giác, thoạt nhìn là cái rất có định lực người. Mà Đỗ Kiệt Bân bên người một cái khác đại thiên tiên, còn lại là một cái màu da trắng bệch thanh niên, đi ở mặt sau cùng. Với phía trước lão giả một trước một sau lẫn nhau ứng, điển hình bảo hộ thiếu chủ. Dương Nghị Vân đi theo Đỗ Kiệt Bân bên người ngược lại chiếm tiện nghi, là đã chịu bảo hộ. Giờ phút này phía trước lão giả mở miệng, hiển nhiên là làm Đỗ Kiệt Bân làm ra quyết định. Tả hữu hai điều phân nhánh lộ, đi kia một cái. Lão giả mở miệng bên trái con đường có khí độc, bên phải con đường rất có khả năng sẽ xuất hiện ma hóa hung thú, kỳ thật đều là có nguy hiểm. Nhưng quyền quyết định đem từ Đỗ Kiệt Bân tới hạ đạt. Đỗ Kiệt Bân dừng lại trầm tư trong chốc lát, ngay sau đó nhìn về phía sau sắc mặt trắng bệch thanh niên hỏi, A Thiệt, người nói đi bên kia thích hợp. Thiếu chủ ta kiến nghị đi bên phải nói, so sánh với khí độc, chúng ta đều là nhược thế. Không hiểu độc đạo pháp tắc lây dính độc nói sẽ thực phiền toái, mà ma hóa hung thú, không nhất định có thể gặp phải,
liền tính là thật gặp phải, nơi này xem như Đại La Tiên Phủ bên ngoài, xuất hiện ma hóa hung thú cũng sẽ không quá cường đại, chúng ta có năng lực ứng phó. Bị Đỗ Kiệt Bân xưng là A Thiện thanh niên trả lời. Nhưng cái này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy thanh niên một mở miệng, thanh âm ngừng ở Dương Nghị Vân trong tai lại là làm Dương Nghị Vân cả người khởi nổi da gà. Phi thường âm nhu thanh âm, giống như là trong bóng đêm vang lên thanh âm giống nhau. Hảo, lão mộ vậy nghe A Thiện đi bên trái con đường. Đỗ Kiệt Bân đánh nhịp. Là, thiếu chủ, phía trước lão giả theo tiếng. Lúc này Dương Nghị Vân mới biết được, đi theo Đỗ Kiệt Bân bên người hai cái đại viên mãn thiên tiên tên, lão mộ, A Thiện. Hai người tên đều rất có ý tứ. Dương huynh đệ đừng để ý, lão mộ cùng A Thiện là ông nội của ta từ nhỏ an bài ở ta bên người hộ vệ. Lão mộ cùng A Thiện tu chính là âm u chi đạo, thường xuyên sẽ ở mộ địa tu luyện, cho nên nói chuyện cùng cả người hơi thở người bình thường không thói quen. Bất quá bọn họ không xấu, thời gian dài thành thói quen, hắn lần này ra tới nhưng toàn dựa bọn họ hai cái, hơn nữa này Đại La Tiên Phủ, bọn họ trước kia đã tới, có kinh nghiệm, yên tâm đó là. Đỗ Kiệt Bân cười đối Dương Nghị Vân giải thích một câu, xem như cấp Dương Nghị Vân giới thiệu hai cái đại thiên tiên. Sẽ không, không dối gạt Đỗ huynh, tiểu đệ cũng là vừa phi thăng tiên giới không lâu, rất nhiều tiên giới việc, đều là không rõ ràng lắm, về sau còn thỉnh Đỗ huynh nhiều hơn chỉ điểm. Dương Nghị Vân cũng bắt đầu chậm rãi giảng thuật chính mình sự. Đây đều là việc nhỏ nhi, nói thật Đỗ mỗ là tiên giới xuất thân, đối với các ngươi hạ giới cũng là thực hướng về. Ngươi cũng có thể nói cho ta nghe một chút đi hạ giới việc, ta nha, từ nhỏ bị trong nhà quản thúc, thật đúng là không mấy cái bằng hữu. Bất mãn huynh đệ nói, lần này cũng là ta lần đầu tiên rời núi rèn luyện, cùng huynh đệ ngươi hợp ý, thật cao hứng giao hạ ngươi cái này bằng hữu. Có thể cùng Đỗ huynh làm bằng hữu, ta cũng là cao hứng. Lời nói là càng nói càng nhiều, hai người còn thật sự có khí vị hợp nhau cảm giác, đảo cũng cao hứng. Đỗ Kiệt Bân trở thành Dương Nghị Vân ở tiên giới cái thứ nhất bằng hữu. Đúng rồi lão Đỗ, ma hóa hung thú là chuyện như thế nào, nói cho ta nghe một chút đi bái. Dọc theo đường đi hai người nói chuyện với nhau quen biết sau, Dương Nghị Vân xưng hô Đỗ Kiệt Bân vì lão Đỗ, mà Đỗ Kiệt Bân kêu hắn Vân Tử, làm quan hệ kéo gần lại không ít. Đỗ Kiệt Bân mở miệng, ta từ điển tịch nhìn thấy quá, tiên ma đại chiến thời đại, tiên giới rất nhiều tiên thú cũng hoặc là cỏ cây tinh quái bị ma khí đồng hóa. Không có chết sống xuống dưới, liền mất đi tiên linh khí, hoàn toàn hóa thành hung mãnh lệ khí thực trọng tồn tại, vì vậy bị xưng là ma hóa hung thú. Đặc biệt là giống bực này thượng cổ di tích nơi, tồn lưu lại hung thú, so với tiên giới tiên thú hung hãn quá nhiều, nhất khó đối phó. Thấp nhất giai hung thú đều tương đương với thiên tiên, xưng là một giới hung thú, tối cao hung thú cửu giai, có thể so với tiên tôn tồn tại. Mà phân chia hung thú cấp bậc biện pháp là xem hung thú trên người khắc văn, một cái khắc văn đại biểu nhất giai, hung thú sở dĩ hung hãn là nguyên thần bị ma hóa, có biến dị, lực lượng cường đại, còn có chính là trên người khắc văn chính là chúng nó có thể khống chế pháp tắc thần thông, hợp nhau tới cùng cảnh giới bên trong, xa xa so tiên nhân cường đại ba phần. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, thì ra là thế, kia nói cách khác, chúng ta hiện tại đi con đường này, vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện nhất giai hung thú. Cũng không nhất định đi, nơi này dù sao cũng là Đại La Tiên Phủ bên ngoài, có đôi khi không nhất định tồn tại hung thú, cho dù có nhiều nhất là cấp thấp hung thú, yên tâm đi, có ca ca ta che chở ngươi, sẽ không có việc gì. Đỗ Kiệt Bân một bộ phàm là có ta hảo sảng nói. Giống. Liền ở Đỗ Kiệt Bân vừa dứt lời hết sức, một tiếng đinh tai nhức óc gầm rú vang lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đề phòng. Có hung thú xuất hiện phía trước lão mộ vội vàng nhắc nhở. A, chạy mau. Trong nháy mắt có hoảng sợ thanh cũng từ phía trước truyền đến. Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân nhìn lại thời điểm, có 4-5 cái thiên tiên cuống quýt từ phía trước chiều bọn họ chạy tới. Thực hiển nhiên hung thú là này 5 cái thiên tiên hấp dẫn mà đến, hoặc là nói bọn họ là bị hung thú đuổi theo mà đến. Bực này dưới tình huống, hiển nhiên là hung thú cường đại. Năm cái thiên tiên không địch lại lúc này mới quay đầu chạy trốn mà đến. Ở Dương Nghị Vân trong mắt năm cái thiên tiên 3 cái là sơ phẩm thiên tiên, một cái là trung phẩm thiên tiên, một cái thượng phẩm thiên tiên. Như vậy tu vi đặt ở hôm nay Đại La Tiên Phủ mở ra hấp dẫn mà đến mấy ngàn thiên tiên chung, cũng không thu hút. Nhưng hiển nhiên bọn họ hợp thành 5 người tiểu đoàn đội, luận chỉnh thể thực lực xem như không yếu, nhưng vào giờ phút này lại là cuống quýt chạy trốn, này liền có chút không bình thường.
Không hề nghi ngờ truy kích bọn họ hung thú rất cường đại, hoặc là nói không ngừng là một đầu hung thú xuất hiện, nếu không năm cái thiên tiên tạo thành tiểu đoàn đội, không nên sẽ như thế hoảng loạn. Khoảnh khắc chi gian năm cái thiên tiên tới rồi Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân năm người trước người mười mấy mét. Giống giống, lại là từng tiếng rít gào giống giận vang lên. Một đạo màu đen vầng sáng như là u linh giống nhau cuốn tịch mà đến, dừng ở mặt sau cùng một người sơ phẩm thiên tiên, kêu thảm thiết một tiếng bị màu đen cột sáng ngay lập tức quấn quanh trong người, ngay sau đó thân thể thiêu đốt dựng lên hóa thành cho tàn. Như vậy thân tử đạo tiêu. Thiếu chủ không tốt, là xích diễm hắc xà, thứ này rất khó triền, chúng ta tránh lui, hoặc là ngạnh tiến lên, lão hủ kiến nghị tránh lui vì thượng. Lão mộ nói chuyện, tránh lui không phải lựa chọn tốt nhất. Xích diễm hắc xà tại đây chờ hoàn cảnh hạ tốc độ cực nhanh, hơn nữa phóng thích độc khí khuếch tán càng mau, chúng ta chạy bất quá, kiến nghị phòng ngự, tìm cơ hội tiến lên. A Thiện tiến lên một bước, xuất hiện ở Đỗ Kiệt Bân cùng Dương Nghị Vân trước người, cùng lão mộ sóng vai mà đứng. Lão mộ A Thiện ngạnh kháng đi, đại viên mãn cấp bậc hung thú xích diễm hắc xà, chúng ta đích xác chạy bất quá. Đỗ Kiệt Bân cũng nói chuyện. Ngay sau đó ngưng trọng đối Dương Nghị Vân nói. Vân tử đợi lát nữa theo sát ta ở ta phía sau, theo đạo lý nói nơi này gần là đại la tiên phủ nhất bên ngoài không nên có đại viên mãn cơ bản hung thú xuất hiện, hiện tại xem ra lúc này đây đại la tiên phủ bên trong khu vực là ra cái gì vấn đề. Lão Đỗ yên tâm, ta cũng không phải không thủ đoạn, ha ha Dương Nghị Vân ha ha cười nói. Giống, giờ phút này mọi người phía trước ánh sáng tối sầm lại là rốt cuộc thấy được hung thú. Mà năm cái thiên tiên đã chết một cái. Mặt khác bốn cái lại là chạy tới Dương Nghị Vân bốn người trước người. Trong đó thượng phẩm thiên tiên vội vàng ra tiếng nói, vài vị đạo hữu còn thỉnh hỗ trợ. Các ngươi là như thế nào chọc phải này xích diễm hắc xà? Lão mộ trầm giọng hỏi. Không không không, không ngừng là này xích diễm hắc xà, phía trước xuất khẩu một chút hùa vào tới rất nhiều nhất giai yêu thú, có phía trước đi vào người ta nói đại la tiên phủ xuất hiện cái gì tiên bảo, trong sơn cốc cao giai hung thú cũng nghĩ đến chi. Cho nên sử dụng cấp thấp hung thú xua đuổi tiên nhân đi vào. Tên này thượng phẩm thiên tiên lòng còn sợ hãi nói. Lời này vừa nói ra lão mộ cùng A Thiện đều là nhìn Đỗ Kiệt Bân liếc mắt một cái. Mà Dương Nghị Vân còn lại là từ Đỗ Kiệt Bân trong ánh mắt nhìn đến tinh quang chợt lóe mà là. Ngay sau đó liền nghe Đỗ Kiệt Bân nói, lão mộ, A Thiện, mau chóng giải quyết này hắc xà, chúng ta sớm một chút vào sơn cốc. Là, thiếu chủ. Hai người theo tiếng. Giờ phút này phía trước xuất hiện xích diễm hắc xà, hoàn toàn lộ ra gương mặt thật. Lại là một cái bụng sinh trưởng đen nhánh lợi chảo xà. Thùng nước thô tráng, thân hình dài chừng 30 mét tả hữu, toàn thân có nửa tấc lân giáp bao trùm, nhìn qua thực cứng rắn. Sâu kín tỏa sáng. Đối với bọn họ giống giận chung, còn có thể thấy từng hàng răng nanh, màu đỏ đậm hai mắt nắm tay như vậy đại, nhìn qua đều thực khủng bố. Này vẫn là loài rắn sao? Dương Nghị Vân nhìn xuất hiện ở mười mấy mét ở ngoài xích diễm hắc xà trong lòng nói thầm. Bụng sinh trưởng hai chân lợi chảo, miệng đầy mọc đầy răng nanh loài rắn, Dương Nghị Vân là lần đầu tiên nhìn đến. Bất quá nơi này là tiên giới, là cái hội tụ 3.000 đại thế giới sinh linh cao giai thế giới, dùng thần ma điểu nói, vạn vật vạn tộc đều có chi. Hắn ngẫm lại cũng liền không kỳ quái. Mà nghe được Đỗ Kiệt Bân cấp lão mộ cùng A Thiện hạ lệnh nói, Dương Nghị Vân nghe ra ý tại ngôn ngoại. Tựa hồ Đỗ Kiệt Bân có tin tưởng lão mộ cùng A Thiện có thể chém giết này xích diễm hắc xà. Về phương diện khác còn lại là, đại la tiên phủ chỗ sâu trong, có cái gì tiên bảo xuất thế, khả năng Đỗ Kiệt Bân đã sớm biết, hoặc là nói mục đích của hắn đó là như thế. Giống giống. Trước mắt hung thú nói là xà, cũng mặc kệ diện mạo vẫn là gầm rú, đều vượt qua xà phạm vi, trừ bỏ thân thể giống xà ở ngoài, thật đúng là xưng được với hung thú cái này từ ngữ. Ở mấy người nói chuyện chung, xích diễm hắc xà đã vọt lại đây. Mở ra bồn máu mồm to, đảo mắt chính là một đạo màu đen chạm vào lại đây. Dương Nghị Vân chính là vừa rồi nhìn đến quá bực này màu đen, đó là có thể thiêu đốt nào đó ngọn lửa, có thể đảo mắt thiêu chết một người hạ phẩm thiên tiên. Lúc này nhìn đến một tảng lớn hắc khí đối với bọn họ mấy cái cuốn tịch mà đến, Dương Nghị Vân thật là có lo lắng. Cứ việc ở hắn cùng Đỗ Kiệt Bân phía trước là lão mộ cùng A Thiện Đỉnh. Nhưng Dương Nghị Vân như cũ vận chuyển trong cơ thể thần lực phòng ngự, hắn cũng là từ lớn lớn bé bé trong chiến đấu trưởng thành lên người, tự nhiên minh bạch an toàn trước sau muốn dựa vào chính mình. Mạng nhỏ không thể dựa vào đến người khác trên người. Đều là tu luyện sinh linh, chiến trường biến hóa thay đổi trong nháy mắt, một cái vô ý chính là thân tử đạo tiêu, cũng
cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào người khác. Hơn nữa hắn nếu đi theo Đỗ Kiệt Bân bên người, chẳng khác nào cùng Đỗ Kiệt Bân ba người hợp thành một cái tiểu đoàn thể, đợi chút cũng lại yêu cầu ra tay hỗ trợ. Đương nhiên hắn cũng biết Đỗ Kiệt Bân không trông cậy vào hắn, cái này hắn tu vi có quan hệ, ai làm hắn hiện tại thoạt nhìn chính là một cái sơ phẩm thiên tiên đâu. Cái này tu vi chính là tiên giới nhất tầng dưới chót tiên nhân. Bốn người chung liền tính là Đỗ Kiệt Bân nhân ra cũng là thượng phẩm thiên tiên, hơn nữa Đỗ Kiệt Bân ở hắn cảm giác chung, đều không phải là một cái đơn giản thượng phẩm thiên tiên. Dương Nghị Vân tổng cảm giác Đỗ Kiệt Bân còn muốn so với Lão Mộ cùng A Thiện này hai cái đại viên mãn thiên tiên cường đại. Đương nhiên chỉ là hắn cảm giác, chân chính Đỗ Kiệt Bân có gì chờ thực lực thủ đoạn, còn muốn xem hắn ra tay mới biết được. Lúc này chỉ nghe Lão Mộ khàn khàn mở miệng, âm chi lực, âm sát mất đi. Ở Lão Mộ mở miệng chung, Dương Nghị Vân nhìn đến hắn đôi tay kết ấn, đôi tay trung tức khắc hội tụ cường đại âm sát chi lực, xám trắng nồng hậu, bỗng nhiên đối xích diễm hắc xả hắc khí mà đi. Ầm ầm ầm. Lão Mộ bàn tay bùng nổ mà ra âm sát chi lực nháy mắt hình thành xoay tròn lốc xoáy cùng chi hắc xả hắc khí chạm vào nhau ở bên nhau, bộc phát ra nặng nề tiếng gầm rú. Hai cổ lực lượng đều xem như âm nhu chi lực, nhưng lại cũng có bản chất lại đừng, xích diễm hắc xả lực lượng là thuộc về âm trung mang dương lực lượng. Là một chung ngọn lửa. Mà Lão Mộ song trưởng chung bùng nổ mà ra lực lượng còn lại là âm sát đến mức tận cùng lực lượng. Điểm này khả năng cùng tu luyện có quan hệ. Phía trước Đỗ Kiệt Bân nói qua, Lão Mộ cùng A Thiện tu luyện địa phương là mộ địa linh tinh âm sát nơi. Lại thấy hai cổ lực lượng chạm vào nhau lúc sau, lại là song song hóa giải. Rốt cuộc là đại viên mãn cấp bậc thiên tiên, có thủ đoạn có thực lực. Dương Nghị Vân trong lòng âm thầm nói. Lão Mộ lực lượng khắc chế hắc xà lực lượng, hóa giải hắc khí, không có lan đến gần bọn họ. Hàn băng chi thứ. Liền ở Lão Mộ hóa giải hắc xà lực lượng cùng thời gian, A Thiện tùy thời mà động ra tay. Thời gian thượng gãi đúng chỗ ngứa. Một tiếng hàn băng chi thứ lúc sau, Dương Nghị Vân nhìn đến A Thiện đôi tay bay múa chung, trước người ngưng tụ một cây một mét dài hơn băng thứ, ngay lập tức bay vụt hướng xích diễm hắc xà. Phốc. Giống. A Thiện lực lượng ngưng tụ thành hàn băng thứ, phát ra hàn khí làm Dương Nghị Vân cảm nhận được toàn bộ sơn động không khí độ ấm đều như trụy hầm băng, có cường đại vô cùng hơi thở phát ra mở ra. Hiển nhiên là uy lực không tầm thường băng thứ. Một kích mà đi, hung hăng đâm vào hắc xà bụng, làm hắc xà phát ra hét thảm một tiếng. Nhưng ngay sau đó nhìn lại là A Thiện băng thứ gần đâm hắc xà bụng tam phiến lân giáp. Lần này không có đối hắc xà tạo thành thực chất tính thương tổn. Nhưng lại làm xích diễm hắc xà bạo nộ rồi. Giống. Gầm lên giận dữ chấn lỗ tai đều nổ vang rung động. Ngay sau đó xích diễm hắc xà bỗng nhiên đứng thẳng thân thể nhìn xuống bọn họ, vừa mở miệng hộc ra che trời lấp đất ngọn lửa. Lần này ngọn lửa là thật thật tại ngọn lửa, huyết hồng chi sắc, một chút liền lấp đầy cao khoan đều 40-50 mễ rộng lớn sơn động. Ầm vang. Ngay lập tức chi gian căn bản không kịp tránh né, phía trước Lão Mộ cùng A Thiện đều bị cuốn tịch. Bất quá ở ngọn lửa bao phủ Lão Mộ cùng A Thiện nháy mắt, Dương Nghị Vân lại là thấy được bọn họ trên người bộc phát ra một hôi một bạch vầng sáng. Giờ khắc này ngọn lửa toàn diện bao trùm mà đến, nháy mắt cũng tới rồi hắn cùng Đỗ Kiệt Bân trước người. Dương Nghị Vân vận chuyển trong cơ thể lực lượng, ở bên ngoài thân hình thành một tầng pháp lực phòng ngự, hắn có tin tưởng tự bảo. Bất quá liền ở cùng nháy mắt, lại nghe đến Đỗ Kiệt Bân hừ lạnh một tiếng, tiến lên bước ra một bước. Trong tay này phiến bộc phát ra ngũ sắc quang mang, bỗng nhiên đối với ngọn lửa chớp động mà đi. Oanh! Giống! Dương Nghị Vân đồng tử co rụt lại, thấy được Đỗ Kiệt Bân một phiến chi uy. Lại thấy che trời lấp đất ngọn lửa bị Đỗ Kiệt Bân một phiến tắt tiêu tán, hơn nữa hắn cây quạt thượng xuất hiện một đạo cùng loại kiếm khí giống nhau lực lượng, chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó lại là nghe được hắc xà tiếng kêu thảm thiết. Đương Dương Nghị Vân ngẩng đầu xem qua đi thời điểm. Lại là ánh mắt sáng lên, chỉ thấy xích diễm hắc sơn bụng xuất hiện một cái thật dài miệng vết thương, máu ở giàn giụa. Lão Mộ, A Thiện. Lúc này Đỗ Kiệt Bân lại lần nữa mở miệng. Minh Bạch, là, thiếu chủ. Lão Mộ cùng A Thiện đồng thời mở miệng. Hiển nhiên là ba người chi gian ăn ý. Mà phía trước hai người bị ngọn lửa bao phủ, lại cũng không có đã chịu cái gì thương tổn. Trong nháy mắt Lão Mộ cùng A Thiện một tả một hữu, nhằm phía xích diễm hắc xà. Đến nỗi Đỗ Kiệt Bân đang nói chuyện thời điểm, đã nhảy dựng lên tới rồi hắc thân rắn trước, lại lần nữa huy động trong tay quạt xếp trầm giọng sướng ngâm, phong cực kỳ, trăm nhận chảm.
Giây tiếp theo Dương Nghị Vân nhìn đến từ Đỗ Kiệt Bân quạt xếp bỗng nhiên xuất hiện trăm nói lưỡi dao gió, từ bốn phương tám hướng không hề góc chết hướng về xích diễm hắc xà mà đi. Hơn nữa ở hắn cảm giác chung, trăm nói lưỡi dao gió không đơn giản là tiên nguyên lực lượng, vẫn là pháp tắc đạo thuật, có thập phần khổng lồ hơi thở. Cái này xích diễm hắc xà liền tính là muốn tránh tránh đều không có cơ hội. Dương Nghị Vân phát hiện Đỗ Kiệt Bân thủ đoạn so với lão mộ cùng A Thiện còn phải cường đại. Rõ ràng là thượng phẩm thiên tiên, thi triển ra tới thực lực lại là so với hai cái đại viên mãn thiên tiên thủ hạ đều cường đại. Quả nhiên có phải hay không mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy thượng phẩm thiên tiên. Mà giờ phút này lão mộ cùng A Thiện cũng đồng thời ra tay. Lão mộ bạo giống một tiếng, âm sát thành hình, thiên ưng cắn nuốt. A Thiện ngay sau đó đôi tay thành ấn, hàn băng chi kiếm, chảm. Này hai cái đại viên mãn thiên tiên một cái lấy âm sát chi lực biến ảo mà thành một con thật lớn ưng yêu nhào hướng xích diễm hắc xà, một cái lấy hàn băng chi lực hội tụ mà thành một thanh đại kiếm, bỗng nhiên đối với xích diễm hắc xà chém xuống. Ba người công kích cơ hồ ở cùng thời gian bùng nổ. Hơn nữa các có ưu thế giải ngắn, phối hợp cơ hồ thiên y vô phùng. Đỗ Kiệt Bân một phiến mà ra chính là tạp trăm nói lưỡi dao gió chi lực, tương đương là đại diện tích bao trùm, phong tỏa hắc xà đường lui. Liền tính là Đỗ Kiệt Bân này một kích nếu không hắc xà mệnh, lại cũng vây khốn hắc xà, do đó cấp lão mộ cùng A Thiện sáng tạo chém giết hắc xà cơ hội. Sau hai người công kích hiển nhiên là cái loại này uy lực thật lớn bạo lực công kích. Này một đợt công kích Dương Nghị Vân đánh giá xích diễm hắc xà bất tử cũng lột ra. Bất quá Dương Nghị Vân nhìn đến xích diễm hắc xà lại cũng không phụ hung thú chi danh, ở Đỗ Kiệt Bân ba người ra tay hết sức, hắc xà tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm, tức khắc giống giận thét dài. Ngay sau đó lại là toàn thân lân giáp tại đây một khắc giống như mũi tên nhọn bùng nổ, ngay lập tức chi gian nổ bắn ra dựng lên. Một màn này làm Dương Nghị Vân chừng lớn xem đôi mắt, lại là không nghĩ tới này hắc xà lại cũng có ứng đối chi sách, từ trên người bùng nổ mà ra lân giáp đối thượng Đỗ Kiệt Bân trăm nói lưỡi dao gió. Ầm ầm ầm, giống giống, đinh tai nhức óc nổ vang cùng hắc xà kêu thảm thiết trước sau vang lên. Đấu pháp đấu lực chung. Dương Nghị Vân thấy được như cũ là Đỗ Kiệt Bân trăm nói lưỡi dao gió cường đại một bậc. Bất quá hắc xà lân giáp thắng ở số lượng khổng lồ, đối thượng Đỗ Kiệt Bân trăm nói lưỡi dao gió, lại ở nháy mắt cũng làm lóng lánh tắc chói mắt quang mang lưỡi dao gió ảm đạm không ít. Nhưng mà Đỗ Kiệt Bân lưỡi dao gió là pháp tắc đạo thuật, hơn nữa hiển nhiên là trong tay tiên khí này phiến thêm vào, nhanh chóng mà cường đại, đảo mắt như cũ dừng ở hắc xà toàn thân. Phốc phốc phốc. Từng tiếng như là vải vóc tan vỡ nặng nề vang lên. Xích diễm hắc xà ở kêu thảm thiết chung, trên người xuất hiện từng đạo vết thương. Cùng thời gian lão mộ cùng A Thiện công kích theo sát tới, oanh kích ở hắc xà bụng cùng một con mắt thượng. Giống 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 xích diễm hắc xà phát cuồng kêu thảm thiết. Lúc này Dương Nghị Vân cùng lúc trước tránh được tới bốn gã thiên tiên đều cho rằng cái này hắc xà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ở trong lòng hắn cái này ý niệm vừa ra hết sức. Lại thấy xích diễm hắc đỉnh núi đỉnh đột nhiên sáng lên đỏ thắm ánh sáng. Nhìn kỹ đi lại là một cái khắc văn, giờ khắc này như là sống lại đây giống nhau, trong giây lát từ đại lượng. Giống. Trong nháy mắt một cổ làm người áp lực hơi thở, từ hắc thân rắn thượng phát ra mà ra. Dương Nghị Vân đều cảm giác trái tim kinh hoàng một chút. Không tốt, thiếu chủ mau lui. Một đạo đỏ thắm từ hắc đầu rắn đỉnh ra tới, lại là thẳng đến chính phía trước Đỗ Kiệt Bân. Này nói một đỏ thắm nhanh như tia chớp, giây lát liền đối với Đỗ Kiệt Bân mà đi. Lão mộ cùng A Thiện dọa cái chết khiếp, Đỗ Kiệt Bân chính là Thái Thanh Tiên Môn thiếu chủ, tương lai Thái Thanh Tiên Môn người nối nghiệp, là một phương tiên chủ, này nếu là có cái gì sơ suất, bọn họ hai chính là Thái Thanh Tiên Môn tội nhân. Xích diễm hắc đầu rắn đỉnh lóng lánh chính là nó khắc văn, đó là hung thú thiên phú đạo thuật, đúng vậy uy lực cường đại thần thông, có thể nói là cuối cùng bác mệnh tuyệt sát. Vốn dĩ nghĩ đem chi bị thương nặng, lại đi liên hợp giao sát, là có thể phòng ngừa này nhiệt xúc khắc văn thần thông, nào biết này hắc xà cư nhiên như thế nhanh chóng liền phóng xuất ra khắc văn đạo thuật, mấu chốt còn thẳng đến chính là thiếu chủ Đỗ Kiệt Bân. Cái này lão mộ cùng A Thiện đều thất thanh mà ra, muốn đi ngăn cản đều tới cập, thật sự là quá nhanh, hơn nữa bọn họ hai cái khoảng cách Đỗ Kiệt Bân còn có điểm khoảng cách, trơ mắt nhìn hắc xà khắc văn thần thông thẳng đến Đỗ Kiệt Bân. Mà Đỗ Kiệt Bân giờ phút này cũng mở to hai mắt nhìn, cái trán mồ hôi lạnh xoát ứa ra, hắn vừa mới thi triển đã pháp tắc đạo thuật, có chút suy yếu, lại cũng không nghĩ tới hắc xà cư nhiên không hề dấu hiệu liền đối hắn là ra khắc văn đạo thuật. Thân là Thái Thanh Tiên Môn thiếu chủ,
Đỗ Kiệt Bân tất nhiên là minh bạch bực này hung thú khắc văn có gì trở uy lực, hắn biết nếu là này một kích bị đánh trúng, hắn liền tính bất tử, một thân tu vi cũng sẽ hủy diệt hơn phân nửa, nghiêm trọng một chút toi mạng đều có khả năng. Quan trọng vẫn là không nghĩ tới này hắc xà khắc văn sẽ nhanh như vậy, cơ hồ chính là không hề dấu hiệu, nhanh lên đến mức tận cùng. Đỗ Kiệt Bân cũng biết chính mình muốn tránh đều trốn không thoát, giờ khắc này hắn mồ hôi lạnh đại mạo, chỉ có thể nhìn hắc xà yêu dị ánh hồng khắc văn dây lát mà đến, thẳng đến hắn giữa mày. Muốn xong đời. Đỗ Kiệt Bân đều cảm nhận được, hắc xà khắc văn đều tới rồi hắn nửa thước nơi, đau đớn ra thịt khoảng cách. Yêu dị chói mắt ánh hồng quang mang làm Đỗ Kiệt Bân theo bản năng nhắm lại hai mắt. Không phải hắn không đủ cường đại, mà là hắc xà khắc văn quá nhanh, càng là hắn đại ý. Cái này muốn xong đời. Liền ở Đỗ Kiệt Bân nhắm hai mắt thời điểm, lại là nghe được bên tai vang lên Dương Nghị Vân thanh âm. Định. Ngay sau đó Đỗ Kiệt Bân chỉ cảm thấy hắn bị người đạp một chân, thân thể không tự chủ được bay ngược đi ra ngoài. Bát hoang chạm. Giống. Đỗ Kiệt Bân chạm vào một chút ngã trên mặt đất. Ở ngã xuống đất nháy mắt, lại nghe đến Dương Nghị Vân thanh âm, cùng xích diễm hắc xà rên rỉ thanh. Hắn bỗng nhiên trợn mắt nhìn lại. Lại là phát hiện Dương Nghị Vân cầm trong tay một thanh lấp lánh sáng lên cổ kiếm, đứng ở cách đó không xa, mà ở Dương Nghị Vân trước người, xích diễm hắc xà đồng dạng ngã trên mặt đất, trên đầu vết rách một cái thật dài khẩu khí, máu như nước chảy giống nhau ra bên ngoài mà mạo. Xích diễm hắc xà lại hoàn toàn mất đi sinh cơ. Giờ khắc này Đỗ Kiệt Bân nhìn Dương Nghị Vân có chút phát ngốc. Hắn hiện tại đã biết rõ, vừa rồi đá hắn một chân chính là Dương Nghị Vân, bất quá hắn chút nào không tức giận, Dương Nghị Vân này một chân lại là cứu hắn một mạng. Không hề nghi ngờ, vừa rồi ra tiếng một cái, định, tự cùng một tiếng bát hoang trảm là Dương Nghị Vân ra tay, cuối cùng nhất kiếm đem hắc xà cấp chém giết. Hô! Lão Mộ cùng A Thiện thường hô hấp. Toàn thân đều có chút lạnh cả người, bọn họ hai cái rốt cuộc tặng một ngụm. Còn hảo, Dương Nghị Vân ra tay cứu bọn họ thiếu chủ, thiếu chút nữa liền thành thái thanh tiên môn tội nhân. Vội vàng chạy tới đem Đỗ Kiệt Bân nâng lên. Thiếu chủ ngài không có việc gì kia. Ta không có việc gì. Đỗ Kiệt Bân làm sao không phải lòng còn sợ hãi. Ngay sau đó đi hướng Dương Nghị Vân. Vân tử đa tạ, ta thiếu ngươi một cái mệnh. Đỗ Kiệt Bân đối Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ. Đa tạ Vân công tử. Lão Mộ cùng A Thiện cũng đi theo nói lời cảm tạ, có thể nói là Dương Nghị Vân cứu bọn họ một mạng, bởi vì Đỗ Kiệt Bân nếu là có sơ suất, bọn họ hai cái cũng xong đời. Dương Nghị Vân nhìn Đỗ Kiệt Bân nói, ngươi là ta ở tiên giới cái thứ nhất bằng hữu, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, khách khí, hơn nữa ta cũng chỉ là ở các ngươi ba cái bị thương nặng hắc xà cơ sở thượng, cho hắn bổ nhất kiếm, đương một hồi anh hùng, ha ha. Hảo, ta ngươi là bằng hữu. Ta lão Đỗ nhớ kỹ. Đỗ Kiệt Bân tại đây một khắc trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Dương Nghị Vân biết từ giờ trở đi, hắn cùng Đỗ Kiệt Bân mới xem như bằng hữu chân chính. Sở lời nói thật, vừa rồi hắn cũng là đánh cuộc một phen, cũng không biết chính mình định thân thuật quản không dùng được, mắt thấy Đỗ Kiệt Bân liền phải chơi chứng, hắn cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, liền thi triển định thân thuật, đem hắc xà khắc văn công kích định trụ. Đơn giản là dùng được, tiếp theo nhất kiếm mà ra. Phá hắc xà khắc văn công kích, kiếm khí dự uy không giảm, chạm ở nguyên bản liền ở Đỗ Kiệt Bân cùng Lão Mộ A Thiện ba người công kích hạ trọng thương hắc xà trên đầu, nhất kiếm chém hắc xà. Hiện tại lúc này ngẫm lại thần ma điểu lúc trước truyền thụ cái kia pháp tắc đạo thuật phù văn đích xác không giống người thường, đối hắc xà công kích dùng được, lúc này mới làm hắn nhất kiếm thực hiện được, làm một hồi anh hùng. Cứ việc Dương Nghị Vân luôn miệng nói hắn chỉ là thơm lây, nương ba người bị thương nặng mới có thể chém giết hắc xà. Xem Đỗ Kiệt Bân ba người đều minh bạch, chém giết hắc xà là tiểu, có thể cứu Đỗ Kiệt Bân là đại. Liền tính là đại viên mãn thiên tiên Lão Mộ cùng A Thiện, bao gồm Đỗ Kiệt Bân bản nhân, đều đối mặt hắc xà khắc văn ở vào hiểu lầm trạng thái. Nhưng mà Dương Nghị Vân một cái định tự xuất khẩu, liền hóa giải Đỗ Kiệt Bân nguy cơ, không chỉ có cứu Đỗ Kiệt Bân, còn thuận thế chém giết hắc xà. Tuy rằng hắc xà đích xác bị bọn họ ba cái phía trước bị thương nặng, nhưng Dương Nghị Vân một cái sơ phẩm thiên tiên. Lại là có thể chém giết có thể so với thiên tiên đại viên mãn cấp bậc hắc xà, hơn nữa hóa giải hắc xà miệng cường đại công kích khắc văn, này cũng không phải là khiêm tốn là có thể che giấu. Càng không phải một cái sơ phẩm thiên tiên có thủ đoạn cùng thực lực. Phía trước đích xác ba người đối Dương Nghị Vân căn bản là không xem trọng, rốt cuộc chỉ là một cái sơ phẩm tiểu thiên tiên, đảm đương không nổi coi trọng.
nhiều nhất liền Đỗ Kiệt Bân vì ghê tởm đại vũ tiên môn Tào Mãn huynh đệ mà làm Dương Nghị Vân đi theo bên người. Mặt sau chính là Đỗ Kiệt Bân cùng Dương Nghị Vân nói chuyện phiếm nói chuyện hợp ý, dọc theo đường đi còn đem Dương Nghị Vân đặt ở trung gian bảo hộ. Lão Mộ cùng A Thiện tuy rằng ngoài miệng không nói chuyện, nhưng tâm lý lại là không đem Dương Nghị Vân đương hồi sự. Hiện tại xem ra, Dương Nghị Vân mới là cái cao thủ. Một cái nhìn qua chỉ là sơ phẩm tiểu thiên tiên, kỳ thật thủ đoạn thực lực không thể so thiên tiên đại viên mãn nhược, thậm chí là cường cao thủ. Nơi xa bị xích diễm hắc xà đuổi theo sống sót bốn người, chính mắt thấy Đỗ Kiệt Bân ba cái đối xích diễm hắc xà chém giết, càng là chính mắt chứng kiến Dương Nghị Vân cứu Đỗ Kiệt Bân sát hắc xà quá trình. Đồng dạng ở bọn họ bốn cái trong mắt Dương Nghị Vân là cái sơ phẩm tiểu thiên tiên, ngay từ đầu không để trong lòng. Nhưng lúc này lại tựa chừng lớn trong mắt. Kỳ thật một người nhìn xuống lẩm bẩm, kia tiểu tử chính là trong truyền thuyết giả heo ăn thịt hổ tồn tại a. Câm miệng, đáng chết, tiểu tâm hắn nghe thấy, đều đi theo ta qua đi nói lời cảm tạ, nếu không phải nhân ra bốn cái, chúng ta sớm bị xích diễm hắc xà cấp trở thành điểm tâm. Dẫn đầu thượng phẩm thiên tiên mắng nói chuyện, ngay sau đó bốn người qua đi đối với Đỗ Kiệt Bân cùng Dương Nghị Vân bốn người nói lời cảm tạ. Đối với loại sự tình này, cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cũng không có đi trách bọn họ đưa tới hắc xà, bởi vì là đột phát sự kiện. Lúc sau bốn cái thiên tiên xoay người rời đi, đối với bọn họ tới nói, Đại La Tiên Phủ chỗ sâu trong đã xảy ra biến hóa, vì giữ được mạng nhỏ, vẫn là rời đi thì tốt hơn, chỉ có tồn tại mới có thể có cơ duyên, lần này Đại La Tiên Phủ chung cơ duyên liền tính. Chờ bốn cái thiên tiên rời đi sau, Đỗ Kiệt Bân nhìn xích diễm hắc xà thi thể đối Dương Nghị Vân nói, phân tử này xích diễm hắc xà xem như nhất giai hung thú chung cực phẩm, có thể nói toàn thân là bảo, người thả thu hồi tới, Nga đúng rồi, hắc xà trong cơ thể còn có chân quý nhất khắc văn tiên hạch, người cũng cùng nhau thu đi. Dương Nghị Vân nghe Đỗ Kiệt Bân nói chuyện, cũng là sửng sốt, ngay sau đó vội vàng dừng tay nói, không không không, này hắc xà nói đến cùng, là các người ba cái đem chi bị thương nặng, ta cũng chỉ là bổ một đao, ta không thể muốn. Ở Dương Mẫu Nhân xem ra, trên thực tế đích xác chính là như vậy, tuy rằng hắn cũng biết hắc xà đáng giá, cũng yêu cầu tiền, nhưng nếu đem Đỗ Kiệt Bân đương bằng hữu liền sẽ không muốn. Mà đối với Đỗ Kiệt Bân ba người tới nói, so sánh với Đỗ Kiệt Bân cái này Thái Thanh Tiên Môn thiếu chủ mệnh, một cái xích diễm hắc xà không đáng kể chút nào. Thái Thanh Tiên Môn chính là đại thanh thế giới danh liệt đệ tam đại thiên môn, của cải rắn chắc, tự nhiên sẽ không để ý một cái hắc xà. Đỗ Kiệt Bân ha ha cười nói, đây mới là bắt đầu, Đại La Tiên Phủ chân bảo rất nhiều, chúng ta có rất nhiều cơ duyên, so sánh với người cứu ta một mạng, kẻ hèn một cái hắc xà, hơn nữa luận thực lực tiểu tử ngươi mới là cao thủ. Giả heo ăn thịt hổ nói chính là ngươi bực này, ha ha ha, được rồi, đừng chối từ, liền nói như vậy chắc chắn ta là bằng hữu liền không cần lại nói khách khí lời nói. Dương Nghị Vân bị Đỗ Kiệt Bân nói thành giả heo ăn thịt hổ cao thủ, mặt da đỏ lên, lại cũng không ở nhiều giải thích, mọi người đều là đại lão gia, nói thêm gì nữa chính là làm kiêu. Hảo, ta đây liền chịu chi hổ thẹn. Này liền đúng rồi, nhanh lên lại ra hắc xà khắc văn tiên hạch nhìn xem là cái tình huống như thế nào. Phía trước đánh nhau có hay không hư hao, nếu là hư hao liền không giá trị, thi thể nhiều nhất có thể trị 20 hạ phẩm tiên thạch. Đỗ Kiệt Bân nói, mới 20, Dương Nghị Vân kinh ngạc, hắc xà thi thể giá trị thấp ra hắn tưởng tượng. Đỗ Kiệt Bân cười cười giải thích, người phi thăng không lâu không rõ ràng lắm tiên giới tình huống, 20 hạ phẩm tiên thạch đã tính rất cao, này vẫn là bởi vì này xích diễm hắc xà thực lực có thể so với đại viên mãn thiên tiên, chính là nhất giai đỉnh hung thú. Nếu không căng chết 10 viên tiên thạch. Bất quá nếu là hắc sơn trong cơ thể khắc văn tiên hạch không có hư hao nói, khắc văn hoàn chỉnh, giá trị ít nhất 100 hạ phẩm tiên thạch, bực này hung thú chân quý nhất còn tiên hạch chung khắc văn, bởi vì khắc văn là pháp tắc đạo thuật, là có thể học tập, chỉ cần ngươi cắn nuốt luyện hóa tiên hạch là có thể đạt được trong đó khắc văn đạo thuật. Nói trở về, tiên nhân đi học tập hung thú hoặc là tiên thú khắc văn đạo thuật cơ hồ không có khả năng, bởi vì kết cấu thân thể bất đồng. Cùng lý giải đại đạo không giống nhau, rất khó học được, tiên nhân thu hung thú tiên thú từ khắc văn tiên hạch, chân chính mục đích là tham khảo trong đó khắc văn, do đó cải thiện lúc sau vì mình sử dụng. Nhưng thay đổi khắc văn đạo thuật, kỳ thật dễ dàng như vậy, không có trên con đường lớn cao thâm thông huyền hiểu được cùng tu vi, muốn đem tiên thú cùng hung thú khắc văn cải biến hóa thành mình dùng, khó khăn phi thường đại. Mà phí thời gian đi cải biến một cái thấp nhất giai hung thú khắc văn. Đối với cao giai tiên nhân tới nói được không thường thất, duy nhất có giá trị cải biến chính là cao giai hung thú tiên thú khắc văn, có thể tưởng tượng đạt được cao giai khắc văn tiên hạch,
kia quả thực là muôn vàn khó khăn. Lý luận thượng cùng cảnh giới hạ, hung thú cùng tiên thú ở tiên nhân trung cường đại một bậc, săn giết cao giai tiên thú hoặc là hung thú quá khó khăn, cho nên đạt được cấp thấp tiên hạch biện pháp tốt nhất chính là bán đi, đổi thành tiên thạch hoặc là ngang nhau tiên bảo, lấy cung chính mình tu luyện. Dương Nghị Vân cái này nghe minh bạch, mở miệng nói, nói cách khác, mặc kệ là hung thú hoặc là tiên thú khắc văn tiên hạch, kỳ thật bản thân giá trị rất cao, nhưng là đối với tiên nhân tới nói, rất khó đem chi thay đổi thành tự thân thực lực, cho nên bán đi mới là lựa chọn tốt nhất đi. Đối, chính là như vậy, đương nhiên hung thú cùng tiên thú khắc văn tiên hạch chung bản thân đều có cường đại thuần tịnh lực lượng, cũng là tu luyện tốt nhất tài nguyên. Chẳng qua hung thú cùng tiên thú tiên hạch chi gian, còn có chút khác nhau, hung thú nói như vậy là chỉ, bị ma khí đồng hóa quá sinh linh, trực tiếp hấp thu luyện hóa hung thú tiên hạch, cũng sẽ bị ma khí ảnh hưởng, người bình thường không dám hấp thu, trừ phi có thể có biện pháp luyện hóa ma khí. Nhưng nói trở về, ma khí kỳ thật như vậy hảo luyện hóa. Cho nên hấp thu luyện hóa tiên hạch rất nguy hiểm, tiên thú tiên hạch cũng đồng dạng như thế, bởi vì tiên thú là yêu tộc, hơn nữa mỗi cái yêu tộc tu luyện thuộc tính bất đồng, lý luận thượng cùng tiên nhân trong cơ thể tiên nguyên lực đều là có xung đột, nhưng là tương đối hung thú ma khí tới nói, tiên thú tiên hạch muốn hảo luyện hóa một chút, nguy hiểm nhỏ lại. Cấp thấp tiên thú tiên hạch, tốn chút thời gian là có thể luyện hóa hấp thu, nhưng ở tiên giới rất nhiều tiên nhân được đến tiên hạch lúc sau, đều sẽ lựa chọn đổi thành tiên thạch, đây là nhất bảo hiểm con đường. Đỗ Kiệt Bân thực kiên nhẫn cấp Dương Nghị Vân giải thích. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói cách khác, mặc kệ hung thú tiên hạch vẫn là tiên thú tiên hạch trong đó giá trị đều phi thường cao, chẳng qua tiên nhân không có biện pháp trực tiếp sử dụng, cho nên lựa chọn đổi thành tiên thạch từ từ, cũng liền ý nghĩa giá trị tới rồi chính mình trong tay đại suy giảm đi. Hoàn toàn chính xác, ha ha, rất thông minh, Đỗ Kiệt Bân cười to. Dương Nghị Vân lúc này còn lại là trong ánh mắt tinh quang thoáng hiện. Ngay sau đó hắn lại hỏi, hung thú cùng tiên thú lớn nhất khác nhau là cái gì? Đỗ Kiệt Bân trầm tư một chút mở miệng nói như vậy đâu. Lý luận là hai người kỳ thật đều là tiên giới yêu tộc một mạch, hung thú lớn nhất bất đồng là có ma khí, rất nhiều hung thú đều không có lý trí trí tuệ, chỉ có lệ khí cùng tàn bạo, sát khí trọng. Mà tiên thú còn lại là có linh tính, có trí tuệ tồn tại, tương đối tới nói tương đối hảo tiếp xúc một ít, nhưng chung quy tiên thú thuộc về yêu tộc, cùng tiên nhân một mạch cũng là có khác nhau, đều khó đối phó. Chính là nói hung thú đều không có cái gì trí tuệ. Dương Nghị Vân ngẫm lại hỏi. Cũng không phải, có chút hung thú đạt tới tam giai phía trên, liền sẽ dần dần sinh ra trí tuệ, mà có chút hung thú bởi vì huyết mạch đặc thù tính, từ lúc bắt đầu đều là có trí tuệ tồn tại. Hung thú khởi nguyên kỳ thật rất thú vị, ngược dòng lịch sử phi thường sớm, nghe đồn là ma tộc cùng yêu tộc sản vật, cũng là bị ma khí đồng hóa sinh linh, ở tiên giới liền tính là sinh ra cao đẳng linh trí hung thú. Cũng đều không bị tiên nhân cùng tiên thú yêu tộc đãi thấy, ma tộc cũng không thừa nhận hung thú địa vị. Cho nên nói hung thú một mạch địa vị ở tiên giới thực xấu hổ, nhưng không thể không nói, hung thú một mạch ở tiên giới phi thường không dễ chọc, rất nhiều địa phương đều có hung thú tồn tại, hơn nữa thường thường hung thú chính là so tiên nhân cùng tiên thú cường đại, đây là sự thật. Nghe xong Đỗ Kiệt Bân giảng thuật, Dương Nghị Vân đối hung thú cũng coi như hiểu biết một ít. Ở tiên giới hắn phát hiện chính mình thật đúng là tay mơ một cái, yêu cầu hiểu biết học tập đồ vật rất nhiều. Bất quá đối với hung thú tiên hạch sự, Dương Nghị Vân nhưng là động khí tâm tư. Hắn trong lòng có cái ý tưởng là, nếu hung thú khắc văn tiên hạch cũng đúng vậy thuần tịnh khổng lồ lực lượng, như vậy lý luận thượng chính là có thể hấp thu, khó khăn còn lại là như thế nào đem ma tính lực lượng hóa thành lực lượng của chính mình. Điểm này thượng Dương Nghị Vân nghĩ, nếu chính mình tu luyện công pháp là thần đạo công pháp, như vậy có thể hay không luyện hóa hung thú tiên hạch đâu. Mặc kệ thế nào đều đến thử xem mới biết được. Hơn nữa hung thú tiên hạch dựa theo Đỗ Kiệt Bân ý tứ, lão đáng giá. Chém giết xích diễm hắc xà tiên hạch cư nhiên có thể giá trị 100 tiên thạch, cái này giới nhưng có điểm vượt qua đoán trước. Đến nỗi hắc xà thi thể đổi tiên thạch, nhưng thật ra không đáng giá mấy cái tiên thạch. Nhưng đối Dương Nghị Vân tới nói, lại là có trọng dụng, luyện đan luyện khí luyện phù chú đều là có thể sử dụng. Hắn nghiên cứu quá tiên giới tiên đan từ từ, cũng cùng thần ma đều tham thảo quá, kỳ thật luyện chế trung tâm đều không có biến, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, biến hóa chỉ là ở tài liệu từ từ chi tiết phương hướng, đương nhiên tiên giới chế luyện phương pháp khả năng sẽ có bất đồng, nhưng Dương Nghị Vân tin tưởng chính mình có thể nghiên cứu ra tới. Cùng Đỗ Kiệt Bân lưu qua sau, Dương Nghị Vân đi qua đi thần thức đảo qua, phát hạ xích diễm hắc xà khắc văn tiên hạch nơi,
liền ở phần đầu vị trí, huy kiếm tạp lấy ra vừa thấy, còn hảo không có bị hao tổn, này liền thuyết minh đã 120 tiên thạch tới tay. Đương nhiên bán hay không rất hắn tự do cân nhắc, dù sao nhất tiện nghi bản đồ tiền hắn xem như có. Đây là một cái thực tốt bắt đầu. Cũng không có tạp cùng Đỗ Kiệt Bân khách khí, tính cả chính mình hắc xà thi thể buộc chặt càn khôn hồ không gian chung. Đến nỗi tiên hạch sự, quay đầu lại hắn sẽ nghiên cứu, trước mắt bọn họ còn muốn tiếp tục đi tới, dựa theo Đỗ Kiệt Bân nói, Đại La Tiên Phủ lúc này đây khả năng sẽ xuất hiện một ít không giống người thường tiên bảo. Bởi vì dựa theo thường lui tới logic, ở sơn thể này giai đoạn thượng, nhiều nhất xuất hiện một ít cấp thấp hung thú, cũng liền có thể so với sơ trung phẩm thiên tiên cấp bậc hung thú mà thôi. Nhưng lần này xuất hiện này đầu xích diễm hắc xà có thể so với đại viên mãn thiên tiên, hơn nữa theo phía trước kia mấy cái đi rồi thiên tiên nói, là từ Đại La Tiên Phủ Sơn Cốc ra tới, bọn họ phỏng đoán là có cao giai hung thú xua đuổi cấp thấp hung thú tiến đến, tổ chức tiên nhân tiến vào Đại La Tiên Phủ chỗ sâu trong. Đây là không giống bình thường sự, cho nên nói Đại La Tiên Phủ chỗ sâu trong khu vực, tất nhiên có quý hiếm tiên bảo xuất thế. Cho nên Đỗ Kiệt Bân thôi thúc giục tiếp tục đi trước. Dương Nghị Vân đoán được Đỗ Kiệt Bân tất nhiên là nắm giữ Đại La Tiên Phủ một ít tiên bảo manh mối, nếu không hắn ở thiếu chút nữa toi mạng dưới tình huống là không có khả năng còn biểu hiện cứ như vậy cấp. Đương nhiên lần này Đỗ Kiệt Bân thiếu chút nữa chứ hắc xà khắc văn chi đạo, cũng có hắn đại ý thành phần ở trong đó. Nói cách khác, Dương Nghị Vân đánh giá Đỗ Kiệt Bân chân chính thực lực vẫn là không có bày ra ra tới. Không nhiều lời đi theo Đỗ Kiệt Bân tiếp tục đi phía trước đi chính là. Ở trong xương cốt, Dương Mỗ Nhân kỳ thật cũng là một cái thích mạo hiểm người. Hắn cũng muốn kiến thức tiên giới tiên phủ cùng tu chân giới làm chứng kiến quá những cái đó tiên phủ a, bí cảnh cùng với tiểu thế giới có cái gì bất đồng chỗ. Ở một cái nơi này xuất hiện chính là Đại La Tiên Phủ, dựa theo tiên giới cấp bậc, Đại La Thượng Tiên, cái này cấp bậc chính là Thiên Tiên, Chân Tiên, Kim Tiên, Đại La Thượng Tiên, cái thứ tư đánh cấp bậc, có thể vào Đại La giả, ở tu luyện chi đạo tới nói, nhưng đã không phải đơn giản hạng người tiên nhân. Cho nên Dương Nghị Vân rất muốn đi nhìn xem. Chẳng sợ có nguy hiểm cũng đi, bởi vì hắn tu luyện chi lộ, chính là từ một đám trong lúc nguy hiểm quật khởi. Không có nguy hiểm, liền không có cơ duyên, đây là nhất chân thật tu luyện chi lộ vẽ hình người. Đối này, Dương Nghị Vân là sâu nhất có thể hội. Hơn nữa ở kinh nghiệm chiến đấu phương diện, hắn dám nói, tiên giới xuất thân Đỗ Kiệt Bân đều sẽ không có hắn phong phú. Về phương diện khác tới nói, nếu cùng Đỗ Kiệt Bân trở thành bằng hữu, vậy cùng đi xông vào một lần. Có giúp được không khác nói, hắn Dương Nghị Vân không phải cái loại này đối bằng hữu bỏ gánh người. Ở hắn lý giải chung, chính thật sự bằng hữu huynh đệ, vĩnh viễn là cái loại này không vứt bỏ không buông tay quan hệ. Hơn nữa hắn nhìn ra được tới, Đỗ Kiệt Bân tiến đến, tất nhiên là có xúc đồ. Chẳng qua cho tới bây giờ Đỗ Kiệt Bân không có đối hắn nhắc tới quá cái gì. Bất quá hắn tin tưởng, tới rồi nói thời điểm, Đỗ Kiệt Bân sẽ đối hắn giảng thuật. Nếu đến lúc đó Đỗ Kiệt Bân không đối hắn giảng thuật, như vậy. Ở hắn nghĩ đến, cũng là đối bọn họ hữu nghị một lần khảo nghiệm. Cho nên Dương Nghị Vân chút nào không nóng nảy. Bốn người tiếp tục đi trước, hành tẩu trình tự như cũ là Lão Mộ ở phía trước mở đường, A Thiện tại hậu phương áp trận. Đến nỗi hắn cùng Đỗ Kiệt Bân còn lại là bị đặt ở trung gian, đã chịu bảo hộ. Nói thật đối với Lão Mộ cùng A Thiện này hai cái Đỗ Kiệt Bân thủ hạ, Dương Nghị Vân kỳ thật rất hâm mộ. Từ một đường đi tới, đến phía trước chém giết đại chiến, Dương Nghị Vân đem Lão Mộ cùng A Thiện hành động đều xem ở trong mắt, kia chính là thật có thể thế Đỗ Kiệt Bân đương giao nhỏ trung thành người hầu. Dương Nghị Vân nghĩ chính mình khi nào có thể trước tiên giới có như vậy hai cái tiểu đệ, cũng không uổng công tiên giới tu luyện một hồi. Nhưng hắn cũng rõ ràng, muốn tìm đến mấy cái trung thành người hầu dữ dội gian nan. Đặc biệt là muốn cho tiên nhân nguyện trung thành, càng là khó càng thêm khó.